Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 421, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Người trong nước thường thích làm quan, vì có câu thế này, dù anh có bao nhiêu tiền trên người, đứng trước mặt quan cũng phải cúi đầu. Vì vậy một khi anh lên vị trí cao sẽ được mọi người đưa mắt nhìn chằm chằm, đây chính là một điều đặc biệt ở Trung Quốc. Triệu Bình Xuyên trước nay vì có sự tồn tại của Triệu Tứ Quân thế nên luôn là con cua bò ngang ở thành phố Việt Thị, lúc này thấy tự nhiên có người nhảy ra chất vấn thì có chút hỉu xìu, nhưng vẫn dùng giọng đầy khí thế nói. Đúng vậy, tôi tận mắt nhìn thấy. Được rồi, xem ra chuyện này cũng chỉ có thể để người của Ủy ban Kỷ luật điều tra. Người đàn ông nói rồi cười với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi sẽ báo cáo sự việc với Bí thư Hướng. Bí thư Hướng. Vẻ mặt Triệu Bình Xuyên chợt biến đổi, hắn biết rõ Bí thư Hướng là ai, thế là không khỏi tỏ ra thấp thỏm lo âu. Hắn thầm suy đoán, Vương Tử Quân kia rốt cuộc có địa vị gì, vì sao phải báo cáo với Bí thư Hướng. Triệu thiếu gia, người này là Bí thư tỉnh Đoàn Sơn Nam. Cục trưởng Phạm cũng không biết Vương Tử Quân chỉ là phó bí thư chủ trì công tác của tỉnh Đoàn Sơn Nam, hắn trực tiếp đẩy Vương Tử Quân lên vị trí chính. Triệu Bình Xuyên vừa nghe nói thân phận của Vương Tử Quân thì vẻ mặt chợt trầm xuống, hắn biết rõ mình vu hãm Vương Tử Quân chỉ là lấy cớ mà thôi, lại không ngờ đối phương có thân phận như vậy. Một vị cán bộ cấp sở trẻ tuổi tương lai vô hạn mà đi buôn thuốc phiện, nói ra sợ rằng sẽ làm cho người ta cười rụng răng. Triệu Bình Xuyên nghĩ đến những lời nói vừa rồi của mình mà cảm thấy cực kỳ hối hận. Hi hi, đây chỉ là một hiểu lầm, tôi chỉ muốn. Vẻ mặt Triệu Bình Xuyên chợt biến đổi. Hắn muốn nói hai chữ vui đùa, thế nhưng hắn dù thế nào cũng không nói nên lời, dù thế nào thì hắn cũng thấy rất ngại miệng. Vương Tử Quân dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn Triệu Bình Xuyên, hắn căn bản không quan tâm đến đối phương. Bí thư Lô bên kia gọi điện thoại, chỉ 10 phút sau một người đàn ông trung niên dẫn theo mười mấy người đi đến cổng tỉnh ủy. Chào anh, Bí thư Vương, tôi là Phó Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy Quảng Đông là Cao Thiếu Dương, tôi phụng mệnh đến đây điều tra sự việc này, kính mong anh phối hợp. Người đàn ông trung niên bắt chuyện với Vương Tử Quân, trên mặt là nụ cười tươi vui thoải mái. Vị phó bí thư ủy ban kỷ luật tất nhiên sẽ không tin Vương Tử Quân buôn lậu thuốc phiện. Hắn là người phá án nhiều năm ở ủy ban kỷ luật tỉnh ủy, hắn đã biết rõ rất nhiều thủ đoạn phá án của cảnh sát, chỉ cần nhìn bộ dạng e sợ của cục trưởng Phạm và đám cảnh sát trẻ ở phía sau, trong lòng hắn đã biết rõ 10 phần. Vương Tử Quân cũng tươi cười và nhiệt tình nói. Chào bí thư Cao. Tôi có thể chứng minh được mình trong sạch hay không đều phải nhờ vào ánh mắt sáng như sao của ngài. Điều này mong Bí thư Vương cứ yên tâm, Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy sẽ không thiên vị cho bất kỳ người nào, nhất định sẽ công bình công chính cho ngài một câu trả lời rõ ràng. Cao Thiếu Dương nói rất chừng mực, tiến lùi có đủ cả. Sau khi nói xong thì hắn nhìn về phía Cục trưởng Phạm và Triệu Bình Xuyên rồi vung tay lên. Đi thôi, chúng ta vào trong nói chuyện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sự việc vốn đã quá rõ ràng, thế cho nên Ủy ban Kỷ luật cũng nhanh chóng điều tra. Một lúc sau Cao Tiếu Dương cầm một sấp lời khai từ trong phòng phá án đi ra, trên mặt là nụ cười nhàn nhạt. Bí thư Vương, thật sự đã làm anh uất ức, chuyện này Ủy ban Kỷ luật sẽ xét xử nghiêm khắc, sẽ cho ngài một câu trả lời rõ ràng. Vương Tử Quân khẽ gật đầu cười nói. Tôi tin tưởng quyết tâm của quý tỉnh. Nhưng tôi hy vọng khi xử lý vụ này thì các vị nên xem xét kỹ một chút, hình như sự việc cũng không đơn giản như vậy. Triệu Bình Xuyên này vu hãm tôi, rốt cuộc đây là ý của hắn ta hay là chỉ thị của Bí thư Triệu. Tôi cần phải biết cho rõ ràng. Dù là vẻ mặt của Cao Tiếu Dương hay là Bí thư Lô đi theo bên cạnh Vương Tử Quân cũng biến đổi, thái độ của Vương Tử Quân rất rõ ràng, đó chính là nếu không làm rõ thì sẽ không bỏ qua. Nếu như đó thật sự là chỉ thị của Bí thư Triệu. Như vậy sẽ là một cơn bão bùng lên đến tận trời trong tỉnh Quảng Đông. Hai người Cao Tiếu Dương và Bí thư Lô nghĩ đến những hậu quả có thể phát sinh, thế là không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bí thư Vương, tôi sẽ nhất định báo cáo yêu cầu của anh với Bí thư Hướng. Lúc này Cao Tiếu Dương càng tỏ thái độ một cách cực kỳ chặt chẽ, hắn chỉ sợ mình biểu đạt sai ý. Vương Tử Quân khẽ gật đầu và không nói thêm điều gì, chuyện này hoàn toàn quấy rối kế hoạch của hắn. Hắn vốn đang tỏ ra cực kỳ thận trọng. Bây giờ sự việc xuất hiện thì biết được cơ hội của mình đã đến, chỉ cần hắn nắm chặt không buông thì sẽ giải quyết những vấn đề khác rất dễ dàng. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân chậm rãi cầm điện thoại lên. Triệu Tứ Quân ngồi sau bàn làm việc của mình, lão liên tục hút thuốc, nhưng những hơi thuốc thổi ra không những làm cho lão cảm thấy thoải mái,
ngược lại còn làm cho lão càng thêm cảm thấy bị áp chế. Lão nghĩ đến tình huống Phó Chủ tịch Trịnh đi ra khỏi phòng làm việc của mình với bộ dạng cực kỳ chán nản, trong lòng không thể nào vui vẻ cho được. Chuyện này có người gánh chịu, thế nhưng người chịu tội đó không phải là người mình mong muốn. Triệu Tứ Quân phải trơ mắt nhìn một kẻ tâm phúc theo mình nhiều năm phải ra đi, trong lòng khó chịu thế nào thì hoàn toàn biết được. Dù anh Trịnh không nói gì nhưng có một điều mà lão không thể nào giả vờ hồ đồ được, trong quá trình thay đổi chế độ xã hội ở nhà máy cơ giới, đứa con Triệu Bình Xuyên không ra gì của mình thật sự vung ti làm loạn hơn anh Trịnh rất nhiều. Bây giờ tai nạn xảy ra thì Triệu Tứ Quân cũng chỉ có thể thí xe giữ mã, trong đầu lão lóe lên ý nghĩ như vậy, thế là tâm tư lại chuyển lên người tác giả thao túng sự kiện lần này. Trong lòng thầm nghĩ, sau đó mình sẽ phải điều tra cho rõ ràng, để xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không thể để cho người ta đánh mình một cái thật đau nhưng không biết đối phương là ai như vậy được. Con bà nó, thiếu chút nữa đã làm cho đứa con của mình bị ảnh hưởng. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên dồn dập bên tai Triệu Tứ Quân. Bí thư Triệu dùng ánh mắt mệt mỏi nhìn chiếc điện thoại màu đỏ trên bàn, lúc này lão mới nhấc điện thoại lên, khi vừa nghe máy thì đứng thẳng người lên khỏi ghế. Chào lão lãnh đạo, tôi là Tứ Quân. Tứ Quân ơi là Tứ Quân, cậu làm ăn thế nào vậy? Ngay cả con trai của mình cũng quản giáo không tốt nữa sao? Dám lấy cớ buôn lậu thuốc phiện để hãm hại một vị cán bộ lãnh đạo cấp sở, đầu nó không phát triển bình thường hay đã vứt vào nồi nấu chín rồi. Một con ngựa bất kham như vậy sớm muộn gì cũng sinh chuyện mà thôi. Âm thanh nghiêm khắc truyền đến từ đầu dây bên kia. Nhưng nếu so sánh với giọng điệu của người gọi điện thoại thì nội dung cuộc gọi càng làm cho trái tim của Triệu Tứ Quân trở nên băng giá. Cái gì, thằng nhóc khốn kiếp nhà mình lại lấy cớ buôn lậu thuốc phiện để hãm hại cán bộ cấp sở. Đây tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ, nếu so ra thì những ảnh hưởng mặt ngoài của nó còn đáng sợ hơn cả. Triệu Tứ Quân chợt cảm thấy lạnh cả người, lão lắc lắc đầu rồi nói. Lão lãnh đạo, tôi thật sự không biết cách dạy con, đã làm ngài mất thể diện. Ngài yên tâm, chuyện này tôi sẽ điều tra cho rõ ràng. Điều tra, anh cho rằng chỉ nhổ một bãi nước miếng lên người đối phương, nói một tiếng xin lỗi hời hợt thì xong rồi sao? Việc này há có thể chỉ kết thúc bằng một cuộc điều tra chóng vánh. Mạc lão của Mạc gia ở thủ đô đã lên tiếng, chỉ sợ ngay cả anh cũng khó tránh khỏi liên lụy. Đầu dây bên kia tiếp tục lên tiếng, giọng điệu lúc này đã có chút khô khốc. Triệu Tứ Quân đã đi theo lãnh đạo không ít năm. Lão biết rõ tính cách của lãnh đạo, thế là lúc này không khỏi sinh ra cảm giác đau buồn và khó chịu. Hắn biết rõ lãnh đạo dùng giọng điệu hổn hển như vậy để mắng mình, có ý nghĩa rằng sự việc trên cơ bản đã không thể làm gì khác hơn. Vâng, chuyện này thật sự tôi không biết. Triệu Tứ Quân giống như tìm được cây cỏ cứu mạng, lão dồn dập trả lời với đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia cũng không tiếp tục lên tiếng, giống như đã cúp máy, nhưng Triệu Tứ Quân vẫn chờ đợi. Chỉ cần bên kia còn chưa nói thì lão vẫn cảm thấy mình còn hy vọng. Trừ khi đối phương không truy cứu sự việc. Một âm thanh nhàn nhạt vang lên từ đầu dây bên kia, nhưng ngay sau đó thì bên kia đã cúp điện thoại. Trừ khi đối phương không truy cứu, Triệu Tứ Quân nghĩ đến 7 chữ này mà cơ thể giống như một quả bóng cao su xì hơi, lão ngồi xuống thật sự nặng nề. Đối phương không truy cứu, nói dễ như vậy sao? Triệu Bình Xuyên rõ ràng có ý vu hãm người ta. Bây giờ người ta sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Hàng loạt ý nghĩ liên tục quay cuồng trong đầu Triệu Tứ Quân, khi những ý nghĩ đó lóe lên, một con đường duy nhất bày ra trước mắt lão. Lão khẽ đi ra khỏi phòng làm việc, lúc này lão cảm thấy rất đau đầu, nhưng tất cả đã không còn quan trọng, điều quan trọng là lão cần phải đi ra giải quyết sự việc này. Anh Mạc, anh theo tôi đến ủy ban kỷ luật tỉnh ủy. Triệu Tứ Quân thấy anh Mạc tiến lên chào đón thì trầm giọng nói. Anh Mạc không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn chợt ngẩn ngơ muốn lên tiếng hỏi lại bị Triệu Tứ Quân khoát tay cản lại. Anh Mạc biết rõ thói quen công tác của Triệu Tứ Quân, hắn nhanh chóng ngậm miệng lại rồi đi theo Triệu Tứ Quân ra ngoài khu văn phòng thị ủy. Bố phải cứu con, bố nhất định phải giúp con xử trí vụ này. Triệu Bình Xuyên thấy Triệu Tứ Quân thì giống như thấy hy vọng lóe lên trước mắt, hắn phóng về phía Triệu Tứ Quân, nước mắt chớp động. Bố nói gì? Bố muốn con xin lỗi hắn. Triệu Bình Xuyên dùng ánh mắt không muốn tin nhìn Triệu Tứ Quân, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Triệu Tứ Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Bình Xuyên, lão trầm giọng nói. Cậu vu hãm người ta buôn lậu thuốc phiện, cậu nghĩ xin lỗi có thể xong việc được sao? Tôi nói cho cậu biết, không phải chỉ là cậu xin lỗi, tôi còn phải xin lỗi người ta trước mặt tất cả các vị thường ủy tỉnh ủy Quảng Đông. Triệu Bình Xuyên chợt ngây người,
hắn vốn cho rằng bố sẽ đến đón mình về, không ngờ lại có kết quả như vậy. Nói thật, sau khi sự việc phát sinh thì Triệu Bình Xuyên tuy cảm thấy sự việc có vẻ náo loạn quá lớn, thế nhưng cũng không phải là vấn đề, thử nghĩ xem có điều gì mà bố hắn không giải quyết được chứ. Triệu Bình Xuyên nghĩ đến tình huống mình phải xin lỗi đối phương thì trong lòng bừng bừng lửa giận, nhưng dù hắn có thật sự giận điên người thì cũng chỉ có thể áp chế mà thôi, dù sao bố hắn cũng đang có mặt ở chỗ này. Triệu Tứ Quân nhìn con trai của mình, vẻ mặt lão chợt rét run. Lão đã điều tra về những hành vi của con trai mình trong thời gian gần đây, cũng đã hiểu vì sao Vương Tử Quân đến thành phố Việt Thị. Mà những mưa gió trong khoảng thời gian gần đây rõ ràng do một mình Vương Tử Quân gây ra. Chỉ là vài ngày đã gây ra nhiều phiền phức như vậy với mình, Triệu Tứ Quân tuy cực kỳ oán hận Vương Tử Quân nhưng cũng sinh ra cảm giác sợ hãi. Chuyện liên quan đến tập đoàn Quân Thành dừng lại ở đây, đồng thời sau này cậu cũng đừng chọc vào tập đoàn Quân Thành nữa, biết chưa? Triệu Bình Xuyên tuy không phục nhưng cũng không thể phát tác, chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Cậu phải chuẩn bị cho tốt, đến khi xin lỗi phải tỏ thái độ thành khẩn, hiểu chưa? Triệu Tứ Quân nói rồi đi ra ngoài cửa. Anh nói Triệu Tứ Quân muốn xin lỗi tôi sao? Vương Tử Quân ngồi rót trà cho Bí Thư Lô, hắn vừa cười vừa nói. Bí Thư Triệu đã khắc sâu phê bình chính mình ở sự kiện này, đã chủ động lên tiếng, như vậy anh ấy phải xin lỗi anh trước mặt toàn thể thường ủy tỉnh ủy. Lô Minh Tắc nhận ly trà uống một ngụm rồi khẽ nói. Triệu Tứ Quân đến xin lỗi, Vương Tử Quân biết rất rõ ý nghĩa hành vi này, hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói. Xem ra tôi không thể nào từ chối lời xin lỗi của anh ấy. Lô Minh Tắc thở dài một hơi, tuy hắn không sợ Triệu Tứ Quân, lại không muốn đắc tội với Triệu Tứ Quân, nếu như sự kiện này không thể điều đình được, như vậy hắn bị kẹp ở giữa sẽ rất khó chịu. Nhưng may mà Vương Tử Quân cũng không kiên trì mà lên tiếng đồng ý. Như vậy cũng tốt, Bí Thư Vương, tôi sẽ báo tin tức này cho Bí Thư Triệu. Lô Minh Tắc sợ đêm dài lắm mộng, hắn trực tiếp đứng lên. Vương Tử Quân cười cười không nói gì, nhưng khi Lô Minh Tắc đi ra khỏi phòng thì trên mặt Vương Tử Quân lại lộ ra nụ cười lạnh lẽo. Vì có Triệu Tứ Quân thúc đẩy nên nghi thức xin lỗi đến rất nhanh, 3 giờ sau hai cha con Triệu Tứ Quân và Triệu Bình Xuyên đã đi đến trước mặt Vương Tử Quân. Ngày hôm đó đám thường ủy tỉnh ủy được thấy một tình huống làm cho bọn họ trợn mắt há mồm và cũng cực kỳ hưng phấn, hơn nữa kết quả cuối cùng lại làm cho bọn họ khó thể ngậm miệng lại, hai mắt trợn trừng, tim đập bình bình. Lúc này Triệu Tứ Quân nở nụ cười tươi vui, khi lão nhìn thấy Vương Tử Quân thì nhiệt tình vươn tay nói. Bí Thư Vương, tôi không biết cách dạy con, thật sự hổ thẹn. May mà chuyện này chưa tạo thành thương tổn gì cho ngài, bây giờ tôi dùng danh nghĩa của một người cha, trịnh trịnh nói lời xin lỗi với ngài. Dù xét theo khía cạnh phong độ hay lời nói thì biểu hiện của Triệu Tứ Quân đều cực kỳ cao siêu. Khi lão nói xong, vị lãnh đạo có thể dậm chân làm cho cả thành phố Việt Thị rung lắc lại phải cúi đầu xuống khá sâu. Từng cặp mắt nhìn về phía Vương Tử Quân khi Triệu Tứ Quân cúi người xuống, lúc này trên mặt Vương Tử Quân chỉ treo nụ cười nhàn nhạt, hắn biết rõ Triệu Tứ Quân càng cúi người sâu bao nhiêu thì càng căm hận mình bấy nhiêu. Bí Thư Triệu, Triệu Bình Xuyên làm việc không suy xét, đây là lỗi của anh ta. Ngài xin lỗi tôi như vậy, tôi cũng thật sự khó thể nào đảm đương được. Vương Tử Quân dùng hai tay khẽ nâng Triệu Tứ Quân đứng thẳng lên, sau đó dùng giọng cực kỳ khiêm tốn nói. Trong mắt Triệu Tứ Quân lóe lên nụ cười, lão biết rõ sự việc đã đạt đến mục đích của mình, thế là lão cười ha hả nói. Bí Thư Vương, không giáo dục dạy bảo con cái cho tốt là lỗi của cha, đây là đạo lý từ thời xa xưa. Còn con trai Triệu Bình Xuyên, nó thật sự mắc lỗi tất nhiên phải tự mình gánh chịu. Phải chịu trách nhiệm. Vương Tử Quân cười cười, hắn bắt chặt tay Triệu Tứ Quân rồi nói. Bí Thư Triệu, chuyện này cũng không tạo nên tổn hại gì với tôi, ngài cũng đừng quá nghiêm túc và khách khí như vậy. Còn không mau đến đây xin lỗi Bí Thư Vương. Triệu Tứ Quân nghe lời nói không thèm quan tâm của Vương Tử Quân, lúc này trong lòng lão giống như đã có một tảng đá được hạ xuống, càng thoải mái thêm vài phần. Lão thấy con trai của mình vẫn đứng yên nơi đó như cọc gỗ. Thế là tranh thủ lên tiếng khiển trách. Triệu Bình Xuyên dù có chút không tình nguyện nhưng nghe lời bố phân phó vẫn chậm chậm đi đến. Rốt cuộc vẫn là thanh niên. Một người đàn ông trung niên hơn 50 với mái tóc hoa râm nhìn cha con Triệu Tứ Quân xin lỗi Vương Tử Quân thế là dùng giọng cảm khái nói. Người bên cạnh tất nhiên hiểu rõ ý nghĩa lời cảm khái của người đàn ông trung niên kia, hắn cười cười lên tiếng. Anh Lâm, Triệu Tứ Quân là hạng người gì? Anh cũng không phải không rõ ràng. Đừng nói là một tiểu tử chưa quen cuộc sống ở nơi đây, dù là anh thì cũng làm gì được.
Chẳng lẽ anh thật sự muốn hai cha con Triệu Tứ Quân quỳ xuống xin lỗi sao? Người đàn ông trung niên tóc hoa râm nói. Tôi nào có ý nghĩ như vậy. Ôi, anh Hào, tôi cũng biết sự việc này ảnh hưởng đến mặt mũi của Triệu Tứ Quân, thế nhưng một chuyện lớn như vậy mà chỉ hời hợt kết thúc như thế, tóm lại cũng có chút không cam lòng. Anh không cam lòng thì làm gì được người ta? Hi hi, dù là truy cứu con trai của anh ta, như vậy có thể làm gì được anh ta? Anh Hào cười cười, sau đó khẽ đưa bàn tay của mình ra nói. Anh Lâm cũng không nói gì thêm, đối mặt với tư thái của Triệu Tứ Quân, dù là đứng vào địa vị của bọn họ cũng biết không nên ép người quá đáng. Bí thư Vương, Khuyển Tử đã nhận lỗi, nhất định phải truy cứu cho rõ ràng, tuyệt đối không thể vì ngài tha thứ mà để nó đơn giản vượt qua kiểm tra. Anh Lâm, anh là lãnh đạo khối tư pháp tỉnh ủy, tôi đứng đây nói một lời rõ ràng với anh, tiểu tử Triệu Bình Xuyên này anh phải giúp tôi xử lý thật nghiêm, phải cho hắn trả giá với những gì đã làm. Anh cũng đừng vì nó là con trai tôi mà tha thứ cho một lần, như vậy cũng không phải là ngài giúp nó, ngược lại chính là dung túng cho nó. Anh Lâm không nói gì thế nhưng sự việc lại cứ tìm đến người, sau khi Triệu Tứ Quân nói lời xin lỗi với Vương Tử Quân thì quay sang dùng giọng cực kỳ chân thành nói với Bí thư Ủy ban Tư pháp tỉnh ủy Quảng Đông. Quan viên nói phải nghe theo chiều hướng ngược lại, bây giờ cũng không ngoại lệ. Anh Lâm nào không hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Tứ Quân. Nhưng dù là hiểu thì lão cũng vẫn biết rõ, mình căn bản không thể nào ra tay độc ác ở sự kiện này. Dù sao bố con Triệu Tứ Quân cũng đã xin lỗi Vương Tử Quân, đã biểu hiện rất rõ rồi, nếu bây giờ mình nắm quá chặt, căn bản chỉ là tự làm khó mình. Anh Triệu cứ yên tâm, tôi biết phải xử trí thế nào. Tuy Bí thư Lâm rất không muốn nói chuyện với Triệu Tứ Quân, thế nhưng lão làm một thành viên ban ngành tỉnh ủy, căn bản không thể nào không lên tiếng đáp lời Triệu Tứ Quân. Triệu Tứ Quân vươn tay bắt chặt tay của anh Lâm rồi nói. Bí thư Lâm, tôi thật sự cảm thấy hổ thẹn, con mình không giáo dục cho tốt, bây giờ lại phải nhờ ngài dạy bảo. Bí thư Lâm nhìn bàn tay của Triệu Tứ Quân mà thầm hừ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Anh Hào ở bên cạnh lại khéo đưa đẩy hơn anh Lâm rất nhiều, lão lập tức nói với Triệu Tứ Quân. Bí thư Triệu, biết sai có thể sửa thì vẫn là đứa trẻ tốt, anh Lâm giáo dục chỉ là tạm thời mà thôi, quan trọng nhất vẫn chính là anh phải dạy bảo cho tốt. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cực kỳ an phận của Triệu Tứ Quân, hắn thầm cười lạnh. Bây giờ Triệu Tứ Quân hoàn toàn biểu hiện tư thái của một kẻ yếu, bộ dạng của đối phương làm cho đám người dù muốn ra tay cũng không khỏi có chút bận tâm. Khi Vương Tử Quân đưa mắt nhìn sang các vị lãnh đạo của một tỉnh phương Nam, hắn chợt cảm thấy có một ánh mắt nhìn về phía mình, thế là quay đầu nhìn, thấy Triệu Bình Xuyên chợt cúi đầu. Hắn đứng trên địa vị của mình lúc hiện tại để nhìn Triệu Bình Xuyên, hắn cảm nhận được ánh mắt của đối phương tràn đầy cừu hận, cũng có chút mỉa mai. Tao hãm hại mày thì thế nào? Mày làm lớn chuyện rồi thì sao? Không phải sự việc cũng được giải quyết theo kiểu chuồn chuồn lướt nước thế này à? Tuy Triệu Bình Xuyên không lên tiếng nhưng Vương Tử Quân có thể thấy rõ vài ý nghĩ trong mắt đối phương không những chẳng xấu hổ, lại có chút vui sướng. Hôm nay cũng đừng ai có thể giành mất quyền lợi của tôi, bữa cơm này tôi nhất định phải mời. Thứ nhất là tôi muốn nhận lỗi với Bí Thư Vương, thứ hai cũng nhân cơ hội mà cảm ơn anh Lâm, đã làm phiền anh Lâm phải dạy bảo nó vài lời, công lao của anh là rất lớn. Chút nữa tôi phải mời anh hai ly mới được. Lúc này trên mặt Triệu Tứ Quân lại treo nụ cười nhàn nhạt, hắn dùng ánh mắt tươi vui nhìn qua các vị lãnh đạo tỉnh, sau đó ánh mắt rơi lên người đứng ở vị trí trung tâm, hắn cực lực lên tiếng. Bí thư Hướng, lần này dù thế nào thì ngài cũng phải tham gia mới được, xem như là một người giám sát tôi. Bí thư Hướng khẽ gật đầu nói. Bí thư Triệu, hôm nay anh cứ mời cơm, tôi sẽ tham gia. Nhưng việc mời rượu Bí thư Lâm thì tôi sẽ không tham gia, chỉ hai người các anh là được. Bí thư Hướng nói rồi đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, sau đó tiếp tục lên tiếng. Cũng không còn sớm nữa, tôi thấy nên xuất phát được rồi. Tuy Vương Tử Quân là vị khách quan trọng của bữa tiệc hôm nay, nhưng khi đối diện với các vị lãnh đạo tỉnh Quảng Đông, tất nhiên phải lễ phép nhường các vị lãnh đạo đi đầu. Dù sao thì vẫn là trong quan trường, cũng không có bất kỳ ai dám phá hư quy củ. Bí thư Vương, thật sự là nước lớn ngập miếu Long Vương, nếu biết là anh thì tôi cũng sẽ không cho ra hành vi ngu xuẩn như vậy. Lát nữa vào bàn rượu chúng ta phải uống vài ly mới được. Triệu Bình Xuyên nhanh chóng đi đến trước mặt Vương Tử Quân rồi tươi cười hớn hở nói. Vương Tử Quân đối mặt với nụ cười vui vẻ của Triệu Bình Xuyên thì cũng chỉ gật đầu một cái, nhưng khi hai người lên tiếng thì dù là ai cũng phải quay đầu nhìn. Bình Xuyên nói rất đúng, không đánh không quen. Tử Quân. Nói ra thì tôi và bố cậu cũng là bạn cùng trường,
cậu nên cho Triệu Bình Xuyên cơ hội mời hai ly rượu, cũng để cho nó có cơ hội học tập cậu. Nếu nó có nửa bản lĩnh của Tử Quân, tôi cũng phải cảm ơn trời đất. Triệu Tứ Quân nghiêng đầu sang dùng giọng trưởng bối lên tiếng với vãn bối để nói với hai người Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn hai cha con Triệu Tứ Quân với nụ cười tươi rói trên môi, hắn cũng cười nói. Chú Triệu, chỉ sợ ly rượu ngày hôm nay cháu cũng không uống cạn được. Thế nào, anh Tử Quân, không phải anh cứ giữ lấy bím tóc của em không chịu bỏ qua đấy chứ? Nếu thật sự là như vậy thì chẳng lẽ anh phải bắt tôi quỳ xuống mới chịu bỏ qua sao? Triệu Bình Xuyên lúc này đã dần hiểu rõ phương pháp của bố mình, đó chính là làm cho người ta tức chết không thường mạng, thật ra phương pháp này còn thoải mái hơn thoái mạ người khác. Bây giờ Vương Tử Quân tuy hận không thể bóp chết chính mình, thế nhưng lúc này đứng trước mặt bao người thì Vương Tử Quân cũng không thể làm gì hơn được. Triệu Bình Xuyên nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân đang cực kỳ ngột ngạt mà cảm thấy rất thoải mái và vui sướng. Trước nay hắn luôn là kẻ hoành hành ngang ngược ở thành phố Việt Thị, cũng vì tên khốn Vương Tử Quân này mà vài lần mắc nghẹn. Chưa nói đến chuyện thiếu chút nữa thì mình cũng bị tống giam, hai thủ hạ đắc lực của hắn cũng phải gạt nước mắt bỏ đi, oán khí là quá lớn, nếu không tìm chỗ phát tiết thì sẽ ngột ngạt đến mức nào. Bây giờ Triệu Bình Xuyên có thể ném bức bối lên người Vương Tử Quân, hắn cảm thấy sướng điên người, trái tim cũng đập lên rất mạnh. Cậu Triệu, không phải tôi không muốn tiếp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng cậu thật sự không có cơ hội này. Vương Tử Quân khẽ vỗ lên vai Triệu Bình Xuyên, sau đó hắn chỉ về phía cách đó không xa. Cậu Triệu, Tiền Trường Thắng và Phó Chủ tịch Trịnh đã khai báo ra chuyện liên quan đến nhà máy cơ giới, cậu nghĩ mình còn đi được sao? Cái gì, anh nói gì? Vẻ mặt Triệu Bình Xuyên chợt trở nên trắng bệch, đây hầu như là tâm bệnh của hắn, bây giờ hắn nghe nói Tiền Trường Thắng và anh Trịnh đều khai báo, thế là cảm thấy như có quả bom nổ trong lòng. Không bao giờ, anh Tiền chắc chắn sẽ không. Khi Triệu Bình Xuyên chuẩn bị giải thích thì có vài người đàn ông mặc tây trang đi đến, bọn họ đứng bên cạnh bí thư ủy ban kỷ luật nói hai ba câu, sau đó bí thư ủy ban kỷ luật lên tiếng. Bí thư Hướng, Tiền Trường Thắng và Trịnh Hà Đồ đều đã khai báo. Ừ, mang người đi. Bí thư Hướng nhìn thoáng qua Triệu Tứ Quân, sau đó phất tay với Triệu Bình Xuyên. Vài người đàn ông đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này nghe thấy bí thư Hướng phân phó thì tiến đến bên cạnh Triệu Bình Xuyên, bao vây hắn lại. Biến hóa đột nhiên làm cho Triệu Bình Xuyên ngây cả người, dù là một người đầy kinh nghiệm mưa gió như Triệu Tứ Quân cũng cảm thấy ngây ngẩn. Lão nhìn về phía Vương Tử Quân đứng cách đó không xa, giống như hiểu ra điều gì đó. Vương Tử Quân, không phải Triệu Bình Xuyên đã nói với cậu. Triệu Tứ Quân vừa nói ra khỏi miệng thì chợt cảm thấy có gì đó không đúng, lão vội vàng ngậm miệng, nhưng lão có ngậm miệng lại cũng không thể nào thu được những lời vừa rồi trở về, ai cũng hiểu rõ ý nghĩa lời nói của lão. Tôi tiếp nhận lời xin lỗi của anh ấy về sự kiện vụ oan hãm hại, coi như cười mà qua, thế nhưng phạm pháp thì khó thể nào bỏ qua được. Vương Tử Quân khẽ giang tay với Triệu Tứ Quân, bộ mặt vô tội. Gương mặt Triệu Tứ Quân có chút tức giận nhưng ngay sau đó đã thả lỏng xuống. Khoảnh khắc này lão xem như đã hiểu, sự kiện xin lỗi lần này thật sự là phương pháp đùa giỡn kẻ khác, nhưng không phải là lão mượn lực để đùa giỡn với một kẻ trẻ tuổi như Vương Tử Quân. Mà chính là Vương Tử Quân mượn sự việc để đùa giỡn với hai cha con mình như khỉ. Triệu Tứ Quân nhìn gương mặt với nụ cười nhạt của Vương Tử Quân, nhìn con trai của mình bị người ta đưa đi, nhìn gương mặt của đám thường ủy tỉnh ủy ở bên cạnh, đám người kia giống như rất vui vẻ. Lúc này lão sinh ra cảm giác biến hay thành dở, lão vừa tức vừa nóng vội, lão chợt cảm thấy trước mặt tối sầm lại, sau đó không biết gì cả. Một ngày sau Tần Hồng Cẩm được thả vì điều tra không tìm được chứng cứ. Nhưng Vương Tử Quân cũng chỉ vội vàng gặp mặt nàng một lần, sau đó phải bắt máy bay về tỉnh Sơn Nam. Sau khi quay về thì Vương Tử Quân giống như chưa từng có gì phát sinh, tiếp tục chủ trì công tác ở tỉnh đoàn, thế nhưng vẫn luôn chú ý đến biến hóa ở phương Nam. Vương Tử Quân khẽ buông tờ báo, hắn duỗi lưng một cái. Hắn dù đã sớm nắm chắc hướng phát triển của sự việc thế nhưng khi nhìn thấy kết quả thì vẫn sinh ra cảm giác cực kỳ sảng khoái tinh thần. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó một tiểu tử hơn 20 tuổi đi vào phòng làm việc của Vương Tử Quân với gương mặt tràn đầy nụ cười. Tiểu tử này là Triệu Quốc Lương, là thư ký mà gần đây Lâm Thụ Cường bố trí cho Vương Tử Quân. Nói thật thì từ sâu trong lòng Lâm Thụ Cường càng hy vọng chính mình sẽ kiêm nhiệm cả vị trí thư ký cho bí thư Vương Tử Quân, cũng không phải chiêu mộ thêm một thư ký làm gì cả. Thế nhưng khi đối mặt với những lời kêu gọi phải phân phối thư ký cho bí thư Vương ngày càng mạnh mẽ trong đơn vị, hắn cũng chỉ đưa ra một danh sách cho bí thư Vương chọn lựa.
vì công tác ở tỉnh đoàn cũng không có nhiều chuyện vụn vặt như ở địa phương, thế cho nên Vương Tử Quân cũng không có yêu cầu quá cao với thư ký như trước kia. Thế là hắn chọn trong danh sách đề cử một tên cán bộ đơn thuần nhất, vừa mới đi làm ở tỉnh đoàn chưa được bao lâu, người này tên là Triệu Quốc Lương. Bí thư Vương. Triệu Quốc Lương bắt chuyện một câu với Vương Tử Quân, sau đó đi đến bên cạnh máy nước nóng. Sau khi nhìn máy nước nóng thì hắn có chút do dự, sau đó mới cười nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ngày hôm qua tôi xem sách dưỡng sinh, nói rằng nước được đun nhiều lần sẽ không tốt cho sức khỏe. Vương Tử Quân nhìn gương mặt cẩn thận của Triệu Quốc Lương, hắn biết rõ chút lo lắng của đối phương. Kiếp trước hắn cũng từng được đọc thông tin như vậy nhưng cũng không quá quan tâm, bây giờ thư ký lên tiếng thì hắn cười nói. Dù có ảnh hưởng thế nào cũng không sao, tôi thấy trong cơ quan tỉnh ủy phần lớn là dùng máy nước nóng như vậy. Vương Tử Quân nở nụ cười rất ôn hòa, điều này càng làm cho Triệu Quốc Lương lấy dũng khí nói. Bí thư Vương, sức khỏe cũng không phải chuyện nhỏ, hơn nữa trên báo còn nói ra vài ví dụ điển hình. Triệu Quốc Lương nói đến đây thì giống như thấy mình vẫn chưa biểu đạt rõ ràng, hắn tiếp tục nói. Hôm nay ăn cơm ở căn tin tỉnh ủy, tôi nghe một vị đồng sự ở ban thư ký văn phòng tỉnh ủy nói, có một vị bí thư thị ủy ở tỉnh Phương Nam giống như cũng vì uống loại nước này mà ngã bệnh. Ha ha! Những năm gần đây Vương Tử Quân ngày càng tăng cường khả năng kiềm chế, nhưng bây giờ hắn nghe thấy người ta liên hệ hai sự việc hoàn toàn khác nhau vào làm một, thế là không khỏi cười phá lên. Triệu Quốc Lương cũng không biết vì sao mà Vương Tử Quân không có hứng thú với sự việc này, nhưng một điều có thể khẳng định chính là không quan tâm đến phương diện chất lượng nước như mình nói. Triệu Quốc Lương nhìn nụ cười của Vương Tử Quân mà tâm tư cũng thả lỏng xuống, tuy hắn cũng có chút bực bội. Quốc Lương, nếu cậu cứ quan tâm đến vấn đề này, như vậy hai người chúng ta cũng đừng nói về chuyện nước uống nữa, sau này tôi sẽ giao nhiệm vụ đó cho cậu. Vương Tử Quân chậm rãi thu hồi nụ cười. Hắn chỉ về phía máy đun nước rồi dùng giọng nhàn nhạt nói với Triệu Quốc Lương. Triệu Quốc Lương tìm được lời nói khẳng định của Vương Tử Quân, hắn vội vàng lên tiếng đồng ý, sau đó đặt một sấp văn kiện lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiện tay cầm lấy một văn kiện xem xét, hắn thấy đó là một bản danh sách các sinh viên tình nguyện xuống tuyến dưới làm giáo viên đứng lớp. Hắn nhìn một danh sách toàn những cái tên xa lạ, thế là không khỏi cảm thấy sung sướng. Sau hơn nửa tháng thúc đẩy thì phương án đưa sinh viên vừa mới tốt nghiệp xuống vùng sâu vùng xa nhận công tác dạy học đã kết thúc. Vương Tử Quân cũng không tham dự vào những phương diện cụ thể, nhưng hắn là người tọa trấn ở tỉnh đoàn, hắn phải làm sao cho phương án luôn đi đúng hướng. Triệu Hiểu Hòa, Vương Văn Uyên, Lâm Dĩnh Nhi. Vương Tử Quân tùy ý lật qua danh sách, bàn tay hắn chợt dừng lại, hắn vô thức dụi dụi mắt, không sai, chính là ba chữ Lâm Dĩnh Nhi. Có lẽ là trùng tên. Vương Tử Quân nhìn qua nhìn lại hai lần, hắn nghĩ dù thế nào thì Lâm Dĩnh Nhi cũng không nên xuất hiện trong danh sách sinh viên xuống cơ sở làm giáo viên của tỉnh Sơn Nam. Hắn khẽ gõ gõ bàn rồi lẩm bẩm. Nhưng lúc này Vương Tử Quân cũng không có tâm tư để lật bản danh sách ra xem, hắn nghĩ đến Lâm Dĩnh Nhi, bây giờ có lẽ nàng cũng đã tốt nghiệp, cũng không biết nhà đầu kia như thế nào rồi. Từ khi đến tỉnh Sơn Nam thì số lần Vương Tử Quân về nhà là rất ít. Hơn nữa sau khi biết được tâm tư của Lâm Dĩnh Nhi thì hắn cố gắng kéo dài khoảng cách giữa hai người với nhau. Không biết nhà đầu kia bây giờ thế nào? Có phải đã tìm được một người mới rồi không? Nàng có lẽ đang rất hạnh phúc. Vương Tử Quân đi bộ về nhà, ánh mắt hắn đảo qua những hàng cây xanh mướt ở hai bên đường. Tuy lúc này đã qua mùa trăm hoa đua nở, thế nhưng lúc này trong khu ký túc xá vẫn còn vài loại hoa khoe sắc tươi tắn. Bí thư Vương, ngài đi làm về rồi à? Một ông lão đang rèn luyện sức khỏe thấy Vương Tử Quân đi đến thì vội vàng chào hỏi. Bác Đồng, cũng sắp đến giờ cơm, bác cũng nên về nhà được rồi. Vương Tử Quân khẽ cười cười với ông cụ, sau đó nhiệt tình đáp lại. Phải về chứ. Đúng rồi Bí Thư Vương, hai tiểu tử nhà tôi hôm nay làm chút cá, lại sai vợ ra ngoài mua vài cái bao tử, bây giờ đang nấu nướng trong nhà, nếu không hôm nay mời anh đến nhà làm vài ly nhé. Bác Đồng bước xuống dụng cụ rèn luyện cơ thể rồi cười ha hả nói. Những ngày này thật sự khó thể nào thoát thân được, vài ngày sau thì có thể được, tối nay còn có việc cần phải giải quyết, cần tăng ca. Vương Tử Quân khoát tay với bác Đồng rồi dùng giọng khiêm tốn nói. Bác Đồng cũng biết thân phận của Vương Tử Quân, lão cũng không miễn cưỡng, sau khi hàn huyên vài câu với Vương Tử Quân thì cười tủm tỉm đi về nhà. Sau khi trải qua sự kiện kêu oan thì Vương Tử Quân càng thêm hòa hợp với hàng xóm ở khu ký túc xá tạp chí thanh niên này.
hắn đi đến đâu cũng luôn nở nụ cười, gương mặt tươi tắn, thật sự làm cho người ta không nghĩ hắn là một vị phó bí thư chủ trì công tác tỉnh đoàn Sơn Nam. Có không ít người khuyên Vương Tử Quân nên chuyển chỗ ở ra khỏi khu ký túc xá này, dù là vài vị phó bí thư như Tôn Trạch Hồng hay các vị trưởng ban trong tỉnh đoàn đều đã mở lời khuyên, tất nhiên người khuyên nhiều nhất phải là chủ nhiệm văn phòng Lâm Thụ Cường. Nguyên nhân Vương Tử Quân đến tỉnh đoàn công tác và ở lại trong ký túc xá tạp chí thanh niên này cũng là vì công lao của chủ nhiệm Lâm Thụ Cường. Bây giờ Vương Tử Quân là phó bí thư chủ trì công tác tỉnh đoàn, Lâm Thụ Cường thật sự rất hối hận vì sắp xếp trước kia của mình. Nếu Vương Tử Quân còn ở lại chỗ này một ngày chưa đi thì hắn thật sự cảm thấy khó thể nào yên ổn được. Bất đắc dĩ là Vương Tử Quân đã quá quen thuộc với hoàn cảnh nơi này, thật sự không muốn rời đi nơi khác. Điều này thật sự làm cho Lâm Thụ Cường cảm thấy rất gấp gáp, hắn là chủ nhiệm văn phòng cũng không phải kẻ ngốc, lãnh đạo đã không muốn đi, tất nhiên hắn sẽ ra tay tu sửa lại khu ký túc xá này. Chỉ sau 2 tháng thì khu ký túc xá rách nát đã thay đổi, sạch sẽ thoáng đãng và đẹp hơn xưa. Vương Tử Quân dù không quá quan tâm đến chút thủ đoạn nhỏ của Lâm Thụ Cường, thế nhưng hắn lại thích nghe ngóng thái độ này của đối phương. Chào chú Vương. Một âm thanh có chút e lệ vang lên sau lưng Vương Tử Quân, khi âm thanh này vang lên thì một cô gái mặc quần jean áo thun từ trên xe đạp bước xuống. Mùa hè nóng bức nên quần áo cũng thoải mái hơn, đồng thời cũng làm cho các cô gái bừng bừng khí tức thanh xuân, Vương Tử Quân đưa mắt nhìn mà không khỏi cảm thấy có chút say mê. Vương Tử Quân khẽ cười với Hoa Dung Dung rồi nói. Dung Dung, dù sắp đến mùa thi nhưng cũng đừng nên quá học tập căng thẳng, cần phải kết hợp học tập và nghỉ ngơi mới sinh ra nhiều tác dụng. Vâng, cháu biết, hôm trước chú đến trường cháu phát biểu vài lời, thật sự rất hay. Hoa Dung Dung nói, gương mặt chợt đỏ bừng. Đây là cô bạn cùng lớp nói, không phải cháu nói. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ khoát tay áo. Dù hắn là một người trọng sinh thế nhưng vẫn khó thể nào suy đoán được tâm tư của các cô gái trẻ như thế này. Vương Tử Quân nhìn Hoa Dung Dung vui vẻ đi lên lầu, hắn cũng đẩy cửa đi vào nhà. Tuy lúc này trong nhà rất sạch sẽ nhưng vẫn có chút vắng lặng, điều này làm hắn có chút thất vọng. Hắn cẩn thận suy xét, khả năng không phải chỉ là thiếu một người như Mạc Tiểu Bắc, phòng của hắn thiếu khí tức gia đình. Nhà đầu Mạc Tiểu Bắc kia đúng là đáng ghét. Vương Tử Quân nắm cặp công văn xuống ghế. Hắn miễn cưỡng nằm lên ghế salon. Mỗi ngày sáng đi làm tối về nhà, hắn là một người đàn ông công vụ bận rộn, cũng giống như biểu hiện của một người vô năng. Sau khi từ phương Nam quay về thì Mạc Tiểu Bắc đã đến một lần, tuy nàng vẫn đối đãi với hắn giống như bình thường, nhưng hắn là một người trong lòng có quỷ, vẫn luôn sinh ra cảm giác áy náy với nàng. Mỗi ngày hắn đi sớm về tối, đều phụ giúp nàng các công việc gia đình, rửa chén, hái rau, nấu cơm. Điều này không khỏi làm cho nàng cảm thấy rất thương tiếc. Mỗi ngày nàng đều chuẩn bị nước ngâm chân cho Vương Tử Quân, mỗi lần như vậy đều nói vài lời oán trách hắn quá sức công tác, lại cứ ra sức phụ giúp mình, giống như nuôi mình thành heo mập vậy. Vương Tử Quân nghe những lời của Mạc Tiểu Bắc mà thấy cảm động, nếu có một ngày hắn có thể cùng nàng ngắm con cháu khôn lớn và sống đơn giản, rõ ràng là một hạnh phúc nói không nên lời. Trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Vương Tử Quân cũng không quá quan tâm đến lời trêu chọc của Trương Lộ Giai, nhưng khi đứng trước mặt Mạc Tiểu Bắc thì hắn thật sự khó thể nào bình tĩnh tiêu sái như chưa có gì phát sinh được. Tút, tút, tút. Khi Vương Tử Quân đang liên tục nghĩ ngợi về nhiều vấn đề thì tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên. Hắn tiện tay cầm điện thoại lên xem rồi chợt sững sờ, vì số điện thoại kia quá quen thuộc, nhưng trong ký ức của hắn thì chưa từng tiếp nhận cuộc gọi từ số máy kia bao giờ. Là một số điện thoại từ tỉnh Chiết Giang. Là ai gọi điện thoại đến? Trong đầu Vương Tử Quân chợt có chút do dự, nhưng hắn vẫn bấm nút nghe và cười nói. Chào anh, tôi là Vương Tử Quân. Chương 422, đời người như mới gặp hôm qua. Đầu dây bên kia lại truyền đến tiếng cười cởi mở, Vương Tử Quân nghe thấy tiếng cười kia thì hiểu người gọi điện thoại đến cho mình là ai, hắn chợt ngồi thẳng người trên ghế salon rồi nói. Chào Bí Thư Lâm. Ha ha. Tiểu tử cậu còn nghe rõ giọng điệu của tôi sao? Tốt, rất tốt, tôi còn tưởng rằng cậu đã quên mất bác Lâm này rồi. Tử Quân à, tôi nghe nói cậu ngại tỉnh Sơn Nam không đủ lớn thế nên đã chạy xuống phương Nam rằng có vài ngày phải không? Lâm Trạch Viễn nói y mang theo chút trêu chọc. Vương Tử Quân hiểu Lâm Trạch Viễn nói đến vấn đề gì, vì sự việc kia mà hắn phải tiếp khá nhiều cuộc điện thoại, hắn cũng đã quen rồi. Bây giờ hắn chỉ cười cười với Bí Thư Lâm, cũng không nói câu nào. Lâm Trạch Viễn dù sao cũng là trưởng bối, lão thấy mình nói đùa mà đối phương không hưởng ứng, cũng cảm thấy có chút vô vị,
thế là không tiếp tục nói chuyện ở phương diện này. Bí thư Lâm, ngài có gì cần phân phó sao? Vương Tử Quân biết Lâm Trạch Viễn sẽ không vô duyên vô cớ gọi điện thoại đến cho mình. Lâm Trạch Viễn là bí thư tỉnh ủy Chiết Giang, có rất nhiều chuyện cần lão phải quan tâm hơn. Nếu như không có chuyện gì, Lâm Trạch Viễn sẽ gọi điện thoại đến nói vài câu vui đùa với Vương Tử Quân sao? Tử Quân, nói ra thì sự việc này cũng phải trách cậu, tiểu tử cậu xử lý sự việc ở tỉnh Sơn Nam nhưng lại làm ảnh hưởng đến cả nhà tôi. Nhà đầu Dĩnh Nhi biết được thông tin tỉnh Sơn Nam có chính sách với các sinh viên tốt nghiệp đại học có ý nguyện xuống cơ sở làm giáo viên, thế là nó đi ghi danh, chuẩn bị đi đến nhận công tác ở tỉnh Sơn Nam. Lâm Trạch Viễn nói bằng giọng vừa tức vừa vội, giống như lão thật sự khó thể nào tiếp thu lựa chọn của Lâm Dĩnh Nhi, giống như chiếc tủ lạnh trong nhà lại biến thành máy giặt vậy. Lâm Dĩnh Nhi đến tỉnh Sơn Nam báo danh để làm giáo viên tình nguyện. Vương Tử Quân chợt lắp bắp kinh hãi. Hắn lập tức nghĩ đến cái tên Lâm Dĩnh Nhi trong danh sách ngày hôm nay, quả nhiên là nàng. Bí thư Lâm, ý của ngài là? Vương Tử Quân phỏng đoán tâm tư của Lâm Trạch Viễn, hắn khẽ hỏi. Tôi đã nói qua với Dĩnh Nhi, nó cực kỳ cam tâm tình nguyện làm một sinh viên tình nguyện, như vậy cũng tùy nó. Nhưng đứa bé này từ nhỏ chưa từng rời khỏi nhà, tôi thật sự có chút lo lắng, thế cho nên chỉ có thể gọi điện thoại cho cậu, mong cậu lưu tâm đến nó dùm tôi. Lâm Trạch Viễn nói xong thì nở nụ cười tự chế giễu chính mình, sau đó nói tiếp. Đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo, tôi có một đứa con gái như vậy cũng thật sự không thể nào yên lòng. Vương Tử Quân cũng cười, hắn cảm thấy list này mình vô cùng thoải mái. Trước kia hắn đã nhiều lần nói chuyện với bí thư Lâm Trạch Viễn, thế nhưng hắn cảm thấy hai bên giống như có gì đó ngăn cách, giống như có đeo mặt nạ trên mặt, nhưng bây giờ những lời tự chế giễu của đối phương làm hắn cảm thấy hai bên đã thoải mái hơn. Bí thư Lâm, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ quan tâm chăm sóc Dĩnh Nhi, nếu cô ấy gặp uất ức thì ngài cứ hỏi tội tôi. Vương Tử Quân vỗ ngực đảm bảo với Lâm Trạch Viễn, thật sự rất có tư thái tiếp nhận công tác. Lâm Trạch Viễn cười nói vài câu, sau đó thay đổi chủ đề. Tử Quân, cậu còn trẻ, nếu cứ tiếp tục công tác ở tỉnh đoàn cũng không phải kế lâu dài, tốt nhất là nên xuống một thành phố nào đó rèn luyện 2 năm, tự rèn chính mình. Đề nghị của Lâm Trạch Viễn tất nhiên là vì tốt cho Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng nghĩ đến điều này, hơn nữa cũng đã tìm đường ra cho mình. Nhưng chủ trì công tác ở tỉnh đoàn cũng là một công tác mà người khác cầu còn chưa được, đây cũng là một vị trí giúp hắn tăng thêm lý lịch của mình. Lâm Trạch Viễn cũng không tiếp tục lên tiếng ở chủ đề này, lão nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia, một ý nghĩ vốn đã bị hắn xóa bỏ chợt bùng lên. Nhưng lúc này trong đầu hắn lại không khỏi lóe lên hình cảnh của Lâm Dĩnh Nhi. Cũng không biết nhà đầu kia đang làm gì. Trong đầu Vương Tử Quân nghĩ đến Lâm Dĩnh Nhi, hắn không tự giác được phải cầm điện thoại lên. Lâm Dĩnh Nhi dù là con gái của Lâm Trạch Viễn, thế nhưng Lâm Trạch Viễn yêu cầu rất nghiêm, vì vậy mãi đến lúc này còn chưa dùng điện thoại đi động. Vương Tử Quân nhắn tin đến số máy nhắn tin theo trí nhớ của mình, sau 3 phút gửi tin nhắn thì điện thoại của Vương Tử Quân nhanh chóng vang lên. Alo. Chào anh Tử Quân. Một giọng nói trong trẻo thật sự có chút vui sướng vang lên, Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh của nàng, hắn cảm thấy lúc này nàng hình như khá vui vẻ và sung sướng. Nhà đầu em đúng là, sao vào tỉnh Sơn Nam mà không gọi điện thoại cho anh? Có ý kiến gì với anh sao? Vương Tử Quân biết rõ tâm tư của Lâm Dĩnh Nhi, càng biết rõ thì hắn càng cố gắng làm cho mình trở nên tự nhiên. Hắn phải giả vờ ngốc, như vậy mới không rơi vào tình huống khó xử. Em sao lại có ý kiến với anh? Phải biết rằng bây giờ anh là lãnh đạo trực tiếp của em. Giọng điệu của Lâm Dĩnh Nhi giống như có chút vui đùa, lúc này nàng giống như đang quay về thời điểm hai người gặp nhau lần đầu tiên vậy. Em đang ở đâu? Đã ăn cơm chưa? Vương Tử Quân đến bây giờ cũng chưa từng giảm bớt tình cảm thương yêu của mình với Lâm Dĩnh Nhi, lúc này hắn nghe thấy nàng nói cười ha hả thì trong lòng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Em đang chuẩn bị đi ăn, nếu như anh đến thì em sẽ mời anh dùng cơm. Lâm Dĩnh Nhi thấy Vương Tử Quân lên tiếng chào mời, tất nhiên nàng sẽ thuận ý đi theo. Vương Tử Quân có chút do dự, sau đó hắn cười nói. Sao có thể để em mời anh được, em mới đến tỉnh Sơn Nam, anh dù sao cũng là một người chủ nhà, anh phải mời em. Em chờ anh ở khách sạn Phúc Đức. Lâm Dĩnh Nhi cũng không khách khí với Vương Tử Quân, nàng nói thẳng tên khách sạn. Vương Tử Quân hỏi lại cái tên khách sạn Phúc Đức, sau đó hỏi địa chỉ, cuối cùng cúp điện thoại. Lúc tan tầm Vương Tử Quân cũng không để Thái Thần Bân lái xe đưa về, thế nên hắn đi xuống bắt taxi đi đến khách sạn Phúc Đức thì trời đã tối.
Dưới ánh đèn màu rực rỡ, thành phố Sơn Viên giống như có một sức quyến rũ rất khác lạ. Khách sạn Phúc Sức, Vương Tử Quân nhìn một bảng hiệu khá lớn ở ven đường, sau đó lại đưa mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng nơi đây đèn đuốc sáng trưng, người qua lại như thoi đưa, nào thấy được bóng dáng của Lâm Dĩnh Nhi. Nha đầu kia, Vương Tử Quân thở dài một hơi, hắn lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho Lâm Dĩnh Nhi, nhưng vừa bấm số thì thấy một hình bóng yểu điệu đứng cách đó không xa đang mỉm cười nhìn mình. Vương Tử Quân quay đầu nhìn, nhìn cô gái xinh đẹp với nụ cười như hoa dưới ánh đèn đường, trong lòng chợt sinh ra cảm giác chua xót không hiểu nguyên nhân. Anh Tử Quân, Lâm Dĩnh Nhi mặc một chiếc váy dài chạy về phía Vương Tử Quân. Nhưng khi nàng chạy được hai bước thì giống như nghĩ về vấn đề gì đó, nàng đột nhiên trở nên yên tĩnh, chậm rãi đi về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trầm tĩnh của Lâm Dĩnh Nhi, tình cảm ấm áp trong lòng cũng giảm xuống một chút, giống như cảm thấy có chút nuối tiếc vì tình cảm có vẻ giảm sút giữa hai người. Em đi vào tỉnh Sơn Nam lâu như vậy mà không gọi điện thoại cho anh, có phải là coi anh như người ngoài rồi không? Vương Tử Quân đến trước mặt Lâm Dĩnh Nhi rồi khẽ hỏi. Sao lại như vậy được? Không phải em sợ người ta nói mình đi cửa sau mới đậu sao? Đây không phải là hiềm nghi à? Lâm Dĩnh Nhi dùng bàn tay trắng nõn để nghịch cái nơ hình bướm trên váy, nàng cười hì hì nói. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không tiếp tục nói nhiều ở phương diện này, hắn thay đổi chủ đề. Dĩnh Nhi, hôm nay muốn ăn gì, cũng đừng khách khí với anh, cứ ăn cho thoải mái, xem như anh mở tiệc chào đón em đến với Sơn Nam. Hôm nay anh Tử Quân mời khách, hì hì, cũng không cần như vậy đâu, em có một người bạn tổ chức tiệc cưới, chỉ cần đi theo ăn ké là được. Lâm Dĩnh Nhi xỏa quyệt vung tay lên nói. Dù sao thì một người cũng là ăn, hai người cũng là ăn, chúng ta ăn một bữa cho no nê mới được. Tiệc cưới. Vương Tử Quân nhìn sắc trời buổi tối ảm đạm, hắn thật sự có chút khó hiểu. Tiệc cưới sao lại tổ chức vào giờ này? Không phải đó là công lao của bí thư Nhiếp sao? Yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên không được uống rượu vào buổi trưa, vì thế mà toàn tỉnh đều công khai cấm rượu. Giữa trưa không được phép uống rượu, bạn học của em cũng không có ý để người ta dùng cơm mà không uống rượu, thế cho nên mới chuyển hôn lễ buổi trưa thành buổi tối. Lâm Dĩnh Nhi nói như vậy, Vương Tử Quân thật sự nhớ đến sự việc hai ngày trước bí thư Nhiếp Hạ Quân có tiến hành phê bình một vài vị cán bộ giữa trưa uống rượu làm hỏng việc. Mặc dù một chỉ thị như vậy sẽ không mấy có tác dụng dưới địa phương, thế nhưng chỉ cần nhìn vào một điểm nhỏ này cũng có thể thấy lực ảnh hưởng của bí thư Nhiếp đang đi đúng hướng, đang liên tục thẩm thấu và lan tràn ở tỉnh Sơn Nam. Như vậy chúng ta cùng đi ăn một bữa. Vương Tử Quân thấy Lâm Dĩnh Nhi vui vẻ như vậy, hắn cũng không muốn làm nàng mất hào hứng. Hơn nữa tiệc cưới khách lạ hay quen cũng ngồi lẫn lộn với nhau, cũng chẳng có vấn đề gì. Lâm Dĩnh Nhi mặc một bộ váy dài giống như một đóa hoa nở rộ, dù đứng ở chốn đông người vẫn rất chói lọi. Tiệc cưới đã bắt đầu rồi, anh Tử Quân, chúng ta đi vào thôi. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị đi vào khách sạn Phúc Đức thì một bàn tay nhỏ bé mềm mại đã giữ chặt lấy bàn tay của hắn, sau đó kéo hắn đi vào trong khách sạn Phúc Đức. Vương Tử Quân dù có chút ý nghĩ với bộ dạng tự nhiên của Lâm Dĩnh Nhi, thế nhưng cuối cùng hắn cũng không nói ra. Khách sạn Phúc Đức cũng không phải quá lớn, chỉ vì lúc này có tiệc cưới nên người tới lui rất nhiều, cũng có một nhóm người đứng chào đón bạn bè người thân. Lâm Dĩnh Nhi, đây không phải là người yêu của cậu đấy chứ? Đẹp trai quá! Khi hai người Vương Tử Quân đi vào đại sảnh khách sạn, đột nhiên có một cô gái hơn 20 tuổi đi đến mỉm cười chào hỏi với Lâm Dĩnh Nhi. Triệu Hiểu Thiến, nhà đầu chết tiệt cô cũng đừng nói nhảm. Lâm Dĩnh Nhi trừng mắt hung hăng nhìn cô gái kia nhưng cũng không mở miệng giải thích. Ôi, anh đẹp trai, thật sự không biết anh làm sao mà lừa được Lâm Dĩnh Nhi của chúng tôi, nhưng anh cũng nên chú ý. Những mỹ nữ như Lâm Dĩnh Nhi của chúng tôi có rất nhiều người theo đuổi, nếu anh mà buông lỏng ra thì sẽ ân hận cả đời đấy. Cô gái được gọi là Triệu Hiểu Thiến này rõ ràng là không sợ người lạ, nàng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó mỉm cười nói giỡn. Vương Tử Quân vừa muốn giải thích thì chợt nghe thấy đằng sau có người lên tiếng. Lâm Dĩnh Nhi đến rồi à, đến bàn thứ hai ở phía bên trái đại sảnh, mau đến đó ngồi đi, chút nữa dùng cơm. Biết rồi. Lâm Dĩnh Nhi khẽ lên tiếng với người kia, sau đó hắn kéo Vương Tử Quân đi về phía bên trái. Lúc này đại sảnh trên 100m² đã có đầy người, những âm thanh ồn ào rộn rã liên tục vang lên. Khi đi qua các bàn tiệc, Vương Tử Quân phát hiện trên mỗi bàn tiệc sẽ có một tờ giấy nhỏ màu đỏ, những tờ giấy đó có ghi phòng xây dựng thành phố, cục địa chính, nhà máy khinh phường.
Trên bàn tiệc mà hắn và Lâm Dĩnh Nhi đang đi đến lại có một tờ giấy màu đỏ ghi bạn học tân nương. Khi Vương Tử Quân đi đến thì nơi đây đã có 4-5 người ngồi sẵn, trong đó có nam có nữ, đám người rất phấn chấn vui vẻ. Dĩnh Nhi, mau đến đây ngồi. Một tên thanh niên dáng người cao gầy nhìn thấy Lâm Dĩnh Nhi thì nhanh chóng đứng lên, hắn mỉm cười chào đón nàng. Thế nhưng khi nhìn thấy Vương Tử Quân thì nụ cười chợt lắng đọng lại trên mặt. Chúng tôi ngồi đây là được. Lâm Dĩnh Nhi cố ý dùng sức kéo tay Vương Tử Quân, sau đó ngồi xuống ở một phía khác. Hành vi mờ ám của hai người thật sự không qua mắt được Vương Tử Quân, thế nhưng hắn cũng không lên tiếng, chỉ lặng lặng ngồi xuống bên cạnh Lâm Dĩnh Nhi. Lâm Dĩnh Nhi, đây là ai vậy? Mau giới thiệu cho mọi người biết đi chứ. Một người phụ nữ khá mập nhưng có gương mặt rất dễ thương chợt cười ha hả nói với Lâm Dĩnh Nhi. Tôi là Vương Tử Quân, là anh của Dĩnh Nhi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu với đám nam nữ trên bàn, sau đó vừa cười vừa nói. Là anh của Lâm Dĩnh Nhi. Những lời này của Vương Tử Quân làm cho vài tên thanh niên trên bàn vốn có ánh mắt rất địch ý, bây giờ nhanh chóng thu hồi ánh mắt của mình. Nhưng hắn nói như vậy cũng phải trả giá, lúc này Lâm Dĩnh Nhi đã dùng bàn tay trắng nõn của mình bấm cho hắn một cái. Thật sự khá đau, nhà đầu này biết chiêu này từ khi nào. Vương Tử Quân vung tay muốn vỗ lên bàn tay Lâm Dĩnh Nhi. Thế nhưng hắn lại nhanh chóng rụt tay về, vì hắn cảm thấy hành động của mình như vậy là quá thân mật. Nhưng khi Vương Tử Quân rụt tay lại thì Lâm Dĩnh Nhi lại dùng ánh mắt mất vui nhìn hắn, sau đó không thèm quan tâm đến hắn, quay sang nhìn đám bạn học của mình. Đúng là hâm mộ thư tử đồng, không những gả cho một người tốt, lại được phân phối đến một đơn vị tốt như phòng tài chính. Cô gái mập ngồi cách Lâm Dĩnh Nhi không xa nói với người bên cạnh hai câu, sau đó quay sang dùng giọng cảm thán nói với Lâm Dĩnh Nhi. Triệu Linh, cậu cũng đừng hâm mộ người khác, biết đâu sau này cậu lại tìm được một người tốt hơn. Lâm Dĩnh Nhi thật sự có cảm tình với cô gái Triệu Linh, thế nên bây giờ mở miệng khẽ khuyên một câu. Triệu Linh tuy hâm mộ nhưng rõ ràng là tự hiểu lấy mình, nàng bĩu môi nói. Tôi biết mình có trình độ gì, chỉ cần tìm một người bình thường là được, nếu nói có hy vọng thì phải là Lâm Dĩnh Nhi cậu, nhà của Triệu Quốc Hoa có điều kiện rất tốt đấy. Triệu Linh nói đến đây thì khẽ chép miệng với tên thanh niên vừa đứng lên, sau đó lớn tiếng nói. Triệu Quốc Hoa, anh cũng không chịu vận động, chẳng lẽ thật sự để cho Dĩnh Nhi của chúng ta đến một thôn vùng núi công tác sao? Vẻ mặt Lâm Dĩnh Nhi chợt biến đổi, nàng thật sự không ngờ Triệu Linh lại nói ra những lời như vậy. Nếu là trước đó thì nàng sẽ không quan tâm, nhưng bây giờ đối phương lại nói trước mặt Tử Quân, nàng tất nhiên sẽ rất mất vui. Khi vẻ mặt Lâm Dĩnh Nhi còn đang biến đổi thì Triệu Hiểu Thiến cùng đi đến đã mở miệng thay đổi chủ đề. Các cô các cậu cũng đừng quá tán dương tình cảnh của Tư Đồng vào lúc này, thật ra vừa rồi cô ấy đã rất bực bội. Nhà chồng của bạn ấy thật sự có chút ngang ngược, vì bạn bè người quen của Tử Đồng phần lớn đều là công nhân nhà máy Khinh Phược, thế cho nên cũng không quan tâm mà trực tiếp xếp bàn trong đại sảnh. Đại sảnh là tốt rồi. Một tên bạn học nam vừa uống nước vừa thuận miệng lên tiếng. Anh thì biết gì, bàn ở đại sảnh và bàn trong phòng là hoàn toàn khác nhau, nghe nói những món ăn sắp xếp trong phòng cũng có sự khác biệt. Nhà chồng của Thư Tử Đồng bao chọn khách sạn nhưng lại không sắp xếp cho nhà gái một phòng, đây không phải là quá ức hiếp người sao? Triệu Hiểu Thiến vừa uống nước vừa dùng giọng bênh vực kẻ yếu nói. Triệu Hiểu Thiến, cậu cũng đừng nói như vậy, nhà Vĩnh Phi làm như vậy cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Với thể diện của bố Vĩnh Phi... Lần này sẽ có không ít lãnh đạo đến đây dự tiệc, cậu cũng không thể cho lãnh đạo ngồi ở bàn trong đại sảnh được. Triệu Quốc Hoa lấy một cái bánh đặt xuống trước mặt Lâm Dĩnh Nhi, sau đó lên tiếng đáp lời Triệu Hiểu Thiến. Như vậy cũng đừng nên đãi bằng hai loại thức ăn khác nhau chứ. Triệu Hiểu Thiến cũng không phải là một người dễ ức hiếp, nàng thuận miệng lên tiếng. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến chút ma sát nhỏ như vậy, dù sao đó cũng là lễ cưới của người ta, dù có nghị luận cũng không có tác dụng. Lâm Dĩnh Nhi dùng bàn tay trắng như ngọc để bóc hạt dưa, nàng bóc cũng không ăn mà đặt trong một cái dĩa nhỏ, chiếc dĩa và hạt dưa thật sự làm cho người ta động tâm. Anh Tử Quân. Khi Vương Tử Quân đang suy đoán xem Lâm Dĩnh Nhi định làm gì, nàng đã đưa một dĩa hạt dưa đã được bóc đến trước mặt hắn. Lúc này hắn nhìn dĩa hạt dưa mà có chút run rẩy. Em biết anh Tử Quân thích ăn thứ này. Lâm Dĩnh Nhi khẽ cười, sau đó nhìn qua bốn phía giống như rất tùy ý. Triệu Quốc Hoa đang nghị luận với Triệu Hiểu Thiến thấy như vậy thì vẻ mặt chợt biến đổi. Nhưng hắn là một người giỏi che giấu, chỉ sau nháy mắt đã xóa sạch những bất mãn hiện ra trên mặt. Lâm Dĩnh Nhi, Triệu Hiểu Thiến.
Khi cả bàn tiệc đang rất kinh ngạc thì một cô gái mặc váy đỏ đi tới, cô gái này nếu nói về nhan sắc thì cũng rất khá, nụ cười trên mặt thật sự sáng lạn. Tử Đồng, chúc mừng, chúc mừng. Lâm Dĩnh Nhi đứng lên cười cười với cô gái kia, giống như muốn kéo đối phương đến bên cạnh nói chuyện. Dĩnh Nhi, mình cũng không có thời gian ngồi xuống chỗ này, mọi người thấy tôi rất tươi tắn thoải mái, nhưng đến lúc mọi người kết hôn, mọi người sẽ biết nó mệt mỏi thế nào. Thư Tử Đồng nói rồi đưa mắt nhìn Triệu Quốc Hoa. Quốc Hoa, chú Triệu và cô Triệu đều đã đến, nói cậu đến ngồi ở sảnh Phú Nguyên. Triệu Quốc Hoa nghe Thư Tử Đồng nói như vậy thì trên mặt có chút đắc ý, dù sao thì được đi vào phòng trong cũng rất có thể diện, nhưng hắn lại nói. Tử Đồng, tôi không đi, cậu ra nói với bố mẹ tôi một tiếng, nói rằng tôi đến đó ngồi cùng cũng không thoải mái cho lắm. Thư Tử Đồng cũng là một cô gái thông minh nhanh nhạy, khi Triệu Quốc Hoa lên tiếng thì nàng đã hiểu đối phương có ý nghĩ gì. Nàng khẽ nhìn thoáng qua Lâm Dĩnh Nhi rồi cười nói. Dĩnh Nhi, hay là cậu đi đến đó ngồi, dù sao thì nơi đó không gian khá rộng, ngồi đó cũng có thể làm quen được vài người, sau này cũng có trợ giúp lớn. Không cần đâu. Lâm Dĩnh Nhi cũng không ngờ cô bạn học lại kéo sự việc về phía mình, hơn nữa còn nói như vậy trước mặt Vương Tử Quân, thế là gương mặt có chút căng thẳng, nàng trầm giọng nói. Thư Tử Đồng hôm nay thật sự rất không thoải mái. Trên phương diện sắp xếp chỗ ngồi làm cho nàng cảm thấy người nhà mình thua kém nhà chồng một bậc. Tuy rất muốn nổi nóng nhưng lời nói của bố làm cho nàng cố gắng áp chế cơn giận của mình. Lúc này thấy Lâm Dĩnh Nhi từ chối yêu cầu của mình, thế là lửa giận chợt bùng lên. Dĩnh Nhi, cậu đến đây thi làm sinh viên tình nguyện, không phải vì không được sắp xếp ở tỉnh Chiết Giang, thế cho nên mới chạy đến Sơn Nam này sao? Lúc này làm quen với vài người cũng chẳng có gì là thiệt hại với cậu cả. Đúng rồi. Trong sảnh Phú Nguyên có một người là bạn cũ của bố Trần Lương Hồng, nghe nói người này là chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn, nếu cậu đến mời rượu chú ấy, biết nói vài câu vui vẻ, như vậy chú ấy tuyệt đối có thể sắp xếp cho bạn một vị trí tốt. Lâm Dĩnh Nhi đi học ở tỉnh Chiết Giang đều tỏ ra rất an phận, cho đến bây giờ cũng chưa từng nói nhà mình làm gì, tất nhiên chuyện đến tỉnh Sơn Nam thi làm giáo viên cơ sở cũng chỉ là nguyện vọng của riêng nàng, chỉ mình nàng hiểu mà thôi. Lúc này nghe được những lời của Thư Tử Đồng, tất cả những uất ức dồn nén trong lòng Lâm Dĩnh Nhi giống như đã sắp có dấu hiệu bộc phát. Đầu vai Lâm Dĩnh Nhi chợt khẽ run, nàng trầm giọng nói. Không cần đâu, mình không đi. Dĩnh Nhi, nên đi một chuyến thì hay hơn, nói vài câu vui vẻ, rất có thể sẽ không bị đẩy vào các thôn xã vùng sâu. Triệu Quốc Hoa nghe thấy Thư Tử Đồng nói như vậy thì chợt cảm thấy bừng bừng khí thế, hắn vừa nói vừa đứng lên. Hai vai Lâm Dĩnh Nhi thật sự run rẩy dữ dội. Vương Tử Quân ngồi bên cạnh tất nhiên sẽ cảm nhận được điều này. Hắn nhìn Lâm Dĩnh Nhi, không khỏi khẽ nắm lấy bàn tay của nàng rồi thản nhiên nói. Dĩnh Nhi đã nói rồi, các người cũng không cần khuyên. Vương Tử Quân là người làm lãnh đạo nhiều năm, tất nhiên sẽ có một khí thế riêng, tuy hắn nói vô cùng hời hợt nhưng lại bừng bừng khí thế làm cho người ta cảm thấy thật sự đáng tin. Lâm Dĩnh Nhi vốn đang cảm thấy cực kỳ uất ức, nhưng khi Vương Tử Quân nắm lấy bàn tay thì trong lòng nàng rất ấm áp. Tất cả cảm giác khó chịu vừa rồi chợt tan biến sạch sẽ. Khoảnh khắc này nàng cảm thấy thật sự rất hạnh phúc. Ánh mắt Lâm Dĩnh Nhi nhìn về phía Vương Tử Quân tất nhiên không gạt được Triệu Quốc Hoa, hắn dùng ánh mắt hung hăng nhìn Vương Tử Quân nhưng cuối cùng vẫn nuốt giận vào bụng, hắn đứng lên lạnh lùng nói một câu. Không có năng lực thì đừng nói bậy, đừng làm ảnh hưởng đến tương lai của người khác. Triệu Quốc Hoa nói xong thì đi ngay, Thư Tử Đồng cũng nói một câu lát nữa sẽ đến mời rượu, sau đó đi theo Triệu Quốc Hoa. Lúc này ánh mắt đám người trên bàn cơm nhìn về phía Vương Tử Quân cũng có chút khác thường. Vương Tử Quân đối mặt với ánh mắt của đám người chung quanh thì vẫn tỏ ra cực kỳ bình thường, nhưng Lâm Dĩnh Nhi thì thật sự không nhẫn nhịn được, nàng cầm lấy túi sách của mình rồi đứng lên nói. Anh Tử Quân, chỗ này quá rối loạn, chúng ta đổi chỗ dùng cơm thôi. Tuy hai người trong cuộc đã đi nhưng Vương Tử Quân đối mặt với tình huống này cũng không muốn ở lại, hắn khẽ gật đầu với Lâm Dĩnh Nhi. Sau đó đứng lên cùng Lâm Dĩnh Nhi đi ra bên ngoài. Dĩnh Nhi, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, ở lại dùng xong rồi đi. Triệu Hiểu Thiến có quan hệ rất tốt với Lâm Dĩnh Nhi, khi thấy Lâm Dĩnh Nhi muốn đi thì khẽ lên tiếng khuyên nhủ. Không được, mọi người cứ ăn đi, tôi và anh Tử Quân còn có chút việc. Lâm Dĩnh Nhi nở nụ cười với Triệu Hiểu Thiến, sau đó nàng xoay người đi ra ngoài với Vương Tử Quân. Anh ta làm gì vậy? Nếu anh ta thật sự là bạn trai của Lâm Dĩnh Nhi, chí ít cũng phải suy nghĩ cho bạn gái một chút, chẳng lẽ hắn thật sự cam lòng cho Lâm Dĩnh Nhi đi dạy học ở một thôn làng miền núi sao?
Khi hai người rời khỏi bàn thì một tên thanh niên dùng giọng điệu ghen ghét nói. Lâm Dĩnh Nhi là một hoa khôi trong trường, có thể nói là tình nhân trong mộng của rất nhiều sinh viên. Lúc này tình nhân trong mộng của bọn họ đột nhiên có chủ, điều này không khỏi làm cho đám thanh niên kia sinh ra cảm giác không cam lòng. Lúc này có nhiều cơ hội tốt, có chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn ở đây, nếu có thể làm quen, như vậy sẽ cực kỳ có lợi cho Dĩnh Nhi, nhưng tên kia chỉ biết lo cho mình, đúng là ngu ngốc. Tuy đại sảnh rất ồn ào nhưng những lời của tên thanh niên kia vẫn rơi vào trong tai Vương Tử Quân. Hắn không quan tâm đến những lời nghị luận của bọn họ, đến cấp bậc của hắn đã không cần phải so đo với những người này làm gì cho mệt. Dĩnh Nhi, em muốn ăn gì? Anh mời em. Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi cùng đi ra ngoài, hắn cười hỏi nàng. Muốn ăn mì? Lâm Dĩnh Nhi cũng không khách khí, nàng mím môi hung hăng nói. Vậy thì chúng ta đi ăn mì. Chút cảm giác bức bối của Vương Tử Quân đã nhanh chóng biến mất, lúc này hắn chợt cảm thấy không dùng cơm ở đây là rất hay, ít nhất cũng không phải nghe những lời không hay của đám người kia. Khi bọn họ đi ra cửa đại sảnh, bên ngoài có một người đàn ông hơn 40 NG gọi điện thoại, giọng điệu khá lớn, rất có khí thế. Anh Trần, chuyện này. Tên đàn ông kia còn chưa nói xong thì dừng lại, hắn nhìn thấy Vương Tử Quân đang định bỏ đi, cơ thể cao giáo chợt cúi xuống. Bí thư Vương, ngài sao lại đến đây? Lâm Thụ Cường lên tiếng, hắn cười nói. Ngài xem tôi nói kìa, tất nhiên ngài đến đây là dùng cơm, đã sắp xếp xong chưa? Nếu không tôi chuẩn bị cho anh một phòng nhé. Không cần đâu chủ nhiệm Cường, chúng tôi ra ngoài dùng cơm là được. Vương Tử Quân khẽ khoát tay áo, tỏ ý Lâm Thụ Cường không cần làm phiền. Tuy Vương Tử Quân không muốn làm phiền Lâm Thụ Cường, thế nhưng Lâm Thụ Cường lại rất muốn làm mật thiết mối quan hệ với bí thư Vương Tử Quân. Trước kia hắn thật sự không tìm được cơ hội mời cơm Vương Tử Quân, bây giờ có cơ hội tốt thế này, hắn sao có thể bỏ qua được. Bí thư Vương, lúc này đã đến giờ dùng cơm rồi, các quán xá ở ngoài kia có lẽ đang rất đông khách. Hơn nữa khách sạn Phúc Đức này cũng có vài món rất ngon, anh đã đến đây thì nếm thử vài món, để tôi sắp xếp cho anh. Lâm Thụ Cường vừa nói vừa gọi nhân viên phục vụ đi đến. Chú Lâm, bố nói cháu đến mời ngài, lúc này tiệc rượu có thể bắt đầu rồi. Một tên thanh niên hơn 20 tuổi đi đến trước mặt Lâm Thụ Cường, hắn khẽ nói với Lâm Thụ Cường. Lâm Thụ Cường đang gọi nhân viên phục vụ, khi thấy tên thanh niên kia đi đến thì chặn lại nói. Tuyền Chính, cậu đến vừa đúng lúc, mau giúp tôi sắp xếp một gian, không cần quá rộng, nhưng nhất định phải yên tĩnh sạch sẽ. Tên thanh niên kia cũng không ngờ Lâm Thụ Cường lại cho ra yêu cầu như vậy. Thế là không khỏi cho mày. Lần này là hôn lễ anh của hắn, tất cả phòng trong khách sạn Phúc Đức đều đã được sắp xếp, bây giờ muốn tìm ra một phòng yên tĩnh, căn bản là ép hắn lên trời tìm sao. Nhưng chú Lâm là một người mà bố hắn chú trọng siết chặt quan hệ, khi giới thiệu cũng nói rõ mình không nên đắc tội, bây giờ chú Lâm muốn một gian, chính mình dù thế nào cũng phải nghĩ biện pháp mới được. Anh Lâm, thôi bỏ đi, lúc này kiếm đâu ra một gian. Anh cũng đừng làm khó người khác. Chúng tôi ra ngoài ăn vài món là được. Vương Tử Quân cũng không có tâm tư ở lại chỗ này, hắn khẽ vung tay lên với Lâm Thụ Cường rồi bỏ đi. Lâm Thụ Cường thấy tình huống không tốt, thế là thầm cảm thấy mình có chút ngu xuẩn, bí thư Vương là người thích yên tĩnh, sao lại có thể dùng cơm ở chỗ này. Nhưng hắn cũng không muốn đánh mất cơ hội tốt lần này, trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ, hắn lên tiếng với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi biết một quán rất đặc biệt. Nếu không thì chúng ta cùng đến đó dùng cơm. Thụ Cường, anh đến đây tham gia tiệc mừng của bọn họ, sao có thể đi được? Tôi chỉ tùy tiện dùng bữa cơm mà thôi. Vương Tử Quân thật sự cảm thấy dở khóc dở cười với sự ân cần của Lâm Thụ Cường, nhưng ít nhất thì những người như vậy cũng còn tốt hơn những kẻ chỉ thích đối nghịch với hắn. Lúc này tên thanh niên được Lâm Thụ Cường gọi là Tuyển Chính đang thầm suy đoán thân phận của Vương Tử Quân. Lúc này không thể nào sắp xếp phòng được. Thế là Lâm Thụ Cường cũng không muốn tham gia tiệc cưới mà rời đi với người thanh niên kia, đối phương rốt cuộc là ai? Vì sao đối phương lại có sức quyến rũ lớn với Lâm Thụ Cường như vậy? Anh Lâm, mọi người đều chờ anh nếu không đến thì con trai và con dâu của tôi sao có thể rót rượu đây? Một giọng nói nhiệt tình và cởi mở chợt vang lên, một người đàn ông trung niên chưa đến 50 có bộ dạng rất phúc hậu từ bên trong đi ra. Tuyền Chính vừa thấy người đàn ông này thì lập tức cúi đầu xuống thấp một chút. Mà Lâm Thụ Cường lại vung tay lên nói. Anh Trần, coi như tôi nợ anh một bữa cơm, tôi còn phải đi xử lý vài chuyện với Bí Thư Vương. Lâm Thụ Cường vừa nói vừa đưa tay sang chỉ anh Trần. Bí Thư Vương,
đây là phó chủ nhiệm văn phòng của phòng xây dựng thành phố Sơn Viên, là Trần Minh Hải. Anh Trần, đây là bí thư Vương của chúng tôi. Khi giới thiệu về Vương Tử Quân thì Lâm Thụ Cường cố ý lên giọng. Trần Minh Hải dù công tác ở thành phố Sơn Viên, nhưng hắn là một người trong chốn quan trường, đặc biệt lại có quan hệ không tệ với Lâm Thụ Cường. Hắn nhìn bộ dạng kính sợ của Lâm Thụ Cường, lại nghe lời giới thiệu của chủ nhiệm Lâm, hắn nhanh chóng hiểu người thanh niên trước mặt là ai. Là bí thư Vương Tử Quân chủ trì công tác tỉnh đoàn, anh ta sao lại đến đây? Khoảnh khắc này nhiều ý nghĩ lóe lên trong đầu của Trần Minh Hải, thế nhưng tất cả ý nghĩ đều nhanh chóng hóa thành một nguyện vọng, chính là dù thế nào cũng phải mời bí thư Vương ở lại dùng cơm. Tuy nó không đại biểu cho cái gì, thế nhưng tin tức này truyền ra ngoài cũng làm cho mình có thêm vài phần thể diện. Tuy Trần Minh Hải công tác ở thành phố Sơn Viên nhiều năm, thế nhưng dựa vào các mối quan hệ của hắn thì con trai kê hôn cũng không thể mời một vị cán bộ lãnh đạo cấp phó giám đốc sở đến tham gia. Tuy hắn và vị phó chủ tịch chủ quản khối xây dựng của thành phố Sơn Viên cũng coi như là người quen, thế nhưng vị trí của hắn còn chưa đến mức làm cho vị phó chủ tịch thành phố kia hạ mình đến tham gia hôn lễ. Chào bí thư Vương, tôi là Trần Minh Hải, hôm nay là ngày vui tân hôn của con trai chúng tôi, dù thế nào thì cũng mong ngài nể mặt cùng uống hai ly rượu mừng. Trần Minh Hải là người lăn lộn quan trường nhiều năm, lúc này tiến lên bắt tay với Vương Tử Quân thì dùng giọng vui vẻ nói. Dù là trong quan trường hay dân gian, chỉ cần nhà người ta có chuyện vui thì phần lớn rất nể tình. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Trần Minh Hải, hắn cũng không trực tiếp từ chối. Lâm Thụ Cường đứng bên cạnh Vương Tử Quân thấy Trần Minh Hải ném ánh mắt như muốn cầu cứu về phía mình, hắn thầm nghĩ nếu đến chỗ khác thì bí thư Vương chưa chắc cho mình đi theo. Như vậy chỉ có thể cố gắng kéo bí thư ở lại đây chung vui với nhà Trần Minh Hải mà thôi. Ý nghĩ này lóe lên trong đầu của Lâm Thụ Cường, thế là hắn tiến lên nói. Bí thư Vương, gặp lại không bằng gặp mặt ngẫu nhiên, nếu anh Trần đã nhiệt tình như vậy, không bằng ngài ở lại uống hai ly rượu mừng. Vậy cũng được. Vương Tử Quân lắc đầu, xã hội nhân tình, trong nước là như vậy, không ở lại dùng cơm thì rõ ràng là không nể mặt người ta. Vương Tử Quân cũng muốn Lâm Thụ Cường làm tốt công tác, ổn định công tác, cũng không thể ép đối phương rơi vào tình thế khó xử. Chủ nhiệm Trần, chúc mừng, tôi đến quá vội, chút nữa chủ nhiệm Lâm sắp xếp cho tôi chút lễ vật là được. Vương Tử Quân đã có quyết định, hắn đột nhiên lên tiếng phân phó với Lâm Thụ Cường. Đối với Trần Minh Hải thì chuyện Vương Tử Quân ở lại tham gia hôn lễ chính là quá nể mặt rồi, còn chuyện lễ vật, hắn căn bản không quan tâm. Hắn khẽ gật đầu với Lâm Thụ Cường. Sau đó tươi cười hớn hở vung tay mời Vương Tử Quân, đồng thời cũng phất tay với con trai đứng ở bên cạnh, tỏ ý cho hắn đi trước để sắp xếp bàn tiệc. Dưới lời mời nhiệt tình của Trần Minh Hải, Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi đi về phía gian phòng rộng rãi nhất ở khách sạn Phúc Đức. Chị dâu, hôm nay Lương Hồng cưới vợ, chị xem như đã thực hiện được một phần tâm nguyện, hôm nay là ngày vui, chị phải uống nhiều hơn một chút mới được. Người đàn ông trung niên cao gầy nhìn thoáng qua Thư Tử Đồng. Sau đó cười ha hả nói. Thư Tử Đồng đã sớm quen với những ánh mắt như vậy, hôm nay nàng là cô dâu, những lời nói như người đàn ông trung niên này thật sự là rất nhiều. Nhưng lúc này nàng cũng không biểu hiện thái độ cúi đầu chẳng nói lời nào như trước, nàng lén đưa mắt đánh giá đối phương, trong lòng thầm nghĩ đến những lời giới thiệu của chồng với đối phương. Triệu Đức Vận, Phó Thư Ký trưởng Văn phòng Khối Chính quyền thành phố Sơn Viên, cũng là bố của Triệu Quốc Hoa. Người này cũng là một nhân vật dậm chân có thể làm cho thành phố Sơn Viên có chút rung chuyển. Thư ký trưởng, An cũng đừng nên hâm mộ chúng tôi, Quốc Hoa cũng đã tốt nghiệp đại học, biết đâu chỉ mất vài ngày nữa chúng ta sẽ được uống rượu mừng. Mẹ chồng của Thư Tử Đồng tuy chỉ là chủ tịch công đoàn phòng công thương thành phố Sơn Viên, thế nhưng lúc này lại rất hào sảng và thoải mái. Ha ha ha, chúng tôi cũng trông mong ngày kia đến nhanh nhanh một chút, thế nhưng tiểu tử ngốc này đến bây giờ vẫn cứ rong chơi. Căn bản muốn uống rượu mừng cũng khó. Triệu Đức Vận không nói gì, người lên tiếng cũng chỉ là vợ của hắn. Vợ Triệu Đức Vận là bạn chơi mạt chược lâu năm của mẹ chồng Thư Tử Đồng, thế cho nên lời nói cũng rất tùy tiện. Chị Trình cũng không nên nói như vậy, Quốc Hoa là người có nhân phẩm, có bằng cấp, hơn nữa hoàn cảnh gia đình không kém cạnh ai, làm sao lại không tìm được một cô gái tốt. Tôi không phải nói khoác với hai anh chị, nếu Quốc Hoa tung tin muốn kết hôn, như vậy anh chị cũng nên mở rộng cửa chào đón là vừa. Mẹ chồng Thư Tử Đồng là người khéo ăn nói, chỉ cần nói hai câu đã có thể làm cho đám người ngồi trên bàn tiệc phải cười ha hả. Lúc này Triệu Quốc Hoa đang khá buồn bực, hắn nghe thấy trưởng bối hỏi đến chuyện hôn nhân của mình thì càng thêm bức bối hơn.
nhưng dù hắn có mất hứng thì lúc này cũng phải cụp đuôi làm người, dù sao cũng có nhiều thứ chưa đến lượt hắn mở miệng. Con cháu có phúc đức của con cháu, nên cho chúng nó tự tìm hiểu là hơn. À, đúng rồi, anh Trần đi làm gì vậy? Tất cả đang chờ anh ấy mở màn, thế nào còn chưa đến? Triệu Đức Vận nhìn về phía vợ của mình, sau đó thay đổi chủ đề. Vừa rồi chủ nhiệm Lâm ra ngoài gọi điện thoại, bố cháu ra mời chú ấy vào. Chú rể đứng bên cạnh Thư Tử Đồng dùng giọng nho nhã lễ độ nói. Triệu Đức Vận khẽ gật đầu, ánh mắt rơi lên người mẹ chồng của Thư Tử Đồng. Chị dâu, hôm nay phải để cho Tử Đồng kính chủ nhiệm Lâm hai ly, vừa rồi tôi nghe chủ nhiệm Lâm nói chuyện của Tử Đồng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, hai ngày sau có thể đến công tác ở phòng tài chính tỉnh. Thật sự phải kính chủ nhiệm Lâm hai ly, chuyện này thật sự làm anh ấy phải hao tâm tổn trí. Mẹ chồng của Thư Tử Đồng vốn đang cười rất sáng lạn, lúc này nụ cười càng sáng hơn vài phần. Thư Tử Đồng đứng cách đó không xa cũng cực kỳ vui sướng, phòng tài chính tỉnh chính là đơn vị mà trước đó nàng có mơ cũng không thấy, nhưng bây giờ nàng kết hôn và nhanh chóng tiến lên một con đường hoàn toàn khác biệt. Tuy Trần Lương Hồng cũng không phải là người yêu trước kia của mình thời đại học, thế nhưng hắn có thể đem đến cho nàng cuộc sống tốt đẹp hơn, còn Lâm Dĩnh Nhi đi dạy học ở thôn làng vùng sâu, chỉ sợ 3 năm sau cũng chưa bằng mình. Thư Tử Đồng nghĩ đến Lâm Dĩnh Nhi mà khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, lại có chút đắc ý. Mẹ, chú Triệu, chú Lý, bố nói cả nhà mau về bàn, có khách đến. Trần Tuyền Chính đi đến dùng giọng thở không ra hơi nói. Đứa bé này đúng là, không nói năng từ tốn một chút được sao? Mẹ chồng của Thư Tử Đồng rất sủng ái Triệu Tuyền Chính, khi thấy hắn chạy đến với bộ dạng vội vàng như vậy thì lên tiếng nhắc nhở. Tuyền Chính, là ai đến vậy? Triệu Đức Vận là người trong quan trường, hắn biết Trần Minh Hải nói con chạy vào thông báo trước, chắc chắn người đến sẽ không đơn giản. Hắn và Trần Minh Hải có quan hệ không tệ, tất nhiên cũng không thể nào làm cho bạn bè của mình mất mặt được. Cháu cũng không biết rõ. Tuyền Chính vừa rồi cũng không rõ thân phận của Vương Tử Quân. Chỉ biết đó là một vị khách quan trọng, lúc này nghe thấy Triệu Đức Vận hỏi thì dùng giọng có chút sốt ruột nói. Vừa rồi cháu thấy chú Lâm rất khách khí với anh ta, còn gọi là Bí Thư Vương. Bí Thư Vương. Triệu Đức Vận nhướng mày, trong ký ức của hắn chưa từng biết trong thành phố Sơn Viên có một Bí Thư Vương. Bí Thư Vương nhìn qua thế nào? Một người đàn ông trung niên ngồi cách Triệu Đức Vận không xa chợt khẽ hỏi. Hơn 20 tuổi, nhìn qua rất trẻ. Triệu Tuyền Chính gãi đầu, hắn cũng không dám khẳng định những lời mô tả của mình. Bí Thư Vương, Bí Thư Vương. Người đàn ông trung niên kia chợt lên tiếng, sau đó đột nhiên nói. Anh Triệu, mau sắp xếp lại, Bí Thư Vương có thể để chủ nhiệm Lâm Thụ Cường coi trọng như vậy, chỉ có vị Bí Thư Vương Tử Quân chủ trì công tác của tỉnh đoàn mà thôi. Vẻ mặt người đàn ông trung niên chợt biến đổi, hắn nói rất khẳng định. Chương 423, chân thành công tác. Bí Thư Vương chủ trì công tác tỉnh đoàn. Triệu Đức Vận không khỏi sững sờ, tuy hắn chưa từng có nhiều tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh đoàn, thế nhưng hắn cũng biết Bí Thư Vương kia nặng nhẹ thế nào trong quan trường tỉnh Sơn Nam. Thế là Triệu Đức Vận nhanh chóng sắp xếp lại ghế ngồi, đúng lúc này Trần Minh Hải đẩy cửa ra, trên mặt là nụ cười tươi sáng, hắn khách khí nói. Bí Thư Vương, chỗ này có chút đơn sơ, có gì chiêu đãi không chu toàn thì mong lãnh đạo tha thứ cho. Thư Tử Đồng thấy bố chồng lên tiếng thì cười rất sáng lạn. Lẽ ra chuyện này cũng không liên quan gì đến đám tiểu bối bọn họ, nhưng hôm nay nàng là cô dâu, dù là ai đến cũng xem như cổ động cho nàng, thân phận của khách càng lớn thì hôn lễ sẽ càng thêm phô trương. Khi một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt thì Thư Tử Đồng chợt ngây người, nàng không khỏi xoa nhẹ hai mắt, thật sự không tin vào mắt mình. Nhưng sự thật nói cho Thư Tử Đồng biết cô gái đứng cách đó không xa chính là cô bạn học mà hai bên vừa tách ra chưa được bao lâu. Sao cô ta lại ở chỗ này? Nghi vấn này xuất hiện trong lòng Thư Tử Đồng và khó thể chuyển rời. Nhưng cũng không phải chỉ một mình nàng giống như quả bóng cao su xì hơi, Triệu Quốc Hoa ngồi cách đó không xa cũng giật mình đưa mắt nhìn tình huống đang diễn ra trước mắt. Bí Thư Vương, mời ngài vào bên trong ngồi. Trần Minh Hải chỉ vào vị trí để trống ở chính giữa rồi cười ha hả nói. Mà Lâm Thụ Cường đã nhanh chóng đi đến chiếc ghế kia, khẽ dịch ra một chút cho dễ ngồi xuống. Vương Tử Quân cười cười tiếp tục cất bước về phía trước, lúc đi hắn cũng thấy Thư Tử Đồng và Triệu Quốc Hoa, thế nhưng hắn cũng không quá quan tâm đến sự xuất hiện của hai người bọn họ ở chỗ này. Chủ nhiệm Trần, hôm nay là ngày đại hỷ của nhà anh, vị trí này nên để cho anh ngồi thì hay hơn. Vương Tử Quân đẩy chiếc ghế rồi vừa cười vừa nói.
Bí thư Vương, anh cả ngày bận rộn, hôm nay có thể thu xếp chút thời gian đến tham gia hôn lễ của con trai nhà tôi, thật sự đã quá nể mặt rồi. Nếu anh không ngồi đây, sợ rằng sau này tất cả quan viên tỉnh Sơn Nam sẽ nói tôi không hiểu quy củ, tôi cũng không thể chịu được những câu nói chụp mũ như vậy. Trần Minh Hải là lão quan trường chìm nổi nhiều năm, nào cho phép Vương Tử Quân từ chối. Thế là hắn cùng Lâm Thụ Cường nhiệt tình mời Vương Tử Quân ngồi xuống ghế chủ vị. Vương Tử Quân thấy đối mặt với đám người thế này nếu cứ tiếp tục khiêm tốn sẽ chỉ có thể mất thời gian mà thôi, hơn nữa còn bị nói là lên mặt làm kiêu. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, hắn cũng không nói nhiều mà thoải mái ngồi xuống ghế chủ vị. Đối với người trong quan trường, vị trí ghế ngồi là một quy củ bất di bất dịch, nếu lãnh đạo cấp bậc cao nhất ngồi lên vị trí chủ vị thì cũng được gọi là bình dị gần gũi, không quan trọng lễ tiết, nhưng nếu anh là một cán bộ quen mà ngồi sai vị trí, để lại ấn tượng không tốt cho lãnh đạo, sau này sẽ trở thành trò cười cho người trong quan trường. Mời nữ sĩ ngồi, địa phương nhỏ này của chúng tôi cũng không có gì chiêu đãi, nếu có gì không tốt mong ngài cứ chỉ giáo. Trần Minh Hải tuy không biết rõ quan hệ giữa Lâm Dĩnh Nhi và Vương Tử Quân, thế nhưng thấy cô gái kia luôn đứng bên cạnh Vương Tử Quân, thế là biết đây là người mình không thể đắc tội. Lâm Dĩnh Nhi cười cười nhìn Trần Minh Hải, sau đó nàng lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Vương Tử Quân. Dù nàng chưa từng tham gia vào những tình huống như thế này, thế nhưng dù sao từ nhỏ nàng cũng sống trong an lành vui sướng, cũng chưa từng thấy qua những tình huống khủng bố hơn, thế cho nên lúc này cũng không cảm thấy lúng túng. Dĩnh Nhi. Thư Tử Đồng có chút do dự, sau đó nàng đi về phía Lâm Dĩnh Nhi, nụ cười trên mặt rất sáng lạn, gương mặt cực kỳ thân mật. Tử Đồng, các người có quen biết sao? Trần Minh Hải tuyệt đối không ngờ con dâu của mình lại quen biết bạn bè của Bí Thư Vương Tử Quân, thế là trong lòng thầm vui vẻ. Hắn đã thấy rõ năng lượng của chủ nhiệm văn phòng tỉnh đoàn là Lâm Thụ Cường, tất nhiên sẽ không hoài nghi năng lực của Bí Thư chủ trì công tác tỉnh đoàn là Vương Tử Quân. Dù hắn không còn hy vọng xa vời trên đường làm quan, thế nhưng có thể kết bạn với một nhân vật như Vương Tử Quân cũng là một sự kiện khó có được, vì đây chính là một vị cán bộ lãnh đạo có tương lai khó thể nào đong đếm được. Dù Trần Minh Hải biết kết bạn với Vương Tử Quân sẽ cực kỳ tốt đẹp nhưng cũng không biết phải làm sao để tiến thêm một bước làm mật thiết mối quan hệ giữa hai bên. Khi mời Vương Tử Quân vào phòng thì hắn luôn xem xét vấn đề này, đang lúc cảm thấy khó thể tìm được vị trí để ra tay, đúng lúc con dâu lên tiếng. Điều này làm cho hắn sinh ra cảm giác giống như đi ra khỏi đường hầm tăm tối. Con dâu của mình có quen biết với cô gái đi cùng với Bí Thư Vương. Điều này thật sự quá tốt. Bố, Dĩnh Nhi là bạn học của con, lần này bạn ấy đến tham gia hôn lễ của chúng con. Thư Tử Đồng nắm lấy tay Lâm Dĩnh Nhi, sau đó lại tươi cười nói với Trần Minh Hải, thế nhưng ánh mắt lại lén nhìn về phía Vương Tử Quân ngồi bên cạnh Lâm Dĩnh Nhi. Nàng dù thế nào cũng không tin tên thanh niên vừa rồi ngồi cùng với Lâm Dĩnh Nhi, người này nhìn giống như một sinh viên vừa tiến vào xã hội chưa được bao lâu lại chính là một đại nhân vật mà bố chồng của mình tìm mọi cách để nịnh nọt. Bí Thư Vương chủ trì công tác tỉnh đoàn. Thư Tử Đồng thầm khắc ghi những từ này vào trong lòng, thế là càng thêm nhiệt tình với Lâm Dĩnh Nhi. Nhưng hôm nay là hôn lễ của nàng, thế cho nên nàng cũng khó thể nào chủ động được tất cả, khi nàng đang nói chuyện với Lâm Dĩnh Nhi. Chợt có hai vị lãnh đạo thành phố Sơn Viên mà nàng thường thấy xuất hiện trên TV đi đến. Tuy những người kia nói chuyện rất hay, là đến chúc phúc cho cô dâu chú rể, thế nhưng Thư Tử Đồng dù chưa từng lăn lộn trong quan trường cũng nhận ra vài vấn đề, đó là hai nhân vật kia đến đây chủ yếu để mời rượu người thanh niên ngồi bên cạnh Lâm Dĩnh Nhi. Lúc này ánh mắt của tất cả các vị khách đều chuyển rời lên người Bí Thư Vương, tất nhiên tình huống thật sự rất kỳ diệu. Đại hội tiễn chân các sinh viên tình nguyện xuống cơ sở làm giáo viên, Lâm Dĩnh Nhi ngồi bên dưới đài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân đang ngồi trên đài chủ tịch. Hôm nay Vương Tử Quân cũng không nói nhiều, người lên tiếng chủ yếu là Bí Thư Lưu Truyền Thụy. Bí Thư Lưu Truyền Thụy phát biểu với giọng điệu rất tình cảm, yêu cầu các đồng chí giáo viên nhất định phải gắng sức công tác, bỏ ra cái giá, bỏ ra tâm huyết, phải có lòng nhiệt tình, không phụ lòng 3 năm công tác dưới cơ sở. Sau 3 năm thì tổ chức nhất định sẽ cho ra một sắp xếp phù hợp. Bầu không khí của đại hội cực kỳ nhiệt liệt, tỉnh đoàn có một phần quà là một chiếc chăn bông cho các giáo viên. Tuy lễ vật không có gì là quý giá thế nhưng cũng không khỏi làm cho mọi người có chút thổn thức. Lâm Dĩnh Nhi nhìn nhóm cán bộ lãnh đạo như Vương Tử Quân lục tục rời đi mà trong lòng sinh ra cảm giác thất lạc. Nếu nói một cách khách quan thì lần này nàng đã thật sự trổ hết tài năng và bản lĩnh của mình nên mới được chọn. Nàng cũng không đi cửa sau, nàng chủ động muốn đi dạy ở thôn xóm vùng sâu.
Nàng thật sự không cảm thấy hối hận vì quyết định của mình, nhưng chuyến đi này đã quyết định cơ hội gặp mặt của nàng với Vương Tử Quân sẽ không còn nhiều như trước. Lâm Dĩnh Nhi cắn răng đi ra hội trường, nàng chợt cảm thấy vắng lặng, cảm thấy không có hứng thú với tình huống người ta ồn ào đưa tiễn nhau ở chung quanh, thật sự không có tâm tình hòa mình vào số đông ở đây. Xin hỏi có phải là cô giáo Lâm Dĩnh Nhi không? Một giọng điệu vang lên bên cạnh Lâm Dĩnh Nhi, nàng chợt bừng tỉnh và quay đầu lại nhìn, chợt thấy một tên thanh niên hơn 20 tuổi đang mỉm cười hỏi mình. Đúng, là tôi. Lâm Dĩnh Nhi thầm suy đoán về thân phận của người này, nàng chợt nghe thấy đối phương nói. Cô giáo Lâm, tôi là thư ký của Bí Thư Vương, tên là Triệu Quốc Lương, lúc này Bí Thư Vương đang đợi chị, mời chị đi theo tôi. Trái tim của Lâm Dĩnh Nhi chợt gia tốc mạnh mẽ. Nhưng nàng vẫn cố gắng áp chế kích động của mình để đi theo Triệu Quốc Lương đến một gian phòng cách đó không quá xa. Dĩnh Nhi, em chuẩn bị khi nào đến thành phố Nam Lân? Vương Tử Quân ngồi uống trà trong phòng làm việc, khi thấy Lâm Dĩnh Nhi đến thì cười hỏi. Đã báo danh xong, em chuẩn bị một tuần nữa sẽ đi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Huyện Hà Nguyên của thành phố Nam Lân là một huyện miền núi, kinh tế không quá phát triển, đi đến đó em nên chuẩn bị nhiều đồ dùng hàng ngày một chút. Vương Tử Quân lúc này lên tiếng bằng giọng điệu cực kỳ dịu dàng, điều này làm cho Lâm Dĩnh Nhi thấy cảm động, nàng không dám đối mặt với hắn, chỉ có thể uất ức quay mặt đi nơi khác. Nàng không dám nhìn hắn, cố gắng che giấu và áp chế để những tiếng nấc không vang ra khỏi cuống họng. Biết đâu trong lòng người đàn ông làm cho mình vừa hận vừa yêu này vẫn quan tâm và lo lắng cho mình. Lâm Dĩnh Nhi đã thật sự ảo tưởng và giao phó tình yêu của mình cho Vương Tử Quân. Nhưng từ đầu đến cuối hắn lại bóp chết tất cả ước mơ và nguyện vọng của nàng. Bây giờ hắn tỏ ra rất quan tâm và lo lắng cho nàng, tuy nàng vẫn rất yêu hắn nhưng lại vĩnh viễn khó thể nào tiếp cận hắn, hơn nữa hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mình, hai người đứng gần nhưng lại sinh ra cảm giác quá xa xôi. Trong một khoảng thời gian dài trước đó Lâm Dĩnh Nhi thật sự có rất nhiều ảo tưởng với Vương Tử Quân, nàng không dám trực tiếp đối diện với nội tâm của mình. Nàng không biết vì sao mình lại từ chối lời thỉnh cầu của bố, lại quyết tâm chạy đi dạy học ở miền núi 3 năm. Những lúc đêm dài người tính, nàng nghĩ về nguyên nhân hành động của mình, hình như có một nhân tố luôn di động trong đầu nàng, rõ ràng nhân tố đó chính là người đàn ông mà nàng yêu mến kia. Tình cảm của Lâm Dĩnh Nhi với Vương Tử Quân ngày càng phát triển tốt, cô gái này chốc chốc lại cảm thấy kiêu ngạo, khi thì cảm thấy hạnh phúc vì người yêu của mình. Vì hắn không giống như người bình thường, hắn là độc nhất vô nhị. Mỗi câu mỗi chữ của hắn đều có ý vị, đều cực kỳ đúng đắn. Nàng cảm thấy giống như mình và hắn có mật mã riêng, hai bên chỉ cần lên tiếng đã hiểu rõ ý nghĩa, giống như trao đổi bằng một cảm ứng gì đó rất kỳ diệu. Lâm Dĩnh Nhi có thể nói ôm một mớ tình cảm tương tư khá nặng nề, sau một thời gian dài không được gặp Vương Tử Quân thì trái tim giống như băng giá, tâm tư căn bản đã bay đến tận chân trời nào. Một khoảng thời gian trước đó hai người còn ở bên nhau. Nàng cảm thấy chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng lại phong phú hơn cả 20 năm nàng sống trên thế giới này. Dù sau khi Vương Tử Quân kết hôn với Mạc Tiểu Bắc thì nàng cảm thấy cực kỳ thất vọng, cảm giác chán nản, thế nhưng nàng vẫn tình nguyện xem hắn là mặt trời trong lòng mình, là người đàn ông của mình. Hai người trầm mặc giống như đang diễn kịch câm, Vương Tử Quân nhìn Lâm Dĩnh Nhi không nói một lời, hắn có chút xấu hổ và không đành lòng. Hắn định đứng lên nói lời an ủi Lâm Dĩnh Nhi. Không ngờ thư ký lại gõ cửa tiến vào nói. Bí thư Vương, vừa rồi văn phòng của Bí thư Lưu gọi điện thoại đến, nói rằng mời ngài sang có việc. Vương Tử Quân nhìn và khẽ phất tay với Triệu Quốc Lương, sau đó nói với Lâm Dĩnh Nhi. Anh còn có chút việc, chúng ta sẽ trò chuyện sau, nếu em có chuyện gì cứ nói một câu với Quốc Lương, để cậu ấy giúp đỡ giải quyết. Sau khi phân phó tất cả thì Vương Tử Quân bước ra ngoài. Lâm Dĩnh Nhi nhìn Vương Tử Quân bỏ đi mà cảm giác uất ức chợt kéo đến hùng mạnh như thủy triều, nước mắt rơi xuống như mưa. Nàng cúi mặt lên bàn khóc hu hu, giống như một cô gái bị ai đó ức hiếp vậy. Cô giáo Lâm, ngài có gì cần cứ nói với tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ. Triệu Quốc Lương nhìn Lâm Dĩnh Nhi đang khóc nức nở mà thật sự có chút hảo cảm, nhưng lúc này hắn cũng không dám tiến lên. Tuy Vương Tử Quân nói đây là con gái của lãnh đạo, thế nhưng càng là như vậy thì một thư ký như hắn càng phải biết giữ khoảng cách. Không cần, cảm ơn. Lâm Dĩnh Nhi áp chế cảm giác của mình vào lúc này, nàng khẽ cười với Triệu Quốc Lương, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi nàng quay đầu, Triệu Quốc Lương rõ ràng thấy được một vệt nước mắt trên mặt nàng. Triệu Quốc Lương khẽ lắc đầu, hắn đi về phía phòng của mình. Triệu Quốc Lương về ngồi trong phòng của mình,
hắn nhìn thoáng qua chương trình của Vương Tử Quân trong ngày hôm nay. Khi hắn thấy một tờ giấy bỏ được đặt bên dưới quyển sổ ghi chép chương trình hoạt động, hắn lập tức đứng lên đi về phía phòng làm việc của Lâm Thụ Cường, đồng thời trên trán cũng vã mồ hôi lạnh. Hôm nay mình làm sao vậy? Thế nào lại quên đi chuyện này? Nếu hôm nay không hoàn thành chuyện này, chỉ sợ hôm nay cũng đừng hòng thoải mái đối diện với Bí Thư Vương. Chủ nhiệm Lâm, Bí Thư Vương để tôi và anh đến huyện Hà Nguyên thành phố Nam Lâm xem xét một chút. Triệu Quốc Lương tìm được Lâm Thụ Cường, hắn nhanh chóng nói ra những lời phân phó của Vương Tử Quân. Lâm Thụ Cường là người hiểu chuyện, Triệu Quốc Lương chỉ cần nói ra một nửa thì hắn đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô gái trẻ kia chính là con gái của lãnh đạo cũ của Vương Tử Quân, đó là nhân vật mà mình phải cố gắng hầu hạ cho tốt. Trong quan trường có một quy củ bất thành văn, chỉ cần lãnh đạo phân phó thì anh phải dốc hết sức lực để hoàn thành. Thứ nhất, lãnh đạo phân phó công việc cũng vì coi trọng anh có thể đi vào trong vòng quan hệ của lãnh đạo. Thứ hai là những người mà lãnh đạo đang cố gắng giúp đỡ cũng là những tồn tại mà chính mình không thể đắc tội. Lâm Thụ Cường nghĩ như vậy mà cảm thấy mình có động lực rất lớn để hoàn thành công việc lãnh đạo giao phó. Dù hắn đang thật sự suy đoán về mối quan hệ giữa cô gái kia và Vương Tử Quân, nhưng trong lòng hắn dù có trăm mối suy nghĩ ngổn ngang cũng không dám nói với người ngoài một lời nào. Vậy chúng ta mau đi thôi, cũng không thể làm chậm trễ sự việc Bí Thư Vương giao phó, nếu không chúng ta cũng khó thể ăn nói khi đối diện với lãnh đạo. Lâm Thụ Cường đứng lên, hắn trầm giọng nói với Triệu Quốc Lương. Lâm Thụ Cường là chủ nhiệm văn phòng, hắn sắp xếp xe để đi lại rất dễ dàng. Chỉ nửa giờ sau thì hai người đã an vị trên một chiếc Santana chạy như bay về phía thành phố Nam Lân. Hôm nay trời đẹp và gió nhẹ thổi khá mát mẻ làm cho bầu không khí ở bến xe thành phố Sơn Viên cực kỳ khoan khoái dễ chịu. Lâm Dĩnh Nhi đứng trong đám người khắp Nam Bắc đang tụ tập trong bến xe, Thư Tử Đồng giúp nàng xách vali, đang mỉm cười nói chuyện với nàng, bên kia Trần Lương Hồng lại giúp nàng xách theo vài chiếc vali lớn hơn. Dĩnh Nhi, nếu không thì nói với Bí Thư Vương, mình thấy đừng nên đi, nghe nói hoàn cảnh nơi đấy rất khổ cực, phòng chống gió lạnh, hơn nữa một tháng cũng không được tắm rửa. Thư Tử Đồng lúc này đã biến thành một người phụ nữ có chồng, nàng tươi tắn nở nụ cười khuyên nhủ Lâm Dĩnh Nhi. Tử Đồng, cảm ơn ý tốt của cậu, mình đã quyết định rồi, cũng không phải bỏ cuộc giữa chừng, như vậy là quá xấu hổ. Lâm Dĩnh Nhi khẽ cười, nhưng lúc này nàng nhìn về phía Thư Tử Đồng, cũng không khỏi quét mắt về bốn phía. Lúc này nàng thật sự hy vọng người kia sẽ xuất hiện trước mặt mình. Nhưng lúc này người tới lui dù nhiều nhưng căn bản không thấy bóng dáng của hắn xuất hiện. Xe đã nổ máy, hành khách bắt đầu lên xe. Anh ấy còn chưa xuất hiện. Lâm Dĩnh Nhi thầm cảm thấy có chút thất vọng, nàng khẽ cắn môi, nói lời tạm biệt với Thư Tử Đồng, sau đó nhanh chóng leo lên xe. Xe chạy ra khỏi bến xe, những hàng cây xanh tươi ven đường bị bỏ lại sau lưng. Khi chiếc xe khách rời khỏi bến thì Vương Tử Quân từ trên một chiếc Santana bước xuống, hắn nhìn về phía chiếc xe hơi kia, từ đáy lòng phát ra một tiếng thở dài. Nhà đầu. Hy vọng em đi mạnh khỏe. Vương Tử Quân thầm nói một câu, sau đó hắn mở cửa xe rồi ngồi vào bên trong. Tháng 10 mùa thu, thời tiết cũng không nóng bỏng khó chịu như trước kia, đặc biệt là sáng sớm mở cửa sổ sẽ có một làn gió mát thổi đến làm cho người ta sinh ra cảm giác khoan khoái dễ chịu. Vương Tử Quân ngồi trong phòng làm việc, hắn đang đọc báo trong tỉnh. Sau nửa năm chủ trì công tác tỉnh đoàn, hắn đã khống chế quyền lớn ở tỉnh đoàn vào trong tay. Dù vẫn có vài âm thanh trái ngược thế nhưng nó cũng không cải biến được phương hướng của hắn. Vương Tử Quân nhìn bài viết chỉ vài trăm chữ trên tờ báo mà khẽ nở nụ cười, bài viết đó chủ yếu đưa tin về Lâm Dĩnh Nhi, nàng vừa dạy học vừa giúp nông dân cải tiến phương pháp trồng cây, giống cây. Tuy Lâm Dĩnh Nhi đến thành phố Nam Lâm một thời gian khá lâu, thế nhưng tung tích của nàng lại không bao giờ thoát khỏi lòng bàn tay của Vương Tử Quân. Vương Tử Quân thuận tay đặt tờ báo xuống bàn, hắn cầm điện thoại gọi cho Triệu Quốc Lương. Nhưng ngay sau đó hắn lại đặt điện thoại xuống, trong lòng thầm nghĩ, chính mình rõ ràng đang vô tình đi theo chiều hướng quan liêu, chỉ là một chuyện nhỏ nhặt mà cũng cho ra hành động vô thức là gọi điện thoại sai bảo thư ký. Vương Tử Quân lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một phong thư, hắn đặt tờ báo vào bên trong, viết tên của Lâm Trạch Viễn. Hắn tin chắc rằng Bí Thư Lâm thấy được tờ báo này thì còn hưng phấn hơn cả mình. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại trong trẻo vang lên, Vương Tử Quân nhìn dãy số. Trên mặt chợt xuất hiện tình cảm sâu đậm, hắn khẽ đặt phong thư xuống bàn rồi khẽ cười nói. Vợ, có phải là nhớ anh rồi không? Âm thanh trong trẻo của Mạc Tiểu Bắc từ đầu dây bên kia truyền đến, sau khi kết hôn với Vương Tử Quân tuy nàng vẫn còn khá lạnh lùng, thế nhưng khi đối diện với hắn thì thật sự cải biến,
ít nhiều cũng có hương vị của một người vợ trong gia đình. Hai ngày nữa em sẽ về một chuyến, anh chờ em đấy. Mạc Tiểu Bắc nói một câu rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc cúp điện thoại thì nở nụ cười bất đắc dĩ, hắn chợt nghĩ đến những lời nói đầy tình cảm của nàng, thế là không khỏi nói thầm một câu. Anh yêu em nhiều như vậy, thế nhưng anh lại không biết nên nói với em thế nào cho phải. Vương Tử Quân thầm nghĩ đến Mạc Tiểu Bắc, ngay sau đó lại nghĩ đến một người khác. Vì những chuyện đã xảy ra mà đến tận khi Tần Hồng Cẩm đến tỉnh Sơn Nam thì mọi chuyện ở Quảng Đông mới coi như xử lý xong, nhưng nha đầu này càng nồng nhiệt với mình hơn so với dĩ vãng, thậm chí có một buổi tối cứ nằm ôm mình mà không chịu ngủ. Vương Tử Quân hỏi thì nàng mở miệng là nước mắt lưng tròng, nói rằng mình muốn có một đứa con. Nếu so sánh với Tần Hồng Cẩm thì Y Phong thật sự là dịu dàng hơn rất nhiều. Vương Tử Quân nhờ vào những mối quan hệ của mình ở tỉnh Chiết Giang mà biết cô nữ quan tòa trẻ tuổi kia đã làm cho không ít người phải sợ mất mật. Khi Vương Tử Quân đang suy nghĩ lung tung về những người phụ nữ của mình, đúng lúc tiếng gõ cửa vang lên, cửa bị đẩy ra, Hoắc Tương Nhiễm từ bên ngoài đi vào. Những ngày qua tinh thần của Hoắc Tương Nhiễm thật sự không được tốt, rất uể oải. Dù đến lúc này hắn vẫn chưa ly hôn thế nhưng lại mang tiếng xấu, những truy cầu trên đường quan trường giống như vò sứt lại mẻ. Lòng cầu tiến cũng dần phai nhạt, cũng đã nhìn ra những chuyện mà trước kia không thấy được. Bình thường hắn bày tỏ thái độ rất đạm bạc với những sắp xếp và quyết định của bí thư Vương Tử Quân, không ủng hộ mà cũng không phản đối. Bí thư Hoắc, mời vào, mời anh ngồi chỗ này. Vương Tử Quân thể hiện cực kỳ tôn trọng với vị cán bộ thành viên ban ngành nắm công tác kiểm tra kỷ luật của tỉnh đoàn, hắn đứng lên cùng đi với Hoắc Tương Nhiễm về phía bộ ghế salon trong phòng. Dưới tình huống bình thường Vương Tử Quân nói chuyện với cấp dưới thường cứ ngồi trên chiếc ghế ở sau bàn làm việc, như vậy vừa biểu hiện được vẻ uy nghiêm của lãnh đạo đứng đầu tỉnh đoàn, vừa giảm đi nhiều phiền toái đi qua đi lại. Nhưng bây giờ hắn lại chủ động đi ra cùng ngồi xuống ghế salon với Hoắc Tương Nhiễm, đã bày tỏ đủ thái độ tôn trọng với bí thư Hoắc. Hoắc Tương Nhiễm đặt mông ngồi xuống ghế salon, hắn tiện tay lấy ra một gói thuốc, sau đó lấy ra hai điếu. Mời bí thư Vương, cũng không phải là thuốc tốt. Anh hút một điếu cho vui. Vương Tử Quân cười ha hả nhận thuốc của Hoắc Tương Nhiễm. Khi hắn mới vào công tác ở tỉnh đoàn thì Hoắc Tương Nhiễm còn chưa đến mức nghiện thuốc như lúc này, nhiều khi người này còn không hút là đằng khác, thế nhưng bây giờ vị tổ trưởng tổ kiểm tra kỷ luật này đã thay đổi rất nhiều. Bí thư Vương, hôm nay tôi đến đây là có một hạng mục công tác quan trọng cần báo cáo với anh. Hoắc Tương Nhiễm nói thêm vài câu không liên quan đến công tác với Vương Tử Quân. Sau đó mới móc từ trong túi ra một phong thư. Báo cáo công tác. Hoắc Tương Nhiễm trước nay chưa từng đến báo cáo công tác, thế nên Vương Tử Quân cũng có chút sững sờ khi tiếp nhận lá thư trong tay của Hoắc Tương Nhiễm. Trong thư không ghi tên tuổi, thế nhưng những vấn đề phản ánh ở bên trong lại làm cho Vương Tử Quân phải nhíu mày. Bí thư Vương, tôi cảm thấy quyết sách cho sinh viên xuống tuyến dưới làm giáo viên dạy học cho các thôn xóm vùng sâu thật sự là chuyện tốt, tôi giơ hai tay đồng ý. Thế nhưng càng là như vậy thì tôi cảm thấy chúng ta nên cho ra một biện pháp để đảm bảo quyết sách của mình được áp dụng thuận lợi, không để cho người tuyến dưới lợi dụng vào nó để làm loạn, bỏ lỡ giữa chừng. Hoắc Tương Nhiễm châm lửa rồi hít vào một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, nội dung của bức thư tố cáo cũng không phải chuyện gì lớn, chủ yếu là phản ánh tình huống huyện Điền Lũng của thành phố Tam Hồ đã phân phối 10 vị sinh viên xuống nhận công tác dạy bảo con em thôn xóm vùng sâu vùng xa vào công tác ở khối chính quyền huyện. Vương Tử Quân đã từng là cán bộ cơ sở, hắn biết rõ khối chính quyền bên dưới chọn nhân viên của mình từ trong các đơn vị trực thuộc mà đặc biệt là từ trong hệ thống giáo dục, đây là một chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng lần này đám người kia là giáo viên tình nguyện, điều này xảy ra đã hoàn toàn vi phạm vào giao ước ban đầu của quyết sách. Tuyệt đối không cho phép những sự kiện như vậy xảy ra. Nếu như không chặn được những sự kiện như vậy, các huyện khác rất có thể sẽ làm theo, như vậy quyết sách đưa giáo viên tình nguyện xuống xóa mù chữ ở các huyện nghèo vùng sâu vùng xa chỉ còn lại danh nghĩa mà thôi. Trong đầu Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn trầm ngâm một lát rồi chập giọng nói với Hoắc Tương Nhiễm. Chuyện này bí thư Hoắc dẫn người xuống điều tra, nếu như sự việc thật sự diễn tiến như vậy, chúng ta cần phải kiên quyết ngăn chặn. Hoắc Tương Nhiễm cũng không chối từ. Bí thư Vương, anh cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng, nhất định sẽ sửa trị lại bầu không khí vào lúc này. Hai người nói thêm vài câu, sau đó Hoắc Tương Nhiễm rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Nhưng tâm tình của Vương Tử Quân cũng không khá hơn khi Hoắc Tương Nhiễm rời khỏi phòng làm việc của mình, hắn lấy lá thư tố cáo kia ra xem thêm vài lượt, hắn càng cảm thấy rất ngưng trọng.
thành phố Nam Hồ xuất hiện tình huống này, như vậy cũng không có nghĩa là chỉ có thành phố Nam Hồ mới có, chẳng qua chỉ có thành phố Nam Hồ có thư tố cáo gửi lên mà thôi. Trong đầu chợt lóe lên nhiều ý nghĩ, Vương Tử Quân nhìn sổ ghi chép số điện thoại, hắn nhanh chóng gửi đi một tin nhắn. Sau khi gửi tin thì Vương Tử Quân chờ Lâm Dĩnh Nhi gọi điện thoại lại cho mình. Nhưng lúc này chờ mãi mà không có cú điện thoại nào cả, giống như Lâm Dĩnh Nhi không có ý nghĩ muốn gọi điện thoại lạ cho Vương Tử Quân vậy. Thời gian dần trôi qua, sắp đến giờ tan tầm, điện thoại trong phòng làm việc của Vương Tử Quân chợt vang lên liên tiếp. Sau khi hắn chủ trì công tác tỉnh đoàn thì càng có thêm nhiều mối quan hệ khác trong, thế cho nên số người mời dùng cơm cũng ngày càng nhiều, điện thoại nhanh chóng biến thành đường dây nóng. Trước nay hắn thường mở miệng từ chối những bữa tiệc dâu ria, ngoài một vài trường hợp bất khả kháng thì hắn mới đến tham gia. Vương Tử Quân cười ha hả tiếp chuyện với đám người gọi điện thoại đến mời mọc, sau đó hắn cúp điện thoại và xoa xoa trán theo bản năng. Tuy hắn không thích ra ngoài dùng cơm vào giờ này nhưng người ta mời cũng có ý tốt, hắn là người được mời, dù không muốn đi cũng phải cố gắng nói làm sao để không đắc tội với người ta. Tút tút tút, chuông điện thoại lại vang lên, Vương Tử Quân tiếp điện thoại. Hắn định mỉm cười nói vài câu thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui sướng của Lâm Dĩnh Nhi. Bí thư Vương đại nhân tôn kính, hôm nay ngài kêu gọi tôi là có gì cần căn dặn sao? Vương Tử Quân nghe thấy giọng điệu vui vẻ của Lâm Dĩnh Nhi thì chợt nở nụ cười, tất cả cảm giác bực bội và mệt mỏi khi phải đối phó với đám người mời cơm lúc vừa rồi đã tan biến sạch sẽ. Nhà đầu, vì sao đến lúc này mới gọi điện thoại trả lời? Có lẽ vì hai bên đang ở cách xa nhau. Thế cho nên lúc này Vương Tử Quân cũng không có cảm giác đề phòng mạnh mẽ như trước với Lâm Dĩnh Nhi. Còn sao nữa, trong thôn căn bản không có điện thoại, vì gọi điện thoại cho anh mà em phải đi cả 5 km về huyện đấy nhé. Lâm Dĩnh Nhi dùng giọng oán trách nói một câu, sau đó nàng có chút tức tối nói. Mệt chết người đấy. Điều này, được rồi, anh sẽ ban thưởng cho em một chiếc điện thoại. Vương Tử Quân nghe thấy Lâm Dĩnh Nhi phàn nàn mà thuận miệng nói. Thôi khỏi, anh nên dùng điện thoại vào những công việc khác hữu dụng hơn, tín hiệu cho máy nhắn tin ở thôn em đang công tác thậm chí còn lúc có lúc không, anh đưa điện thoại cho em không phải để làm kiểng sao. Tuy từ chối lễ vật của mình, nhưng Vương Tử Quân căn cứ vào giọng nói của Lâm Dĩnh Nhi, hắn có thể thấy được nàng đang rất vui sướng. Vương Tử Quân vỗ một cái, thầm nghĩ mình đúng là không thiết thực, với tốc độ phủ sóng điện thoại vào giai đoạn hiện hành. Lâm Dĩnh Nhi có điện thoại dù leo lên nóc nhà cao nhất trong thôn cũng chỉ sợ không nhận được sóng điện thoại. Nhà đầu, em nói anh nghe xem, cuộc sống của em hiện tại là thế nào rồi? Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, sau đó lên tiếng hỏi. Lâm Dĩnh Nhi ở bên kia có chút ngẩn ngơ, nàng trầm ngâm một lát rồi nói. Rất tốt, rất phong phú, đám trẻ thường xuyên đem thức ăn đến cho em. Đúng rồi, anh khi nào rảnh thì xuống đây, em mời anh ăn món chim chí. Hương vị của chim chí ở đây còn ngon hơn trong tiệm cơm rất nhiều. Được, khi có thời gian anh nhất định sẽ đến thăm em. Vương Tử Quân hàn huyên thêm hai câu với Lâm Dĩnh Nhi, sau đó hắn thay đổi chủ đề. Dĩnh Nhi, những giáo viên được phân phối đến huyện Hà Nguyên có phải đều đang ở trên cương vị công tác hay không? Phần lớn đều đang ở trên cương vị công tác, thế nhưng có hai người bị điều đến công tác ở văn phòng khối chính quyền huyện. Lâm Dĩnh Nhi tuy không hiểu Vương Tử Quân hỏi như vậy có ý nghĩa là gì, thế nhưng nàng vẫn thành thật trả lời. Vì sao lại điều động những người khác mà không phải là em? Ánh mắt của đám lãnh đạo kia có vấn đề sao? Vương Tử Quân thật sự đã dự đoán được kết quả này, vì vậy hắn cũng không quá bất ngờ, hắn khẽ cười hỏi Lâm Dĩnh Nhi. Tại sao không à, có chứ, người của văn phòng huyện ủy đã tìm đến nói chuyện với em hai lần nhưng em đều từ chối, em nói đến đây làm giáo viên. Cũng không phải đến để phục vụ ghi chép sổ sách cho văn phòng khối chính quyền huyện. Lâm Dĩnh Nhi hừ một tiếng, Vương Tử Quân ở cách một chiếc điện thoại giống như thấy được bộ dạng vểnh miệng lên của nàng. Vương Tử Quân nói chuyện với Lâm Dĩnh Nhi hơn 10 phút rồi cúp điện thoại, hắn đã thật sự chứng thật ý nghĩ của mình, thế là khẽ xoa xoa hai hàng chân mày rồi trở nên trầm ngâm. Hoắc Tương Nhiễm tuy không quá cầu tiến trên đường quan trường, thế nhưng hắn vẫn là một cán bộ lãnh đạo làm việc chăm chỉ. Là một người không sợ đắc tội với kẻ khác. Chỉ sau 3 ngày thì hắn đã có kết quả điều tra đặt lên bàn làm việc của Vương Tử Quân. Kết quả điều tra phù hợp với tờ đơn báo cáo, Hoắc Tương Nhiễm thấy Vương Tử Quân rơi vào trầm mặc thì cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng hút thuốc mà thôi. Bí thư Hoắc, lần này chúng ta phải cho ra phản ứng, nếu không thì quyết sách đưa giáo viên tình nguyện xuống cơ sở lần này sẽ rơi vào khốn cảnh.
Vương Tử Quân tiếp nhận một điếu thuốc Hoắc Tương Nhiễm đưa đến rồi trầm giọng nói. Hoắc Tương Nhiễm khẽ gật đầu nói. Bí thư Vương, tôi cũng hiểu việc này không thể nào xử lý theo kiểu nuông chiều, dù thế nào thì các huyện thị khác cũng sẽ làm theo, đến lúc đó chỉ sợ rất khó nói sẽ có người tiếp tục kiên trì dạy học cho con em vùng sâu. Sau khi hai người thương lượng với nhau, Hoắc Tương Nhiễm rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Lúc này Vương Tử Quân cầm lấy báo cáo điều tra rồi rơi vào trầm ngâm. Ngày hôm sau một phần thông cáo lấy danh nghĩa của phòng tổ chức tỉnh ủy đã được tuyên bố ra ngoài. Thông báo này phòng tổ chức tỉnh ủy đã tiến hành điểm danh phê bình những hành vi không đúng của huyện Điền Lũng thành phố Nam Hồ, đồng thời yêu cầu huyện Điền Lũng thành phố Nam Hồ nhanh chóng sửa chữa lại. Sau khi nhận được thông báo thì Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Lỗ Điền Thành đề xuất mời Vương Tử Quân dùng cơm. Vương Tử Quân biết lúc này Lỗ Điền Thành đã được điều động từ thành phố Tam Hồ về công tác ở cơ quan tỉnh ủy, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn đoán được ý nghĩ của đối phương. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, hắn đồng ý yêu cầu của Lỗ Điền Thành. Chiều hôm đó sau khi tan tầm, Vương Tử Quân đưa Hoắc Tương Nhiễm và Lâm Thụ Cường đi đến chỗ hẹn là khách sạn Ninh Lâu, khi Vương Tử Quân xuống xe thì Lỗ Điền Thành đứng chờ sẵn ở cổng khách sạn đã tiến ra đón chào. Chào Bí thư Vương. Lỗ Điền Thành cũng không có gì thay đổi nhưng phương diện ăn mặc lại có thêm vài phần tự tin và khí thế hơn trước. Hắn bắt tay của Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. Tôi có vài người bạn ở thành phố Tam Hồ muốn kết giao với Bí thư Vương, tôi cũng không thể nào không nể mặt bọn họ được. Lỗ Điền Thành là một người công tác rất tốt, bản thân dù không được thăng cấp nhưng cũng là cán bộ cấp cục có thực quyền, cho dù đối mặt với một vị phó chủ tịch thành phố cũng không quá lép vế. Nhưng lúc này hắn đối mặt với Vương Tử Quân và không dám ra vẻ, dù sao nhìn từ bất kỳ phương diện nào thì Vương Tử Quân cũng mạnh hơn hắn rất nhiều. Vương Tử Quân cười cười nói. Tôi hiểu những điều này, bữa tiệc rượu hôm nay của anh cũng không dễ uống. Vương Tử Quân nói đùa một câu, sau đó hắn vung tay giới thiệu nhóm Hoắc Tương Nhiễm ở bên cạnh mình cho Lỗ Điền Thành. Lỗ Điền Thành đặt một gian phòng lớn, khi Vương Tử Quân đi vào phòng thì 3-4 người đàn ông trung niên ở bên trong nhanh chóng đứng lên. Người đàn ông đầu lĩnh nhìn dáng người không cao thế nhưng lại có làn da ngăm đen và cực kỳ khó khí thế. Bí thư Vương, đây là chủ tịch Tằng của thành phố Tam Hồ. Lỗ Điền Thành vừa giới thiệu những người bên mình cho Vương Tử Quân, vừa giới thiệu Vương Tử Quân cho mọi người. Bí thư Vương, hoan nghênh, hoan nghênh, có thể mời Bí thư Vương đến dùng cơm thật sự là quá tốt, thật sự tam sinh hữu hạnh. Chủ tịch Tằng vừa thấy mặt Vương Tử Quân thì cười ha hả vươn hai tay nói. Vương Tử Quân bắt chặt tay Chủ tịch Tằng rồi nói. Chủ tịch Tằng quá khách khí rồi, phải là chúng tôi cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Hai người nói vài câu khách sáo rồi mọi người ngồi xuống, là một người làm chủ, Chủ tịch Tằng dù thế nào cũng phải mời Vương Tử Quân ngồi xuống ghế chủ vị cho bằng được, nhưng Vương Tử Quân lại trực tiếp chối từ. Cuối cùng lại theo lời đề nghị của Lỗ Điền Thành, coi như bỏ ghế chủ vị, Vương Tử Quân và Chủ tịch Tằng ngồi xuống hai chiếc ghế ở hai bên. Thức ăn rất ngon, rượu là Mao Đài. Tuy khách hay chủ đều hiểu ý nghĩa của bữa tiệc này, thế nhưng lúc đầu cũng không ai nói toạc ra, tiệc rượu được tiến hành dưới bầu không khí cực kỳ vui vẻ và hảo hữu. Lỗ Điền Thành là một người trung gian, hắn biểu hiện rất thoải mái phóng khoáng, lúc này quay sang nói cười với nhóm người Vương Tử Quân, sau đó lại nói chuyện rôm rả với các vị lãnh đạo thành phố Tam Hồ, làm cho người ta sinh ra cảm giác như đang ở nhà. Bí thư Vương, tôi mời anh một ly, hy vọng sau này Bí thư Vương đến thành phố Tam Hồ chúng tôi nhiều hơn. Dù thế nào thì thành phố chúng tôi cũng có nhiều phong cảnh đẹp, cũng rất hoan nghênh lãnh đạo đến làm khách. Chủ tịch Tằng nâng ly rượu lên cười cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng nâng ly rượu lên nói. Sau này cũng không thiếu những lúc làm phiền Chủ tịch Tằng, đến lúc đó mong anh đừng thấy phiền vì đám người chúng tôi là được. Nào có chuyện đó chứ? Lần này đáng lý ra Bí thư Kha sẽ đến mời rượu Bí thư Vương thế nhưng kế hoạch có chút biến đổi. Có một tổ kiểm tra của phòng tài chính tỉnh xuống kiểm tra chỉ đạo công tác, coi như thần tài ghé thăm nên không thể thoát ra, kính mong Bí thư Vương thứ lỗi cho. Chủ tịch Tằng vừa rót rượu cho Vương Tử Quân vừa cười ha hả nói. Vương Tử Quân gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Chủ tịch Tằng cũng là người giỏi nói chuyện, thế cho nên đã nhanh chóng trò chuyện vui vẻ với Vương Tử Quân. Khi hai người đang trò chuyện thì một người đàn ông trung niên mặt đen từ đầu đến bây giờ không nói không rằng chỉ dùng cơm uống rượu chợt đứng lên nói. Chủ tịch Tằng, hôm nay mời các vị lãnh đạo tỉnh dùng cơm, tôi cũng muốn mời lãnh đạo một ly. Người đàn ông này nói chuyện rất khách khí nhưng giọng điệu làm cho Vương Tử Quân cảm thấy có chút bất thường, hắn nhìn thoáng qua đối phương, đang định mở miệng thì thấy đối phương đã đưa ly đến trước mặt mình.
Bí thư Vương, tôi là chủ tịch Lữ Nham Phương của huyện Điền Lũng, trước đó công tác bất lực đã gây phiền cho lãnh đạo, trước tiên xin tự phạt 3 ly. Lữ Nham Phương nói rồi uống cạn ly rượu, sau đó xếp 3 ly thành hàng, rót từng ly dày tràn. Vương Tử Quân nhìn 3 ly rượu mà có chút sững sờ, hắn lập tức hiểu đối phương có ý gì. Vị chủ tịch Lữ Nham Phương của huyện Điền Lũng có lẽ cảm thấy không thoải mái vì thông báo trên danh nghĩa phòng tổ chức của tỉnh Đoàn Sơn Nam, bây giờ muốn tìm về thể diện của mình. Nếu nói về phương diện uống rượu thì Vương Tử Quân không uống được nhiều, nếu hắn uống hết thì thật sự chỉ có thể gục ngay tại chỗ mà thôi. Hắn nhìn Lữ Nham Phương có thể rót 3 ly rượu vào bụng mà không chút vấn đề, thế là hai hàng chân mày không khỏi nhíu lại. Chủ tịch Lữ, anh làm gì vậy? Chủ tịch Tằng vốn muốn hòa hoãn quan hệ với tỉnh đoàn, cũng không ngờ vị chủ tịch Lữ kia không nói hai lời mà dùng chiêu mời rượu, đây không phải là tìm người hỏi tội sao? Đây chính là thủ đoạn mà thượng cấp thường dùng khi xuống hỏi tội cấp dưới, anh là một tên cấp dưới, lại bày trò này là có ý gì? Đây không phải là không phục sao? Muốn khiêu chiến quyền uy của lãnh đạo sao? Chủ tịch Tằng, tôi mời rượu lãnh đạo để tỏ lòng áy náy, như vậy có gì là không đúng? Chủ tịch Lữ mở một chai rượu rồi rót vào ly, hắn vừa nói vừa uống hết hai ly lớn. Chương 424, chính quyền nhân dân yêu nhân dân. Ba ly rượu đầy cũng không ít rượu nhưng Lữ Nham Phương uống xong chẳng có vấn đề gì, chỉ là gương mặt có hơi đỏ mà thôi. Hắn uống xong ly cuối thì dốc ngược ly cười ha hả nói. Bí thư Vương, nếu ngày để mắt đến tôi thì có thể uống một ly rượu nhận lỗi này của tôi. Vẻ mặt đám người Hoắc Tương Nhiễm đi theo Vương Tử Quân đều rất khó coi, dù sao Vương Tử Quân cũng là bí thư tỉnh đoàn, bây giờ lại bị ép trước mặt đám người thành phố Tam Hồ, tất nhiên sẽ rất mất thể diện. Nhưng Lữ Nham Phương đã uống 3 ly, nếu mình đứng lên thì sợ rằng sự việc truyền ra ngoài cũng không hay. Nhưng nếu thật sự để cho Vương Tử Quân uống hết ly rượu kia, bọn họ biết rõ tử lượng của Vương Tử Quân, biết rõ ý nghĩ của nó là thế nào. Chủ tịch Lữ, trước tiên nghỉ ngơi ăn vài miếng cái đã. Lỗ Điền Thành là người mời Vương Tử Quân đến tham gia bữa tiệc, vẻ mặt hắn chợt biến đổi. Hắn thầm hối hận, nếu không hắn sẽ chẳng mời Vương Tử Quân đến tham gia làm gì, nếu Vương Tử Quân không uống thì quá nguy, nếu chính mình gây ra xích mích với một cán bộ tương lai vô lượng như Vương Tử Quân, thật sự là tổn thất rất lớn. Chủ tịch Tằng cũng có ý muốn ngăn cản Lỗ Điền Thành, hắn cũng khuyên nhủ. Chủ tịch Lữ, uống nhiều như vậy làm gì? Hôm nay gặp mặt Bí thư Vương là chuyện vui, anh nên nghỉ ngơi một chút. Lữ Nham Phương lắc đầu, hắn nâng ly rượu nhìn về phía Vương Tử Quân. Bí thư Vương, ngài coi như nể mặt tôi uống ly rượu này, nếu ngài không uống thì xem như xem thường đám cán bộ tuyến dưới chúng tôi. Vương Tử Quân rất tỉnh táo, hắn nhìn hai ly rượu đầy, biết mình nếu uống hết thì sợ rằng đứng lên không nổi. Dù lúc này hắn thật sự không muốn ép người ta khó thể xuống đài, thế nhưng bị một người ép rượu theo kiểu như vậy, thật sự cũng không phải dễ chịu cho lắm. Tôi nghe nói Bí thư Vương đến đây dùng cơm, thế cho nên cố ý đến uống với các anh em vài ly. Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Quách Tiên Vi tiến vào với nụ cười tươi sáng. Quách Tiên Vi là phó phòng tổ chức tỉnh ủy, là một người có quyền vị ở trên tỉnh, lúc này hắn đến thì chủ tịch Tằng vội vàng đứng lên. Vương Tử Quân thấy Quách Tiên Vi đến thì thầm nghĩ quá trùng hợp. Từ sau khi hắn đến công tác ở tỉnh đoàn thì mối quan hệ với Quách Tiên Vi càng thêm thân cận. Lúc này hắn đứng lên nói. Trưởng phòng Quách, anh không trách tôi không hiểu quy củ đấy chứ. Phải là tôi đến mời rượu anh, sao có thể để anh đến mời rượu thế này được. Căn phòng vốn không lớn, Quách Tiên Vi thấy tình thế trước mặt, thấy một người đàn ông mặt đen đang cầm ly rượu lớn mời Vương Tử Quân, thế là hắn chợt hiểu sự kiện gì đang xảy ra. Quách Tiên Vi có quan hệ rất tốt với Vương Tử Quân, tất nhiên hắn biết rõ tửu lượng của Vương Tử Quân là thế nào, bây giờ có người mời Vương Tử Quân bằng loại ly lớn như vậy, đây tuyệt đối là làm khó Vương Tử Quân. Trong mắt Quách Tiên Vi thì Vương Tử Quân tuyệt đối là một người xứng đáng kết giao. Hắn đi vào phòng một lát đã biết ba người ngồi đây là cán bộ thành phố Tam Hồ, sau đó nhìn quanh bốn phía, tất cả đã quá rõ ràng. Người ngồi cùng hàng ghế với Vương Tử Quân chính là Phó Chủ tịch Thường vụ thành phố Tam Hồ là Tằng Ái Quân, người vừa mời rượu rõ ràng là cấp dưới của Tằng Ái Quân. Nếu là Tằng Ái Quân mời rượu thì Quách Tiên Vi muốn giải vây giúp Vương Tử Quân sẽ có chút khó khăn. Thế nhưng lúc này thấy người mời rượu là thuộc hạ của Tằng Ái Quân thì cũng không cần phân trần, hắn đi đến trước mặt Vương Tử Quân nói. Bí thư Vương, anh em chúng ta còn khách khí như vậy sao? Quách Tiên Vi nói rồi quay sang nhìn Tằng Ái Quân. Chủ tịch Tằng, tôi mượn bảo địa của anh để kính Phật một lần, anh sẽ không để bụng đấy chứ?
Tăng Ái Quân biết Quách Tiên Vi, dù sao thì Quách Tiên Vi cũng là phó phòng thường vụ phòng tổ chức tỉnh ủy, tất nhiên sẽ kính sợ hơn so với Vương Tử Quân. Dù sao đối phương cũng là lãnh đạo phòng tổ chức tỉnh ủy, cấp bậc hai bên là tương đồng nhưng lại nắm trong tay mạng sống chính trị của mình. Ha ha, trưởng phòng Quách, một lãnh đạo như anh ngày bình thường tôi mời không được, hôm nay được gặp anh thật sự là may mắn ba đời. Nhưng dù gì thì tôi cũng phải nói, hôm nay dù là anh hay bí thư Vương cũng đừng chối, phải cho một người làm chủ nhà như tôi mời mỗi vị lãnh đạo một ly. Tăng Ái Quân nói rồi vung tay cho nhân viên phục vụ đưa đến một chai rượu, sau đó cười ha hả nói. Tăng Ái Quân lúc này cũng nhân cơ hội mà khẽ nói một câu với Lữ Nham Phương, nhưng đối phương lại không nói gì. Vị phó chủ tịch thường vụ thành phố Tam Hồ thật sự cảm thấy không thoải mái vì biểu hiện của Lữ Nham Phương, hắn thầm hận đối phương thật sự đã làm cho bầu không khí chẳng được thoải mái. Nhưng dù thế nào cũng phải chịu, dù mình không thích Lữ Nham Phương, thế nhưng người này lại được bí thư thị ủy Tam Hồ tán thưởng. Ngoài mặt thì Tăng Ái Quân cũng không dám ra tay đối phó với Lữ Nham Phương, ít nhiều cũng sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng bây giờ cơ hội đã đến, tất nhiên hắn sẽ không ngại tiến lên dẫm một cái, để đối phương phải cúi xuống như lừa. Ba vị cán bộ lãnh đạo cấp phó giám đốc sở cùng nhau mời rượu, sau đó bắt đầu lên tiếng trò chuyện vui vẻ, cũng không thèm quan tâm đến Lữ Nham Phương. Đám người nơi đây đều là lão quan trường, lúc này Lữ Nham Phương rõ ràng bị ba vị lãnh đạo bỏ qua, thế cho nên cũng không thèm quan tâm đến Lô Nam, đỡ chọc vào phiền toái không cần thiết. Cuối cùng vẫn là Quách Tiên Vi đi một vòng rót rượu. Người đầu tiên là Vương Tử Quân, sau đó là Hoắc Tương Nhiễm, người thứ ba là Tăng Ái Quân, chỉ ba người này được cùng ly với anh Quách, những người khác thì đều cười mà qua. Dù không được cùng ly, thế nhưng được phó phòng tổ chức rót rượu cũng đủ làm cho tâm tình của đám cán bộ thành phố Tam Hồ tăng mạnh, thật sự ăn nói vui vẻ rộn rã. Nhưng không biết có phải là Quách Tiên Vi đã hồ đồ hay không, khi đi một vòng rót rượu lại quên đi Lữ Nham Phương. Chủ tịch Tăng, anh về nói với Bí Thư Khả. Nói rằng anh ấy nên cảm ơn Bí Thư Vương mới được. Sự kiện các anh tự tiện điều động giáo viên tình nguyện vào công tác trong khối chính quyền huyện đã làm cho lãnh đạo tỉnh ủy rất mất hứng, đã ra chỉ thị điều tra thật nghiêm, nếu như không phải Bí Thư Vương lên tiếng cho các anh, chỉ sợ các anh khó tránh khỏi tình huống bị lãnh đạo trách phạt. Quách Tiên Vi lúc này đã đi mời rượu một vòng, bây giờ dùng giọng gọn gàng dứt khoát nói với Tăng Ái Quân. Tăng Ái Quân tuy không biết Quách Tiên Vi nói thật hay nói giả, thế nhưng lúc này phó phòng Quách nói như vậy thì hắn cũng chỉ có thể thành thật lắng nghe mà thôi. Hắn nâng ly rượu lên vừa nói sẽ quay về và báo cáo với Bí Thư Khả, sẽ đặc biệt đến đây mời khách Bí Thư Vương, đồng thời tiếp tục cùng ly với đám người Bí Thư Vương. 10 phút sau Quách Tiên Vi cáo từ bỏ đi, Vương Tử Quân nhìn về phía Lữ Nham Phương đang cầm ly rượu vẫn rơi vào tình thế tiến thối lưỡng nan, sau đó hắn đứng lên nói. Chủ tịch Tăng, hôm nay tôi thật sự rất vui nhưng bây giờ còn có chút chuyện. Đợi lần sau Chủ tịch Tăng đến thành phố Sơn Viên thì chúng tôi sẽ mời khách, chúng ta sẽ uống một bữa cho thoải mái, không say không về. Lữ Nham Phương đang chuẩn bị kiên trì tiến lên, hắn thấy Vương Tử Quân đứng dậy nói lời cáo từ thì chợt cảm thấy xấu hổ ngây cả người. Đúng lúc hắn đứng không được và ngồi không xong thì thấy Tăng Ái Quân trừng mắt hung hăng nhìn mình. Vương Tử Quân được đám cán bộ vây quanh đi xuống cầu thang, Lữ Nham Phương vẫn còn đang nâng ly không biết làm sao cho phải. Hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu. Cảm giác bức bối liên tục bùng lên trong lòng, gương mặt đen nhẻm bây giờ đã đỏ tím. Anh Lữ, anh việc gì phải khổ cực như vậy? Vương Tử Quân là phó bí thư chủ trì công tác của tỉnh đoàn, anh trêu chọc vào thì được gì? Anh xem việc này nên làm thế nào bây giờ? Một trong những người đi theo Tăng Ái Quân đến mời rượu Vương Tử Quân khẽ dùng giọng oán trách nói với Lữ Nham Phương. Lữ Nham Phương thấy bạn mình nói lời phàn nàn thì trên mặt thật sự không nhịn được, hắn cầm ly rượu trong tay. Chờ mọi người đi ra khỏi phòng thì ném mạnh xuống đất. Xoảng! Thủy tinh vỡ nát, rượu thừa ở bên trong cũng làm cho sàn nhà trở nên ẩm ướt. Cần gì phải như vậy? Ý nghĩ này xuất hiện trong lòng Lữ Nham Phương, hắn thật sự cảm thấy khổ sở. Khi Lữ Nham Phương đang cực kỳ hối hận thì một nữ nhân viên phục vụ hơn 20 tuổi đi vào trong phòng, khi thấy hai chiếc ly bị ném vỡ nát thì trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Chào tiên sinh! Xin hỏi cần phục vụ gì thêm hay không? Nữ nhân viên phục vụ đi đến trước mặt Lữ Nham Phương rồi cười tủm tỉm nói. Lữ Nham Phương lúc này đang cực kỳ hối hận, hắn nghe thấy nhân viên phục vụ lên tiếng hỏi thăm thì tức giận nói. Không, thật xin lỗi, tiên sinh, dựa theo quy định của khách sạn của chúng tôi, tất cả thức ăn đều do nhân viên phục vụ quản lý. Vì vậy thật xin lỗi khi nói với ngài,
hai chiếc ly ngài vừa đánh vỡ sẽ phải tính cả vào tiền ăn. Lữ Nham Phương nhìn gương mặt với nụ cười rạng rỡ của nữ nhân viên phục vụ, hắn chỉ cảm thấy dạ dày co bóp dữ dội, thế là cũng không nhịn được nữa, mở miệng phun ra như tháo cống. Nữ nhân viên phục vụ không ngờ vị khách hàng nhìn có vẻ ngăn nắp gọn gàng, ung dung bình tĩnh kia lại đột nhiên nôn ói như thế, nàng không kịp tránh và bị Lữ Nham Phương phun lên mặt, thế là một tiếng thét chói tai vang lên trong phòng. Đám người Tằng Ái Quân và Lỗ Điền Thành đi xuống tiễn chân Vương Tử Quân, bây giờ bọn họ chuẩn bị lên phòng thu dọn đồ đạc, bọn họ chợt nghe thấy tiếng thét chói tai vang lên từ bên trong, thế là kinh ngạc chạy nhanh trở về. Không những là bọn họ, ngay cả những người từ trong các gian phòng khác cũng chạy đến xem. Tình cảnh trước mắt làm cho không ít người cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn cười. Lúc này quản lý khách sạn đã đi đến hỏi có chuyện gì xảy ra, sau đó để nữ nhân viên kia đi thay quần áo, hơn nữa còn nói lời xin lỗi chân thành với nhóm người Tằng Ái Quân. Khánh Hàng là thượng đế, khách sạn cũng không muốn làm cho nhóm người Tằng Ái Quân cảm thấy bực mình. Sự kiện này giống như một hòn đá nhỏ ném xuống hồ nước yên tĩnh tung tóe lên chút bọt nước rồi nhanh chóng kết thúc. Nhưng lại có vài người danh ma không chịu buông tha cho Lữ Nham Phương. Kết quả là tin tức chủ tịch Lữ nôn mửa lên mặt nhân viên khách sạn đã lặng lẽ lan truyền khắp thành phố Tam Hồ, tất nhiên tin tức truyền ra nhân gian sẽ phát sinh nhiều dị bản bất ngờ. Bí thư Vương, trước mặt là thôn Thất Hạnh Chuân, anh nhìn cánh rừng hạnh kia xem, nghe nói thôn của bọn họ sở dĩ có tên như vậy là vì lúc đầu nơi đây chỉ có 7 cây hạnh mà thôi. Triệu Quốc Lương chỉ về phía một cánh rừng hạnh cách đó không xa. Hắn dùng giọng tươi cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ dịch người, ánh mắt càng thêm tùy ý. Lúc này cánh rừng hạnh bên ngoài đang vào mùa rụng lá, nhưng một cánh rừng rộng cũng đủ làm cho người ta sinh ra cảm giác vui vẻ mát mắt. Đáng tiếc là chúng ta đến không đúng thời điểm, nếu là mùa quả chín, có thể được một bữa ngon miệng rồi. Thái Thần Bân đang lái xe ở hàng ghế phía trước cười ha hả nói. Đường đi khá nhỏ, miễn cưỡng có thể đủ cho một chiếc xe chạy qua. Thế nên xe chạy phải cực kỳ chú ý, vì thế từ khi chạy trên con đường này thì Thái Thần Bân rất ít khi nói chuyện, đều đặt tất cả lực chú ý lên vấn đề lái xe. Vậy thì đợi đến mùa quả chín chúng ta lại đến lần nữa. Vương Tử Quân cười cười rồi khẽ nói. Xe dừng lại, Thái Thần Bân quay sang nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, đường phía trước đã bị chặt đứt, nếu muốn lên núi thì chỉ có thể đi theo con đường nhỏ kia mà thôi. Vương Tử Quân từ trên xe bước xuống. Hắn thấy một con đường mòn chỉ khoảng 1 mét uốn lượn trước mắt, có thể thấy loáng thoáng vài căn nhà dưới núi 600-700 mét. Chỗ này có lẽ là thôn Thất Hạnh Chuân. Dù Vương Tử Quân cũng không có kinh nghiệm đi đường núi, nhưng hắn cũng biết con đường núi dài 5-6 cây số kia thực tế phải mất vài tiếng đồng hồ. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, Vương Tử Quân nói với Thái Thần Bân. Thần Bân, khóa xe kỹ lại, chúng ta lên núi. Vâng. Thái Thần Bân rất hiểu tính cách của Vương Tử Quân, tuy thật lòng thì hắn không muốn Bí Thư Vương phải khổ sở leo núi, nhưng hắn cũng biết sẽ chẳng thể nào khuyên được lãnh đạo của mình. Thế là hắn nhanh chóng khóa xe lại, đeo chiếc ba lô có sẵn vài vật phẩm đã chuẩn bị từ trước và bắt đầu xuất hành. Ba người xếp thành một hàng chậm rãi đi lên núi, con đường giống như ruột dê, vừa nhỏ vừa ngoằn ngoèo, càng đi về phía trước thì đường càng trống. Lúc đầu ba người còn có chút hưng phấn, nhưng một lúc sau thì bắt đầu mồ hôi đầm đìa. Đường mấp mô cũng không dễ đi, nếu không cẩn thận sẽ bị hụt chân ngay. Bí thư Vương, hèn gì có câu nói muốn làm giàu thì trước tiên phải làm đường, sau đó mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Triệu Quốc Lương nhìn con đường nhỏ rồi nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn đồng ý với lời nói của Triệu Quốc Lương, nhưng muốn làm một con đường thì tiền bỏ ra cũng không ít, vì một thôn nghèo khó như vậy mà làm con đường lớn, chỉ sợ tài chính địa phương sẽ không đủ sức. Lần này nhóm Vương Tử Quân đi xuống chủ yếu là muốn xem xét tình huống cụ thể của một giáo viên tình nguyện xuống thôn xóm vùng sâu để giảng dạy. Trước nay Vương Tử Quân nắm rất chắc việc chứng thực các giáo viên xuống nhận công tác, ngoài tổ giám sát thì mỗi khoảng thời gian sẽ lựa chọn một thôn để tự mình xuống thị sát. Không nằm ngoài dự đoán của Vương Tử Quân, sau khi đi được 5 km thì bọn họ mới đến Thất Hạnh Chuân. Người trong thôn thấy có vài kẻ xa lạ đi đến thì tỏ ra ngạc nhiên và không chủ động chào hỏi. Dù sao thì khoảng thời gian qua cũng có khá nhiều tình huống như vậy, người thành phố thích du lịch leo núi ngẫu nhiên đến đây cũng không có gì ngạc nhiên. Thôn Thất Hạnh Chuân cũng không lớn, cũng chỉ là vài chục gia đình, thế nên đến đây tìm trường học cũng không quá khó. Nhóm người Vương Tử Quân đi bộ không bao lâu thì nghe thấy tiếng đọc sách lanh lảnh, thế là trên mặt Vương Tử Quân chợt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Nói là trường học nhưng thực tế chỉ là một gian nhà gạch ba gian, bên trong có vài dãy bàn, có hơn 30 đứa bé đang học tập ở bên trong. Vương Tử Quân thấy một thanh niên đeo kính đang nghiêm túc giảng dạy cho học sinh. Vương Tử Quân cũng không đi vào bên trong, hắn đứng bên ngoài phòng nhìn đám học sinh lật sách giáo khoa, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác vui mừng. Chỉ cần đám học sinh kia được học những gì mà bọn trẻ cùng độ tuổi được học ở thành phố, như vậy đã là một thành công rất lớn. Triệu Quốc Lương và Thái Thần Bân cũng đứng bên cạnh Vương Tử Quân, Bí Thư Vương không nói lời nào thì hai người bọn họ cũng không lên tiếng, sợ quấy nhiễu lãnh đạo. Khi Vương Tử Quân ngẩng đầu lên, Triệu Quốc Lương đưa mắt nhìn thoáng qua người thanh niên bên trong, tỏ ý cho đối phương đi ra ngoài. Vương Tử Quân khoát tay cho giáo viên tiếp tục giảng bài, hắn thuận miệng nói. Cứ để bọn họ dạy và học bình thường, chúng ta đi dạo một vòng xem thế nào. Diện tích của ngôi trường phải lên đến 2 sào, có một khoảng sân nhỏ, chủ yếu là đất đá, có một cột cờ nho nhỏ nhưng chính nó lại làm cho trường tiểu học này có thêm chút sức sống. Chào ngài, xin hỏi các ngài là. Giáo viên vừa rồi còn giảng bài không biết đã đi ra từ khi nào, sau khi đưa mắt đánh giá thì nhanh chóng tiến lên hỏi nhóm người Vương Tử Quân. Triệu Quốc Lương là thư ký. Có đôi khi nhiệm vụ giới thiệu thân phận của lãnh đạo mình với người đối diện là một phần công tác của hắn. Lúc này hắn nghe thấy đối phương đặt câu hỏi, thế là chuẩn bị mở miệng. Vương Tử Quân cũng không chờ Triệu Quốc Lương mở miệng, hắn vung tay lên nói. Chúng tôi đến từ thành phố Tam Hồ, hôm nay trời đẹp nên đến đây đi dạo. À, các anh đến từ thành phố Tam Hồ sao? Coi như các anh biết chọn địa điểm, chỗ này phong cảnh rất tốt, lại có bầu không khí trong lành tươi mát. Thầy giáo trẻ tuổi vừa nói vừa gãi đầu. Các anh có khát nước không? Mời mọi người uống nước. Cảm ơn anh, cũng có hơi khát. Vương Tử Quân khẽ cười với thầy giáo trẻ ở đối diện, sau đó dùng giọng không chút khách khí nói. Thầy giáo trẻ đưa ba người đến một căn phòng nhỏ hơn 10 mét vuông, bên trong ngoài một cái bàn và hai chiếc ghế thì cũng không còn gì khác, nhìn qua đã thấy cuộc sống nơi đây không dễ dàng gì. Chỗ này cũng không có ly gì cả, các anh cũng đừng cười. Thầy giáo trẻ này là sinh viên mới tốt nghiệp tình nguyện đến đây nhận công tác, lúc này hắn gặp được nhóm người Vương Tử Quân thì tỏ ra rất vui vẻ, hắn rót ba chén nước rồi cười ha hả mời nhóm Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nâng chén uống một ngụm, sau đó khẽ cười nói. Như thế này là tốt rồi, chúng ta uống nước, cũng không phải là uống chén. Vương Tử Quân nói một câu vui đùa cũng xem như kéo khoảng cách giữa hai bên lại với nhau, thầy giáo trẻ kia cũng là một sinh viên năng động. Thế cho nên chỉ một lúc sau đã nói rõ các thông tin về mình. Thầy giáo này họ Điền, tên đầy đủ là Điền Hiểu Minh, là một sinh viên vừa tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm thành phố Sơn Viên, vì hắn không muốn bị phân phối về huyện thành nhà mình, thế cho nên tham gia hoạt động lần này của tỉnh đoàn. Tôi dạy học ở nơi đây, ngoài có chút buồn thì tất cả thứ khác đều rất tốt. Đỗ Hiểu Mạn châm thêm nước cho Vương Tử Quân rồi nói tiếp. Nhưng nếu nói tôi thật sự cắm rễ ở chỗ này, tôi thật sự không làm được. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, dù sao thì gian khổ và buồn bực một thời gian dài cũng không phải là vấn đề mà ai cũng có thể tiếp nhận được. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, có thể truyền đạt kiến thức của mình cho những đứa trẻ ở thôn xóm khắc khởi như thế này, tôi cũng cảm thấy rất vui. Tôi bây giờ hy vọng mình có thể giữ vững tinh thần công tác, đến kỳ này năm sau sẽ có người đến tiếp nhận công tác của tôi, sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ ở nơi đây. Vương Tử Quân nhìn Đỗ Hiểu Mạn, hắn gật đầu nói. Tốt. Tiếp sức thi đấu, nói rất hay. Bầu không khí vào mùa đông ở tỉnh Sơn Nam vừa khô vừa lạnh, Vương Tử Quân chợt giật mình thức tỉnh trong âm thanh gió lạnh rít gào thổi qua cửa sổ thủy tinh. Hắn muốn ngồi thẳng người dậy nhưng lại cảm thấy toàn thân nặng trịch. Bên cạnh hắn là cơ thể trắng nõn mềm mại của Trương Lộ Giai, nàng đang áp lên người hắn, bộ vi trước ngực bị ép làm cho biến dạng. Vương Tử Quân nhìn Trương Lộ Giai đang ngủ say mà không khỏi nghĩ đến tình huống điên cuồng tối qua. Tuy hắn bây giờ vẫn tràn đầy tinh lực nhưng cũng thấm báo với mình, sau này mình cũng không nên không biết tiết chế giống như trước đây. Vương Tử Quân khó khăn rời khỏi chăn ấm, hắn nhìn ra bên ngoài, cuối cùng cũng tranh thủ mặc quần áo. Hắn là phó bí thư chủ trì công tác của tỉnh đoàn, tất nhiên sẽ không ai dám kiểm tra xem hắn có đi làm hay không, thế nhưng hắn lại luôn đặt ra một yêu cầu với chính mình, luôn cố gắng lấy mình làm gương. Vương Tử Quân ăn mặc gọn gàng. Sau đó hắn khẽ cúi người hôn lên trán Trương Lộ Giai một cái, lúc này mới lưu luyến rời khỏi không gian ấm áp của mình và Trương Lộ Giai. Hắn đi ra ngoài, gió rít lạnh lẽo. Hắn bắt một chiếc taxi, sau đó xuống xe ở vị trí cách khu ký túc xá tạp chí thanh niên khoảng 500 mét.
Vương Tử Quân vừa đi bộ vừa hoạt động cơ thể, cuối cùng cũng về đến nhà. Bí thư Vương, Thái Thần Bân đã chờ sẵn ngoài cổng khu ký túc xá, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng đón chào. Đi thôi. Sau khi lên xe thì Vương Tử Quân khẽ phất tay với Thái Thần Bân, tỏ ý cho hắn lái xe đi ngay. Thái Thần Bân lái xe cho Vương Tử Quân một thời gian khá dài, hắn tất nhiên hiểu rõ tâm tư của lãnh đạo, thế là hắn bẻ tay lái, xe chạy đi như bay. Lại có người kêu oan sao? Vương Tử Quân nhìn thấy đám người đang vây quanh khu văn phòng khối chính quyền tỉnh, Vương Tử Quân chợt mở miệng hỏi Thái Thần Bân. Vương Tử Quân công tác ở tỉnh đoàn thời gian khá dài, hắn thật sự đã gặp qua không ít trường hợp như thế này. Thái Thần Bân nhìn thoáng qua bên ngoài rồi gật đầu nói. Bí thư Vương, gần đây có hai nhà máy gặp vấn đề về tiền bạc, chưa phát lương cho công nhân, thế nên công nhân không có cơm ăn, bọn họ mới chạy đến tìm chính quyền nhân dân của mình. Vương Tử Quân nghe Thái Thần Bân nói như vậy mà chỉ cười cười, hắn cũng không nói gì. Nhưng hắn đưa mắt nhìn qua, thấy những người kêu oan đứng bên ngoài, nhìn cách ăn mặc thì không giống công nhân, hình như là nông dân. Đây là có chuyện gì? Vương Tử Quân chợt sững sờ, hắn đưa mắt xem xét thật cẩn thận, thấy vài chục người ăn mặc như nông dân đang vây quanh cổng tỉnh ủy rồi lớn tiếng nói với các cán bộ văn phòng ở bên trong, tâm tình cực kỳ kích động. Khu văn phòng tỉnh ủy ngoài cửa chính còn có cửa hông, Thái Thần Bân cũng không phải lần đầu tiên gặp phải tình huống thế này, hắn bẻ tay lái chay về một phía khác. Tuy Vương Tử Quân còn cảm thấy có chút nghi kỵ, thế nhưng hắn cũng không quá quan tâm. Dù sao thì lúc này hắn chỉ là phó bí thư chủ trì công tác của tỉnh đoàn, cũng không phải là một vị chủ tịch huyện cai quản một phương như năm xưa. Khi Vương Tử Quân vừa xuống xe thì đã thấy Lâm Thụ Cường vội vàng đi đến nói. Bí thư Vương, không may rồi, đã xảy ra chuyện. Sau những ngày tháng Vương Tử Quân chủ trì công tác tỉnh đoàn, Lâm Thụ Cường bây giờ luôn đứng về phía hắn. Lúc này hắn nhìn bộ dạng sốt ruột của Lâm Thụ Cường, trong lòng hắn khẽ động nhưng lại dùng giọng cực kỳ tỉnh táo hỏi. Xảy ra chuyện gì? Bí thư Vương, anh có thấy đám người kêu oan ngoài kia không? Bọn họ đang vây quanh cổng tỉnh ủy. Lâm Thụ Cường dù đã trấn định hơn nhưng giọng điệu vẫn rất dồn dập. Thấy, có chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân cũng ý thức sự việc là không nhỏ, nếu không người ta cũng sẽ chẳng kéo đến vây kín cổng tỉnh ủy. Bí thư Vương, vừa rồi chủ nhiệm Tần của phòng văn thư đã gọi điện thoại đến, nói rằng những người kêu oan kia đều đến từ thôn Lâm Hòa. Lâm Thụ Cường cũng không ngồi xuống mà vội vã nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe thấy Lâm Thụ Cường trả lời như vậy thì khẽ nhíu mày, sau đó hắc lấy gói thuốc ném cho Lâm Thụ Cường một điếu, cũng chậm rãi châm lửa cho mình. Bí thư Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thụ Cường nhận lấy điếu thuốc cũng không châm lửa đốt ngay, hắn dùng ánh mắt vội vàng nhìn Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi. Vương Tử Quân cười cười rồi trầm giọng nói. Làm sao à, còn làm sao nữa? Trời muốn mưa mà cô gái muốn lấy chồng, là chuyện của ai thì người đó xử lý, chuyện của ban ngành nào thì ban ngành đó xử lý. Lâm Thụ Cường nhìn vẻ mặt ung dung trấn định của Vương Tử Quân thì cảm giác sốt ruột đã tan biến đi vài phần, hắn lên tiếng. Anh nói đúng, sự việc này có liên quan gì đến tỉnh đoàn chúng ta? Chúng ta phái giáo viên xuống thôn xóm dạy học, cũng không đảm bảo trong thời gian 3 năm bọn họ phải đứng ra xử lý các vấn đề không thuộc chức trách của mình. Lâm Thụ Cường báo cáo cho Vương Tử Quân vài vấn đề liên quan rồi bỏ đi. Vương Tử Quân ngồi trên ghế trong phòng, hắn lẳng lặng hút thuốc. Tuy vừa rồi hắn nói rất nhẹ nhàng và thoải mái với Lâm Thụ Cường, thế nhưng sự việc lần này cứ phát triển theo hướng như vậy thì rất tốt. Sinh viên tình nguyện xuống thôn xóm làm công tác dạy học, lại dính vào chuyện tình cảm với thôn nữ, điều này cũng không là vấn đề, biết đâu nó sẽ trở thành giai thoại. Thế nhưng khốn nổi là thầy giáo trẻ kia lại căn bản không có ý muốn lấy cô gái kia, mà cô gái kia lại quá cứng rắn, đã nhảy xuống vách núi tự vẫn. Sự kiện này nếu như dựa theo trình tự pháp luật thì rõ ràng là một vụ án dân sự, không hề liên quan gì đến tỉnh đoàn, thế nhưng một sự kiện như vậy cũng làm bùng phát cơn giận của nhân dân, bọn họ bất đắc dĩ phải chạy đến tỉnh ủy. Nhưng vì xoa thôn dân đi kêu oan lại không đi tìm chính quyền huyện, lại chạy xa như vậy để đến tận tỉnh ủy. Hơn nữa thi thể của cô gái cũng được đưa đến cổng tỉnh ủy, Vương Tử Quân cũng không tin không có cao nhân chỉ bảo cho những người ngoài kia. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Vương Tử Quân nghe máy, chợt nghe thấy đầu dây bên kia dùng giọng khách khí nói. Xin hỏi anh có phải là bí thư Vương của tỉnh đoàn không? Tôi là Trương Tấn Dân của phòng văn thư khối chính quyền tỉnh, bây giờ có một vụ án liên quan đến tỉnh đoàn, xin ngài đến đi đến xử lý vụ việc.
Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì cái tên Trương Tấn Dân, dù không có quan hệ gì nhưng cũng biết đây là phó chủ nhiệm phòng văn thư văn phòng khối chính quyền tỉnh. Trương Tấn Dân là người phụ trách công tác liên quan đến các vụ kêu oan, lúc này nghe thấy đối phương gọi điện thoại đến, Vương Tử Quân nào không biết có chuyện gì xảy ra. Hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tình của mình rồi cười ha hả với đầu dây bên kia. Chào anh, chủ nhiệm Trương, tôi là Vương Tử Quân, nếu có liên quan đến tỉnh đoàn, tôi sẽ phái người đến xem. Vương Tử Quân lại nói hai câu với Trương Tấn Dân rồi cúp điện thoại. Hắn nhắm mắt trầm tư vài phút, sau đó hắn gọi Hoắc Tương Nhiễm là chủ quản phòng văn thư của tỉnh đoàn đến. Dù Hoắc Tương Nhiễm đã có chút xích mích với bố vợ về sự kiện trước đó, thế nhưng lúc này hắn cũng là người cực kỳ linh thông tin tức, trước khi chạy đến phòng làm việc của Vương Tử Quân thì đã biết có chuyện gì xảy ra. Bí thư Vương, tôi cảm thấy chúng ta không cần phái người qua, vì yêu thương là hành vi cá nhân. Tỉnh đoàn chúng ta là người phái giáo viên xuống công tác, thế nhưng cũng không thể bắt tỉnh đoàn chúng ta chịu trách nhiệm về hành vi cá nhân của bọn họ được. Vương Tử Quân nhìn Hoắc Tương Nhiễm nổi giận thì cũng hiểu đối phương nghĩ gì, hắn cười cười nói. Dù sao thì chúng ta cũng là tổ chức phái người xuống thôn xóm nhận công tác, có chuyện xảy ra thì chúng ta cũng phải ra mặt, anh đi qua tìm hiểu tình huống rồi nói sau. Hoắc Tương Nhiễm nói hai câu rồi rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Sau khi Hoắc Tương Nhiễm bỏ đi thì Tôn Trạch Hồng trước nay không quan tâm đến bất kỳ vấn đề gì chợt đến ngồi trong phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vì vòng kim cô 3 năm không được đề bạt siết chặt trên đầu nên Tôn Trạch Hồng biểu hiện rất trấn định, nói vài câu trấn an với Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân cảm nhận được thiện ý của Tôn Trạch Hồng, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn có chút không thích, nhưng hắn vẫn nhẫn nại nghe đối phương nói hết lời. Bí thư Vương, anh cần phải quan tâm nhiều hơn đến chuyện xảy ra ở thôn Lâm Hòa. Nhưng cũng nên phòng bị người ta cho tốt. Sau khi Tôn Trạch Hồng rời khỏi phòng thì Quách Tiên Vi gọi điện thoại đến nói. Vương Tử Quân cười nói. Trưởng phòng Quách, cảm ơn anh đã nhắc nhở, nhưng đây là hành vi của cá nhân, cũng không liên quan gì đến tôi. Cậu Vương, xét từ phương diện pháp luật thì chúng ta không liên quan, sự kiện cô gái nhảy từ vách núi xuống tự vẫn cũng không liên quan gì đến thầy giáo Triệu Quân Lương. Nhưng cậu Vương, lời nói của người đời rất đáng sợ. Nước bọt cũng có thể dìm chết người. Quách Tiên Vi cũng không phải người thích nói chuyện giật gân, ít nhất hắn là người của phòng tổ chức, cũng nghe được vài lời nghị luận nho nhỏ. Vương Tử Quân cũng thật sự thừa nhận những lời của Quách Tiên Vi, một sự kiện như vậy xảy ra thì chắc chắn sẽ có kẻ mượn cơ hội để gây sóng gió, chỉ là không biết đám người kia nhào nặn sóng gió đến tình trạng nào mà thôi. Vương Tử Quân cũng không thích suy nghĩ nhiều về những chuyện mà mình không biết, bây giờ điều mình có thể làm chính là binh tới tướng đỡ. Nước đến đắp đê, gặp chiêu phá chiêu mà thôi. Vương Tử Quân hạ điện thoại xuống, lúc này Triệu Quốc Lương đi vào. Vương Tử Quân thấy Triệu Quốc Lương đi đến thì vẫy tay gọi lại gần. Có chuyện gì sao? Vương Tử Quân nhìn bộ dạng gấp gáp của Triệu Quốc Lương thì khẽ hỏi. Bí thư Vương, vừa rồi tôi đến phòng văn thư thuộc văn phòng khối chính quyền tỉnh để xem xét, đột nhiên phát hiện rất nhiều phóng viên. Anh xem, chúng ta nên xử lý thế nào đây? Triệu Quốc Lương dù nói rất ẩn giấu thế nhưng cũng rất rõ ràng, mong Bí Thư Vương có thể giải quyết sự việc này. Vương Tử Quân ngẩng đầu nhìn Triệu Quốc Lương rồi nói. Quốc Lương, làm rất tốt, tôi sẽ xử lý. Triệu Quốc Lương được Vương Tử Quân khích lệ thì tỏ ra cực kỳ vui mừng, hắn dù công tác chưa lâu bên cạnh Bí Thư Vương, nhưng với năng lực, tính linh mẫn và cảm ngộ đã được lãnh đạo coi trọng. Hơn nữa hắn cũng là kẻ thông minh, lúc này có thể nói là gắn bó khá chặt với lãnh đạo, cùng chung vinh nhục. Hắn cũng biết nếu cây cổ thụ là Vương Tử Quân bị ngã đổ, như vậy tương lai của một thư ký như mình cũng bị hủy hoại. Bí thư Vương, bây giờ trong đơn vị chúng ta bắt đầu có nhiều người nghị luận về chuyện này. Triệu Quốc Lương trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Vương Tử Quân nói. Nghị luận chuyện này, bọn họ nghị luận cái gì? Vương Tử Quân khẽ nâng ly trà lên uống một hớp, sau đó hỏi bằng giọng điệu cực kỳ bình tĩnh. Đại bộ phận đều nói trên lập trường của đơn vị. Nhưng cũng có một số người nói lời này nọ, nói cái gì mà quá tâm huyết như vậy, nếu như giáo viên kia không quá quắt thì cô gái trẻ đã không chết, như vậy thành tích quan trọng hay tính mạng quan trọng. Thật là, Triệu Quốc Lương nói đến đây thì lén đưa mắt quan sát Vương Tử Quân. Triệu Quốc Lương có chút do dự với những lời đồn nhảm như vậy, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định nói ra tất cả. Hắn là một người thông minh, hắn cảm thấy nếu mình muốn có được sự tín nhiệm của Bí Thư Vương, như vậy cần phải mưu trí. Cần phải tỏ ra sáng suốt trước mặt lãnh đạo, để lãnh đạo thấy mình là người thật sự thân cận. Vương Tử Quân nghe xong những lời này thì có phản ứng thế nào?
Triệu Quốc Lương cảm thấy với tính cách của Bí Thư Vương thì sẽ chẳng quan tâm. Nhưng những ngày qua hắn luôn theo sát lãnh đạo, hắn biết rõ lãnh đạo đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết và sức lực cho phương án của tỉnh đoàn, bây giờ trong đơn vị của mình lại có người cho ra đánh giá như thế, rõ ràng là một đả kích với Bí Thư Vương. Người khác thích nhiều chuyện thì cứ tự nhiên, nhưng cậu cũng đừng nói theo người ta. Vương Tử Quân khẽ dựa lưng lên ghế, hắn khẽ vung tay lên nói. Sau này cậu có nghe được những lời nghị luận kia cũng đừng quan tâm, cũng không cần tranh luận với bọn họ, chỉ cần nhớ kỹ ai nói là được. Vâng, Bí Thư Vương. Triệu Quốc Lương có chút giật mình, hắn khẽ lên tiếng. Tuy hắn cảm thấy phản ứng của Bí Thư Vương là rất nhạt, thế nhưng hắn lại thấy cuộc nói chuyện vừa rồi cũng làm cho mình tăng thêm chút sức nặng với Bí Thư Vương. Khi Hoắc Tương Nhiễm quay lại thì đã hơn 11 giờ, hắn ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Bí Thư Vương, đám người phòng văn thư kia thật sự không ra gì, tôi đi qua thì đẩy tôi vào cuộc. Bọn họ nói rằng giáo viên kia chủ yếu thuộc phụ trách của tỉnh đoàn, bây giờ tỉnh đoàn phải ra mặt đối thoại, không phải đang chụp mũ lên đầu chúng ta sao? Vương Tử Quân ném cho Hoắc Tương Nhiễm một điếu thuốc, hắn thản nhiên nói. Tỉnh đoàn chúng ta chỉ là một trong những đơn vị chịu trách nhiệm phụ trách với giáo viên tình nguyện kia mà thôi. Hoắc Tương Nhiễm đốt thuốc, hít vào một hơi, sau đó mới nói. Bí Thư Vương, chúng ta thúc đẩy phương án đưa giáo viên xuống dạy học, thế nhưng nó cũng không có nghĩa là do chúng ta phụ trách. Đám người phòng văn thư làm như vậy là có thái độ gì? Lại còn kéo đến một đám phóng viên, con bà nó. Những phóng viên kia có phỏng vấn anh không? Vương Tử Quân khẽ gạt tàn rồi dùng giọng tùy ý hỏi Hoắc Tương Nhiễm. Cũng không có, chỉ là Bí Thư Vương, chuyện này tốt nhất nên liên lạc với phòng tuyên truyền, có thể không đăng báo thì tốt nhất đừng nên đăng báo. Hoắc Tương Nhiễm cũng là lão cơ quan công tác nhiều năm, cũng hiểu bí quyết chuyện lớn hóa nhỏ. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn hiểu rõ đạo lý này, nhưng đã có người thúc đẩy sự việc kéo lên đến tỉnh, lại càng kéo đám phóng viên chạy đến, rõ ràng có muốn làm cũng khó xong. Chút nữa để Bí Thư Tôn liên lạc với phòng tuyên truyền tỉnh ủy, nghe nói anh ấy có quan hệ không tệ với phó phòng Hà phòng tuyên truyền tỉnh ủy. Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn ném vấn đề này cho Tôn Trạch Hồng. Đều là những người làm việc với nhau nhiều năm, tất nhiên cũng phải hiểu vài phần về nhau, Hoắc Tương Nhiễm tất nhiên cũng biết Tôn Trạch Hồng có quan hệ với phòng tuyên truyền tỉnh ủy. Bây giờ Vương Tử Quân giao nhiệm vụ cho Tôn Trạch Hồng, Hoắc Tương Nhiễm cũng rất đồng ý. Ngày mùa đông rất ngắn, khi mặt trời xuống núi thì Vương Tử Quân rời khỏi phòng làm việc của mình. Hắn còn chưa ngồi lên xe của Thái Thần Bân thì điện thoại đã vang lên, hắn nhìn dãy số và khẽ nói. Chị Lộ Giai. Tử Quân. Bây giờ có thể trò chuyện không? Trương Lộ Giai nói bằng giọng điệu có chút dồn dập. Vương Tử Quân khẽ động, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, lại dùng giọng thoải mái nói. Bây giờ bên cạnh tôi không có người nào. Tử Quân, vừa rồi tôi gọi điện thoại cho một người bạn công tác ở một tờ báo chiều, cô ấy nói tòa soạn đã yêu cầu mình chủ biên sự kiện phát sinh ở cổng tỉnh ủy vào sáng ngày hôm nay. Trương Lộ Giai nói đến đây thì thật sự có chút sốt ruột. Vương Tử Quân dù không thấy mặt Trương Lộ Giai nhưng lúc này vẫn có thể từ giọng nói để cảm ứng được gương mặt, được sự quan tâm của nàng với mình. Hắn thật sự cảm thấy ấm áp, hắn khẽ cười nói. Tin tức này đã được bọn họ phát hiện, muốn che giấu cũng không được, cứ để mặc bọn họ. Tử Quân, bọn họ tuy không trực tiếp đẩy cậu lên đầu sóng ngọn gió, thế nhưng chỉ cần bọn họ làm bùng phát sự kiện này, chắc chắn sẽ có hậu chiêu. Tôi cảm thấy cậu nên tìm gặp Bí Thư Lưu. Để loại trừ những ảnh hưởng liên quan đến mình. Trương Lộ Giai cũng đã bình tĩnh trở lại, nàng khẽ nói lời đề nghị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân gật đầu đồng ý. Tôi quay về sẽ báo cáo với Bí Thư Lưu về vấn đề này. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ tiếp nhận ý tốt của Trương Lộ Giai, nhưng hắn cũng thật sự hiểu, người muốn ra tay với mình đã tìm được cơ hội tốt, như vậy sẽ tuyệt đối không vì một Lưu Truyền Thụy mà bỏ qua cơ hội lần này. Hắn cúp điện thoại, sau đó ngồi vào trong xe. Hắn khẽ nhìn đồng hồ, lại rơi vào trầm ngâm. Bí Thư Vương, đây là báo chí ngày hôm nay. Sáng hôm sau thời tiết rất lạnh, sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc thì Triệu Quốc Lương đã kịp thời đưa báo đến đặt trên bàn. Vương Tử Quân là một cán bộ tỉnh Sơn Nam, tất nhiên nhật báo Sơn Nam phải được đặt lên vị trí đầu tiên, đó là một quy củ với hầu hết các lãnh đạo trong tỉnh, tất cả nhân viên phải chú ý trong lúc xếp báo cho lãnh đạo. Lúc này trên tờ nhật báo Sơn Nam, ảnh bìa chính là Bí Thư Nhiếp Hạ Quân đang tham gia lễ khởi công một công trình, bài viết chiếm không gian không nhỏ trên trang nhất.
Vương Tử Quân lật báo không nhanh không chậm, sau đó dừng lại ở trang thứ 3. Đây là mục đưa tin hàng ngày, bên trong có bài viết về sự kiện hôm qua, thế nhưng bài viết cũng không có gì mẫn cảm, cũng không đề cập đến tỉnh đoàn. Chỉ là bài viết nói về thân phận của Triệu Quốc Lương, nói rất rõ ràng, kể cả tốt nghiệp đại học thế nào và tham gia hoạt động tình nguyện của tỉnh đoàn ra sao. Sau đó lại là một đoạn văn thảo luận về tình yêu, nhưng chỉ cần có mặt Triệu Quốc Lương thì sẽ có thêm một dòng chữ giáo viên tình nguyện. Chương 425, ngang nhiên ra tay. Vương Tử Quân đọc bài viết một lượt, sau đó tiếp tục xem các tờ báo khác. Khi Vương Tử Quân đọc báo, lúc này trong khu văn phòng tỉnh ủy cũng có rất nhiều người đọc báo, tất nhiên sẽ có không ít người đọc bài viết kia. Tề Chính Hồng cũng đang xem báo, trên bàn làm việc là một ly trà nóng bốc khói nghi ngút. Chủ tịch Tề, sự việc này xảy ra, chỉ sợ Vương Tử Quân cũng khó thể nào nhảy cao được nữa. Thư ký Dương Tiểu Mao đã đi theo chủ tịch Tề Chính Hồng một thời gian dài, tất nhiên hắn biết rõ tâm tư lãnh đạo của mình. Lúc này thấy khóe miệng của chủ tịch Tề nhếch lên thì không khỏi cho ra một câu nịnh hót. Tề Chính Hồng khẽ gật đầu với câu nói của Dương Tiểu Mao thế nhưng cũng không mở miệng. Dương Tiểu Mao thấy gương mặt như mặt trời tỏa nắng của lãnh đạo thì hiểu rõ lời nịnh hót của mình đã đúng trọng điểm. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Dương Tiểu Mao đang dọn dẹp phòng cho Tề Chính Hồng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, hắn chợt sinh ra ý nghĩ hèn mọn, thầm nghĩ tên khốn không có mắt kia là ai, thế nào lại gõ cửa vào lúc này. Chẳng lẽ không biết quy củ sao? Lãnh đạo vừa mới đi làm, chắc chắn sẽ phải ngồi một chút cho thoải mái, xử lý vài việc quan trọng mới có thời gian quan tâm đến những thứ khác. Cho dù anh đến báo cáo công tác thì cũng phải tìm đúng cơ hội mới được, nếu không thì chẳng phải tự đến tìm phiền phức sao. Tuy Dương Tiểu Mao thầm oán người đang gõ cửa, thế nhưng hắn cũng không dám biểu hiện ra trước mặt lãnh đạo. Hắn đặt những món đồ trong tay xuống rồi nhanh chóng đi ra mở cửa. Dương Tiểu Mao mở cửa ra, gương mặt căng thẳng chợt trở nên tươi vui. Chào trưởng phòng Quế. Tề Chính Hồng thấy người đến là trưởng phòng tuyên truyền Quế Nguyên Nhượng thì lập tức đứng lên khỏi ghế rồi cười nói. Trưởng phòng Nguyên Nhượng rõ ràng tập kích phòng làm việc của tôi. Tiểu Mao, mau lấy trà ngon pha trà cho trưởng phòng Quế, anh ấy là một cao thủ trà đạo đấy nhé. Quế Nguyên Nhượng năm nay hơn 40 tuổi, mái tóc hoa râm làm cho hắn có vẻ lớn hơn so với độ tuổi thật. Sau khi cùng Tề Chính Hồng ngồi xuống ghế salon thì Quế Nguyên Nhượng cười ha hả nói. Đã sớm nghe nói chỗ này của chủ tịch Tề có trà ngon, hôm nay xem như được nếm thử. Hai người nói vài câu thì Dương Tiểu Mao đưa trà ngon đến, sau khi cung kính đặt hai ly trà lên bàn ở trước mặt hai vị lãnh đạo thì nhanh chóng lui ra. Dù hắn rất tò mò với câu chuyện của hai vị lãnh đạo, thế nhưng hắn là thư ký lâu năm, hắn phải có ánh mắt tinh đời, dù thế nào cũng phải có tố chất của một thư ký. Vì thế hắn áp chế cảm giác hiếu kỳ của mình, nhanh chóng rời khỏi phòng của chủ tịch Tề. Chủ tịch Tề đang đọc báo sao? Quế Nguyên Nhượng nâng ly trà lên làm một hớp, sau đó ánh mắt rơi lên những tờ báo trên bàn làm việc của Tề Chính Hồng. Đúng vậy, trưởng phòng Nguyên Nhượng, hôm nay tôi chỉ nhìn qua một sự kiện nhỏ nhưng lại sinh ra cảm xúc rất sâu. Một thanh niên mất mạng vì một người phụ lòng mình, nghĩ lại cũng làm cho người ta cảm thấy thê lương. Tề Chính Hồng lấy ra một điếu thuốc, hắn châm lửa rồi dùng giọng tiếc hận và cảm thán nói. Vẻ mặt Quế Nguyên Nhượng không chút thay đổi. Hắn nói, chủ tịch Tề, tôi cũng nghe nói đến chuyện này, cô bé kia thật sự không quá chín chắn, bố mẹ nuôi lớn như vậy cũng vì chuyện tình yêu mà nhảy vách núi tự sát, đúng là quá ngu si. Nhưng tôi cũng cảm thấy ghê tởm tên giáo viên tình nguyện kia, không muốn kết hôn thì yêu thương người ta làm gì. Dù không thể truy cứu ở phương diện pháp luật, thế nhưng nếu nói về phương diện đạo đức, ít nhất cũng chịu sự khiển trách của lương tâm. Trưởng phòng Quế, tôi rất đồng ý quan điểm của anh. Tề Chính Hồng khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn rồi dùng giọng chính đáng nói. Quế Nguyên Nhượng nhìn gương mặt nghiêm túc của Tề Chính Hồng, hắn biết rõ thời cơ đã đến, thế là cười nói. Quyết định cho giáo viên tình nguyện xuống các thôn xóm vùng sâu vùng xa chính là một công văn có ý nghĩa cao độ, lại là một sự kiện lớn. Nhưng rõ ràng nếu không nằm dưới tay một vị lãnh đạo mạnh mẽ, chỉ sợ chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu, thế cho nên tỉnh đoàn rõ ràng đã có khiếm khuyết ở phương diện công tác như thế này. Tất nhiên Vương Tử Quân chỉ là phó bí thư chủ trì công tác, có một số việc cũng là lực bất tòng tâm. Tôi cảm thấy tỉnh đoàn cần có một vị lãnh đạo thực chất, chỉ như vậy mới có thể làm tốt được hạng mục công tác vào lúc này. Hai ngày sau, sự kiện thiếu nữ nhảy vách núi tự sát vì tình đã hầu như trở thành tiêu điểm nghị luận của nhân dân trong thành phố.
tin tức thiếu nữ tự tử vì tình càng được các báo đài lớn nhỏ đưa tin, nó giống như một cơn gió thổi đi khắp nơi, đám cán bộ tỉnh đoàn cũng bắt đầu thích đóng cửa lại nói chuyện, chỉ cần vừa đi làm đã trở nên tĩnh lặng. Lúc này Vương Tử Quân giống như an vị giữa gió bão, dù hắn không nghe thấy được tin tức nghị luận, thế nhưng hắn cũng biết trong khu văn phòng tỉnh đoàn có kẻ đầu sỏ đang thúc đẩy sự việc. Bí thư Vương, đã xảy ra chuyện. Khi Vương Tử Quân đang ngồi trong phòng làm việc xem xét văn kiện thì Triệu Quốc Lương nhanh chóng chạy đến. Sao vậy, hấp tấp vội vàng như vậy còn ra thể thống gì nữa? Vương Tử Quân cũng biết Triệu Quốc Lương bình thường cũng rất bình tĩnh và lão luyện, bây giờ bày ra bộ dạng như vậy rõ ràng là có chuyện lớn xảy ra. Nhưng hắn trước nay luôn chú trọng khắc chế bản thân, thế cho nên vẫn cảm thấy không vui vì bộ dạng của Triệu Quốc Lương. Sống trên đời một khi sự việc phát sinh thì kẻ làm lãnh đạo không bao giờ được loạn. Nếu có nhiều người bình tĩnh bày ra mưu kế, như vậy sự việc sẽ nhanh chóng được giải quyết mà thôi. Dưới vẻ ung dung bình tĩnh của Vương Tử Quân, Triệu Quốc Lương đã bình tĩnh hơn một chút. Hắn nhìn thoáng qua Vương Tử Quân rồi trầm giọng nói. Bí thư Vương, Thái Thần Bân đã ra tay đánh lái xe tiểu lý của trưởng phòng Quế. Vương Tử Quân tất nhiên biết rõ trưởng phòng Quế là ai, trong đơn vị chính quyền thì thư ký và lái xe chính là thể diện của lãnh đạo. Bây giờ Thái Thần Bân đánh lái xe của trưởng phòng Quế. Việc này nói ra thì có thể lớn có thể nhỏ, nếu đặt trong mắt người hữu tâm thì sợ rằng sẽ không phải là chuyện nhỏ. Không nhìn thầy chùa thì cũng phải nể mặt Phật, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, anh đáng lái xe của lãnh đạo, như vậy đối với người ngoài thì chẳng khác nào đánh vào mặt lãnh đạo. Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, Vương Tử Quân nghĩ đến những chuyện xảy ra trước đó, khi ở huyện Lô Bắc Thái Thần Bân từng có tính tình như vậy, nhưng đã từng bị mình phê bình, bây giờ sao lại ra tay? Chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát, sau đó hắn trầm giọng hỏi Triệu Quốc Lương. Triệu Quốc Lương vài tháng qua luôn ở cùng Thái Thần Bân, hắn rất hiểu tính cách tùy tiện của Thái Thần Bân. Hai người vì có cùng một lãnh đạo là Vương Tử Quân, thật sự trở thành hai phụ tá đắc lực của lãnh đạo, thế cho nên có quan hệ không tệ, bây giờ Vương Tử Quân xảy ra chuyện như vậy, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Thấy Vương Tử Quân hỏi thì Triệu Quốc Lương nhanh chóng lên tiếng. Khi tôi đến thì hai người kia đã được đám lái xe kéo ra, tiểu lý bị đánh một tát, khóe miệng còn chảy máu. Vương Tử Quân nghe nói đối phương đổ máu thì thầm nghĩ Thái Thần Bân ra tay cũng không phải nhẹ, rõ ràng đánh người ta đến mức đổ máu. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn trầm giọng nói. Cậu gọi Thái Thần Bân đến đây cho tôi, nói là tôi cho gọi. Triệu Quốc Lương lên tiếng đồng ý, sau đó vội vàng chạy ra ngoài, không bao lâu đã quay lại. Sao còn chưa đưa người đến? Thần Bân đâu? Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Triệu Quốc Lương rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Thần Bân đang ở ngoài cửa, anh ấy. Triệu Quốc Lương có chút do dự, hắn còn chưa nói xong thì Vương Tử Quân đã lạnh giọng nói. Đại trưởng phu dám làm dám chịu, đánh người ta xong thì không nói gì được nữa sao? Nói cậu ta cút vào đây cho tôi. Triệu Quốc Lương thấy Vương Tử Quân lên tiếng như vậy thì tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Hắn rất hiểu tính cách của Bí Thư Vương, nếu xảy ra chuyện, Bí Thư Vương càng mắng tục thì kết quả sẽ càng là chuồn chuồn lướt nước, nếu không thì kết quả sẽ rất thảm. Triệu Quốc Lương nghe thấy Vương Tử Quân lên tiếng khó nghe như vậy thì thần kinh chợt buông lỏng, hắn vội vàng đồng ý, sau đó kéo Thái Thần Bân đang đứng ngoài cửa đi vào. Lúc này Thái Thần Bân vẫn giống như đang cực kỳ tức giận, nhưng khi thấy Vương Tử Quân ngẩng đầu lên nhìn, hắn chợt ỉu xìu như một con gà trống bại trận. Ban đầu khi còn ở huyện Lô Bắc thì cậu đã hứa với tôi thế nào? Vương Tử Quân tuy không thể đuổi Thái Thần Bân đi, nhưng hắn cũng phải dạy cho đối phương một bài học, nếu không sau này lại cứ vung tay đánh người. Tôi đã đảm bảo sau này sẽ không bao giờ ra tay đánh người. Thái Thần Bân thấy Vương Tử Quân hỏi thì khẽ trả lời. Vậy hôm nay có chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Thái Thần Bân, lại nói tiếp. Nghe nói anh rất có năng lực. Tát cho người ta một cái chảy máu miệng, xem ra anh ra tay rất mạnh. Cũng chỉ là tên khốn kia quá ti tiện, nếu không phải hắn nói bậy về ngài, tôi cũng không ra tay. Thái Thần Bân ngửa đầu ra một chút rồi dùng giọng hung hăng nói. Nếu như hắn ta còn dám nói ra như vậy, tôi sẽ tiếp tục ra tay. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng Thái Thần Bân siết chặt nắm đấm với bộ dạng hung hăng, hắn không khỏi đứng lên nói. Xem ra anh rất có năng lực. Đánh người ta một lần còn muốn đánh lần thứ hai. Triệu Quốc Lương tuy đã lui ra khỏi phòng, nhưng hắn ở ngoài cửa vẫn có thể nghe thấy những lời đối thoại ở bên trong rất rõ ràng. Hắn cảm thấy sốt ruột cho Thái Thần Bân, trong lòng thầm nghĩ Thần Bân ơi là Thần Bân,
anh cũng nên dừng lại được rồi, biểu hiện như vậy làm gì? Thực tế đã làm phiền đến lãnh đạo, anh không biết tên kia là lái xe cho thường ủy tỉnh ủy, trưởng phòng tuyên truyền Quế Nguyên Nhượng sao? Thái Thần Bân chậm rãi cúi đầu dưới khí thế của Vương Tử Quân, nhưng lúc này hắn lại trầm giọng nói. Bí thư Vương, người nào làm người đó chịu, chuyện này tôi tự mình ra tay, tôi sẽ đi nói rõ với tiểu tử kia. Vương Tử Quân thấy Thái Thần Bân định quay đầu đi thì kéo lại nói. Thế nào, muốn làm hảo hán nữa sao? Ngồi xuống đi, nói rõ sự việc xem nào. Sau khi Thái Thần Bân ngồi xuống đối diện với Vương Tử Quân thì đầu óc bức bối đã nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn biết rõ đây đang ở vào thời điểm mấu chốt, chính mình lại ra tay đánh lái xe của thường ủy tỉnh ủy, thật sự rất bất lợi với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cũng không thúc giục Thái Thần Bân, sau đó vẻ mặt hắn trở lại trạng thái như bình thường, lại rót cho Thái Thần Bân một ly trà. Bí thư Vương, tôi đang lau xe thì tiểu tử kia cũng lau xe, tôi và hắn ta cũng không quen biết gì nhau, chỉ là hắn lên tiếng bắt chuyện, lại nói đến chuyện cô gái nhảy vách núi. Tên kia mở miệng nói cô gái kia là bị bí thư Vương ngài gián tiếp hại chết. Lúc đó cùng lau xe cũng không phải chỉ có Thái Thần Bân và Tiểu Lý, tên Tiểu Lý kia càng nói càng hăng, tiếng cười của đám người lại giống như mũi khoan đâm vào đầu Thái Thần Bân. Hắn là người lái xe cho Vương Tử Quân vài năm qua, hắn thật sự rất trung thành và tận tâm với lãnh đạo của mình, đồng thời cũng cực kỳ tôn kính. Bây giờ nghe thấy Tiểu Lý kia lên tiếng vụ oan cho bí thư Vương, thế là lửa giận bùng lên xối xăng vào lửa. Thái Thần Bân đã lên tiếng yêu cầu Tiểu Lý im miệng, không ngờ tên kia chẳng những không nghe lại nở nụ cười xấu xa trêu chọc Thái Thần Bân, có cùng bí thư Vương làm gì đó với cô gái vùng sâu kia chưa? Thế là Thái Thần Bân hoàn toàn nổi giận, hắn cũng quên lời hứa của mình với Vương Tử Quân, trực tiếp cho tên khốn kia một tát. Vương Tử Quân nghe Thái Thần Bân giảng giải sự việc mà trên mặt có chút phẫn nộ. Sau đó hắn ngồi xuống ghế của mình, chút cảm giác tức giận liên tục lóe lên trong mắt. Bí thư Vương, tôi sẽ đi nói chuyện với tên Tiểu Lý kia, sự việc không liên quan đến anh, đây là chìa khóa xe. Khi thấy Vương Tử Quân không nói gì thì Thái Thần Bân cũng biết mình gây ra phiền toái lớn. Tuy hắn chỉ là một lái xe nhưng vẫn cảm giác được biến động trong tỉnh đoàn, hắn biết Bí thư Vương bị người ta giở trò mưu mô, bây giờ mình lại gây chuyện, rõ ràng là tưới dầu vào lửa. Nhận lấy chìa khóa, tôi không nói gì, như vậy anh cho rằng tôi sẽ không làm gì sao? Anh không có gì sai. Vương Tử Quân đứng lên khỏi ghế, sau đó hắn ném chìa khóa cho Thái Thần Bân. Bí thư Vương, tôi. Thái Thần Bân chợt sững sờ, hắn thật sự do dự không biết phải làm sao cho phải. Lúc này Vương Tử Quân đi đến cửa phòng và nói. Đi theo tôi. Chào Bí thư Vương. Khi Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng thì trong hành lang cũng có không ít cán bộ đi qua lại, khi thấy Vương Tử Quân thì đám người nhanh chóng chào hỏi. Tuy bọn họ có nghe một chút tin đồn về Vương Tử Quân, thế nhưng uy tín của Vương Tử Quân vẫn làm cho bọn họ không dám sinh ra chút ý nghĩ bất kính nào khác. Nhưng khi ánh mắt của mọi người rơi lên Thái Thần Bân sau lưng Vương Tử Quân, cả đám đều tỏ ra cực kỳ đồng tình. Bọn họ là lão cán bộ ở cơ quan, tất nhiên sẽ rất linh thông tin tức. Sau khi Thái Thần Bân đến phòng làm việc của Bí thư Vương thì bọn họ đã biết rõ chân tướng sự việc, tuy bọn họ cảm thấy Thái Thần Bân đánh Tiểu Lý là một sự kiện rất thoải mái, nhưng cũng không khỏi cảm thấy Thái Thần Bân ra tay như vậy là cực kỳ có hại. Bí thư Vương, anh cứ nói chuyện với trưởng phòng Quế, tôi cảm thấy trưởng phòng Quế không phải là một người không phân biệt rõ phải trái. Tôn Trạch Hồng từ trong phòng làm việc đi ra, hắn nhìn Thái Thần Bân rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân mỉm cười, hắn bắt tay Tôn Trạch Hồng rồi cười nói. Tốt quá, cũng không có gì. Hoắc Tương Nhiễm và Trương Nghiêu Cương cũng từ trong phòng làm việc đi ra, bọn họ cũng không nói lời nào, chỉ khẽ gật đầu với Vương Tử Quân. Khu văn phòng tỉnh đoàn chỉ cách phòng tuyên truyền tỉnh ủy 100 mét, sau khi Vương Tử Quân đưa Thái Thần Bân rời khỏi văn phòng tỉnh đoàn, cả hai nhanh chóng đi về phía khu văn phòng của phòng tuyên truyền tỉnh ủy. Khi Vương Tử Quân và Thái Thần Bân đi đến khu văn phòng phòng tuyên truyền thì một chiếc xe giang dừng lại chờ ở bên dưới, trưởng phòng Quế Nguyên Nhượng đang từ trong khu văn phòng đi ra ngồi vào hàng ghế phía sau. Khi lái xe Tiểu Lý đóng cửa sau lại cho lãnh đạo, hắn chuẩn bị tiến lên chạy xe thì Vương Tử Quân và Thái Thần Bân đi đến. Trưởng phòng Quế đang có việc gì bận rộn sao? Vương Tử Quân nhanh chóng đi đến bên cạnh chiếc xe, hắn lên tiếng chào hỏi trưởng phòng Quế ở bên trong. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Quế Nguyên Nhượng ở bên trong nói ra. Bí thư Vương, hôm nay anh đến phòng tuyên truyền có gì cần kiểm tra chỉ đạo sao? Quế Nguyên Nhượng lên tiếng khá bình thường, căn bản không có chút hờn giận,
thế nhưng Vương Tử Quân vẫn nghe thấy bên trong có chút khiêu khích và chán ghét. Hắn cũng không quan tâm, chỉ nhanh chóng đi lên nói. Trưởng phòng Quê, vừa rồi lái xe của tôi đã sai, tôi đến để xin lỗi ngài. Vương Tử Quân nói xong thì cũng không quan tâm đến Quế Nguyên Nhược, hắn nhanh chóng đi đến trước mặt Tiểu Lý, bình tĩnh nói. Đồng chí Tiểu Lý, tôi đến cũng muốn nói lời xin lỗi với anh. Vương Tử Quân nói xong thì đột nhiên tiến lên, hắn vung tay cho Tiểu Lý một cái tát như trời giáng. Trưởng phòng Quế ngồi trong xe, vừa rồi Vương Tử Quân xin lỗi là nể mặt hắn, hắn còn chưa kịp cho ra phản ứng thì Vương Tử Quân đã quay sang tát thẳng mặt lái xe Tiểu Lý. Tiểu Lý là lái xe của Quế Nguyên Nhược, lúc này hắn lại đang ngồi trên xe, đây chẳng phải là tát một cái thật mạnh lên mặt Quế Nguyên Nhược trước mặt đám nhân viên công tác của phòng tuyên truyền sao? Lúc này có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía tên lái xe mà trước đó bọn họ luôn kính sợ, mà Quế Nguyên Nhượng thì càng tỏ ra kinh hãi và không biết làm sao với những gì đang xảy ra trước mắt. Hắn có thể ngồi trên vị trí này thì cũng là người trải qua biết bao nhiêu kinh nghiệm sóng gió, nhưng sự kiện biến hóa đột nhiên như vậy rõ ràng là lần đầu tiên. Quế Nguyên Nhượng dù thế nào cũng không ngờ Vương Tử Quân lại công khai ra tay, sau khi xin lỗi thì lại ra tay đánh người. Khi Vương Tử Quân mở miệng xin lỗi lái xe thì Quế Nguyên Nhượng còn liên tục cười lạnh, nhưng bây giờ hắn nhìn tên lái xe của mình dùng hai tay ôm đầu gục xuống đất không đứng dậy nổi, trong lòng chợt bùng ra cảm giác tức giận điên cuồng. Tuy bàn tay của Vương Tử Quân đánh lên mặt của thư ký Tiểu Lý, thế nhưng Quế Nguyên Nhượng lại ngồi trên xe, lại cảm thấy giống như Vương Tử Quân đang đánh lên mặt mình. Lái xe và thư ký có đôi khi chính là thể diện của lãnh đạo. Rất nhiều người thấy thư ký và lái xe của lãnh đạo thì cực kỳ khách khí, thậm chí là nói lời nịnh nọt. Đối với tình huống này thì đại đa số lãnh đạo đều không quá quan tâm, thế nhưng khi lái xe và thư ký của mình bị hại, rất nhiều lãnh đạo thường nhớ mãi không quên. Bây giờ sự việc xảy ra ngay trước mắt tất nhiên Quế Nguyên Nhượng càng không đơn giản chỉ là khó quên, lúc này hắn chợt cảm thấy máu huyết của mình đang liên tục dâng lên. Lúc này hắn hận không thể mở cửa xe dậy bảo cho tên khốn Vương Tử Quân dám đánh lái xe của mình một trận nên thân. Nhưng Quế Nguyên Nhượng nhanh chóng tỉnh táo trở lại, trái tim đang đập lên điên cuồng cũng dần giảm nhịp độ. Vương Tử Quân đánh lái xe của mình phải làm sao? Chẳng lẽ mình đường đường là một thường ủy tỉnh ủy lại xuống xe ồn ào với Vương Tử Quân? Cốc cốc cốc, cửa xe bị gõ vang, Quế Nguyên Nhượng đang cực kỳ do dự chợt bị tiếng gõ cửa xe làm cho bưng tỉnh. Hắn ngẩng đầu lên thật mạnh, lại đúng lúc thấy Vương Tử Quân đứng ở bên ngoài với nụ cười nhàn nhạt trên môi. Trưởng phòng Quế, tôi là Vương Tử Quân của tỉnh đoàn, tôi có sự kiện cần báo cáo với ngài. Vương Tử Quân không đợi Quế Nguyên Nhượng mở cửa xe bước ra, hắn trực tiếp kéo cửa xe ra. Quế Nguyên Nhượng thầm hừ lạnh một tiếng, trong lòng thầm nghĩ anh đánh tài xế của tôi, có gì mà báo cáo nữa. Nhưng lúc này cửa xe đã được Vương Tử Quân mở ra, Quế Nguyên Nhượng đang ở trong một không gian hẹp. Hắn dù muốn trốn tránh Vương Tử Quân cũng không thể nào làm gì khác hơn. Có chuyện gì? Quế Nguyên Nhượng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó lạnh giọng nói. Trưởng phòng Quế, ngài có việc cần đi ra ngoài sao? Vương Tử Quân nở nụ cười thản nhiên, hắn khẽ nói với Quế Nguyên Nhượng. Vương Tử Quân, anh thật sự quá uy phong, anh vừa đánh tài xế của tôi, bây giờ lại còn muốn quản tôi đi đâu nữa sao? Quế Nguyên Nhượng từ trong xe đi ra. Hắn dùng hai ánh mắt bừng bừng lửa nóng nhìn Vương Tử Quân rồi quát lớn. Vương Tử Quân cười cười, hắn lui về phía sau một bước rồi nói. Trưởng phòng Quế, ngài là lãnh đạo của tôi làm sao dám quản ngài đi đâu về đâu được. Tôi chỉ muốn bắt chuyện một tiếng với ngài, bây giờ lái xe Tiểu Lý không có thời gian đi cùng ngài, nếu ngài có việc gấp thì Thái Thần Bân sẽ lái xe cho ngài. Tiểu Lý lúc này đã tỉnh lại sau cái tát như trời giáng của Vương Tử Quân. Hắn thấy Quế Nguyên Nhượng bước xuống xe. Hắn chợt kêu lên một tiếng rồi chạy đến như con gái bị ức hiếp tìm được nhà mẹ đẻ. Hắn chạy đến bên cạnh Quế Nguyên Nhượng rồi lớn tiếng nói. Trưởng phòng Quế, anh thấy rồi đấy, Vương Tử Quân ỷ mình là lãnh đạo lại ức hiếp người, anh nhất định phải làm chủ cho tôi. Quế Nguyên Nhượng khẽ vươn tay đẩy cánh tay Tiểu Lý đang kéo mình ra, hắn lạnh giọng nói. Vương Tử Quân, đây là tố chất của một cán bộ đảng viên sao? Mới ra mặt đã đánh người. Tôi cảm thấy mình phải đề nghị với hội nghị thường ủy, phải xem xét lại vấn đề công tác của anh. Trưởng phòng Quế, con người của tôi trước nay chưa từng thích ra tay, nhưng có những lời nói làm cho người ta không thể nào nhịn được. Tôi tin tưởng ngài đã biết được sự kiện phát sinh vào ngày hôm qua ở cổng tỉnh ủy, tôi thật sự rất đau lòng vì hạng mục đưa giáo viên tình nguyện xuống giảng dạy lại xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng có một số người lại tung tin đồn,
nói ra những lời ô uế, nói cái gì là cô gái bị người ta cưỡng hiếp, đối với những loại người như vậy, nếu không cho một bài học nhớ đời thì sẽ không bao giờ chừa. Dù sao tôi cũng phải xin lỗi về vấn đề Tiểu Lý bị đánh, nhưng này trưởng phòng Quế, Tiểu Lý là một nhân viên công tác của phòng tuyên truyền, lại là lái xe của ngài. Tôi hỏi ngài một câu, những lời nói của cậu ta có phải đại biểu cho phòng tuyên truyền và ý kiến của ngài không? Nếu như ngài cảm thấy Vương Tử Quân tôi có trách nhiệm trong sự kiện cô gái kia chết một cách tức tưởi, tôi cũng chỉ có thể yêu cầu tỉnh ủy đến làm rõ trong sạch cho mình. Mặt khác tôi cũng có một yêu cầu, đó là sau này nếu muốn tuyên bố một tin tức như vậy cứ thông qua báo chí và truyền hình, cũng không cần dùng những thủ đoạn hạ lưu bẩn thỉu như vậy. Vương Tử Quân tiến lên phía trước một bước, hắn nhìn chằm chằm vào mặt Quế Nguyên Nhược, sau đó hắn trầm giọng nói. Trưởng phòng Quế, xin ngài trả lời tôi cho rõ ràng. Dưới tình huống Vương Tử Quân tiến lên với khí thế kinh người, Quế Nguyên Nhượng không khỏi lui lại một bước và cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Hắn nhìn vào hai con ngươi bừng bừng sát khí của Vương Tử Quân, đột nhiên cảm thấy từ tận đáy lòng mình xuất hiện cảm giác sợ hãi. Một vị cán bộ lãnh đạo tỉnh ủy cấp phó bộ lại cảm thấy sợ hãi khi đối diện với một cán bộ cấp phó sở, điều này làm cho Quế Nguyên Nhượng sinh ra cảm giác cực kỳ khó chịu. Nhưng lời nói của Vương Tử Quân vào lúc này lại làm cho hắn có ngàn lời cũng khó nói ra khỏi miệng. Dù nhìn vào phương diện nào thì sự kiện kia không chút liên quan đến Vương Tử Quân, Quế Nguyên Nhượng có thể nhân cơ hội để yêu cầu điều chỉnh công tác ở tỉnh đoàn, thế nhưng hắn không thể nào đẩy sự việc lên đầu Vương Tử Quân, càng không thể dùng lời nói ô uế để tấn công trực diện vào Vương Tử Quân. Bây giờ những lời Tiểu Lý đã nói ra là thật sự khó thu về, mà thân phận của Tiểu Lý càng làm cho Quế Nguyên Nhượng cảm thấy bị đè nén. Nhưng dù là thế nào thì hắn cũng không thể thừa nhận chuyện này có liên quan đến mình. Nói cách khác nếu chuyện này không được truy cứu thì một trưởng phòng tuyên truyền như hắn cũng rất mất mặt. Tiểu Lý nói gì thì tôi không biết, tôi chưa từng bày mưa đặt kế cho một lái xe nói bậy bao giờ. Quế Nguyên Nhượng hít vào một hơi thật sâu rồi dùng giọng lạnh lẽo nói. Cảm ơn trưởng phòng Quế đã hiểu, ngài là một người rộng lượng bao dung, thật sự là đối tượng để chúng tôi học tập. Nhưng tôi cũng mong ngài tha thứ cho, chuyện này nếu đã làm huyên náo khu văn phòng tỉnh ủy, tôi cũng nhất định phải lấy lại sự trong sạch cho mình. Bây giờ tôi cần đưa Tiểu Lý đến nói chuyện với các vị lãnh đạo tỉnh ủy, nếu trưởng phòng Quế muốn dùng xe thì Thái Thần Bân sẽ lái xe cho ngài. Vương Tử Quân nói rồi vung tay với Thái Thần Bân, sau đó tiến lên kéo tay Tiểu Lý đi về phía khu văn phòng thường ủy tỉnh ủy. Trưởng phòng Quế, trưởng phòng Quế. Tiểu Lý muốn vùng khỏi bàn tay của Vương Tử Quân, thế nhưng Vương Tử Quân lại giữ lấy rất chặt, dù thế nào cũng không thoát ra được. Hơn nữa lại có Thái Thần Bân ở bên cạnh. Hắn cũng căn bản không làm gì được. Tuy Vương Tử Quân đã nói sẽ để cho Thái Thần Bân lái xe giúp Quế Nguyên Nhược, thế nhưng Thái Thần Bân cũng không có tâm tư như vậy, hơn nữa dù hắn có tình nguyện lái xe thì bây giờ Quế Nguyên Nhược cũng không có tâm tư đi đâu cả. Quế Nguyên Nhược nhìn Tiểu Lý bị Vương Tử Quân và Thái Thần Bân kéo đi, khoảnh khắc này hắn cảm thấy cực kỳ nóng lòng. Lúc này Quế Nguyên Nhược chợt cảm thấy khí lực toàn thân của mình căn bản không thi triển được, một cảm giác khó chịu và bất lực bùng lên trong lòng. Sự kiện Tiểu Lý mở miệng nói bậy lại bị Vương Tử Quân nắm chặt không tha, nếu như mình ra mặt nói giúp cho Tiểu Lý, chỉ sợ sự việc liên quan đến Tiểu Lý sẽ bị người ta cài lên đầu mình. Cho đến lúc này dù hắn có mọc miệng khắp toàn thân cũng không thể nào nói cho rõ ràng. Không để ý đến chuyện này là lựa chọn tốt nhất của Quế Nguyên Nhượng vào lúc này. Nhưng hắn là một thường ủy tỉnh ủy, thư ký của hắn bị người ta cho một tát ngay trước mặt mình, loại chuyện thế này sẽ lan truyền ra ngoài như điên cuồng. Sợ rằng đến lúc đó mình cũng không còn chút thể diện nào. Tiểu Lý thấy Quế Nguyên Nhượng không mở miệng thì càng thêm bối rối. Hắn là lái xe của Quế Nguyên Nhượng, hắn cũng không phải loại người không biết gì. Lúc này hắn biết rõ nếu như mình bị Vương Tử Quân kéo đi gặp lãnh đạo chủ chốt của tỉnh ủy, chỉ sợ mình sẽ bị xử lý không nhẹ. Trưởng phòng Quế, tiếng kêu gào điên cuồng càng được phát ra từ miệng Tiểu Lý. Lúc này hắn cực kỳ hối hận, thầm nghĩ vì sao mình lại ngốc như vậy. Chửi người thì cảm thấy cực kỳ thoải mái nhưng cảm giác bây giờ thì quá khác biệt. Trước đó hắn làm thấy mình là lái xe của trưởng phòng tuyên truyền, nghĩ rằng không ai dám động đến mình, cũng không ngờ Vương Tử Quân chẳng những đánh mình, bây giờ còn nắm lấy tóc mình kéo đi. Bây giờ dưới khí thế bừng bừng của Vương Tử Quân, ngay cả trưởng phòng Quế tràn đầy uy phong cũng không dám nói lời nào. Quế Nguyên Nhượng cắn chặt răng, hắn có chút run rẩy, sau đó xoay người đi về phía văn phòng của phòng tuyên truyền. Lúc này đã có không ít ánh mắt thu về, dù sao thì Quế Nguyên Nhượng cũng là thường ủy tỉnh ủy, nếu để hắn phát hiện mình đang nhìn chằm chằm xuống bên dưới qua cửa sổ, chỉ sợ hậu quả là khó tưởng tượng được.
Nhưng lúc này vẻ mặt sợ hãi của đám người bọn họ thật sự khó thể nào che giấu được, dù sao thì những gì vừa xảy ra thật sự quá kinh động lòng người. Trong phòng làm việc của Lưu Truyền Thụy, lúc này Tiểu Lý đã bị người ta đưa xuống, Vương Tử Quân ngồi trên ghế salon với gương mặt tràn đầy nụ cười kính cẩn. Lưu Truyền Thụy cầm điếu thuốc trong tay nhưng trên mặt lại không có dấu hiệu của nụ cười, lão nhìn chằm chằm vào vị cán bộ trẻ tuổi ở trước mặt. Trong mắt Lưu Truyền Thụy thì Vương Tử Quân là loại cán bộ có ý nghĩ, có thủ đoạn, có khả năng chấp hành. Lão rất thỏa mãn vì Vương Tử Quân chủ trì công tác của tỉnh đoàn. Nhưng không ngờ ngày hôm nay Vương Tử Quân lại làm ra một sự kiện như vậy. Lưu Truyền Thụy là một phó bí thư phụ trách công tác của tỉnh đoàn, lão biết rất rõ ràng về những gì xảy ra đối với tỉnh đoàn trong hai ngày qua. Khi nông dân đến kêu oan, khi tin tức được đưa lên báo thì lão cũng là người được báo cáo đầu tiên. Vì có quan hệ với thiếu gia nên Lưu Truyền Thụy rất chú ý đến Vương Tử Quân, tuy bài viết trên báo cũng không có hàng chữ nào nói về tỉnh đoàn, thế nhưng kinh nghiệm nhiều năm lại cho ra một lời cảnh báo với lão, đó chính là tất cả đang hướng về phía Vương Tử Quân. Trong tỉnh Sơn Nam thì vị lãnh đạo chủ quản hệ thống tuyên truyền tất nhiên sẽ là trưởng phòng Quế Nguyên Nhược, chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra thì thấy được bóng dáng của trưởng phòng Quế trong sự kiện lần này. Tuy chuyện lần này căn bản sẽ không gây ra tổn thương lớn cho Vương Tử Quân, thế nhưng nếu nắm lấy sự kiện này rồi đề nghị điều chỉnh và đề bạt một vị bí thư tỉnh đoàn đến nắm đại cục sẽ là rất dễ dàng. Lưu Truyền Thụy tuy rất muốn đẩy Vương Tử Quân lên vị trí bí thư tỉnh đoàn, thế nhưng Vương Tử Quân thật sự còn quá trẻ, nếu nhìn vào mặt lý lịch thì thật sự khó thể làm gì hơn. Đúng lúc Lưu Truyền Thụy đang suy tư xem nên đẩy ai lên thay thế, đang định đấu võ đài với Quế Nguyên Nhượng ở phía bên kia thì không ngờ sự kiện này lại xảy ra. Cách làm của Vương Tử Quân nhìn qua thì có vẻ rất lỗ mãng. Thế nhưng sau khi xem xét thì Lưu Truyền Thụy lại không thể không tán thưởng tâm cơ tuyệt diệu của Vương Tử Quân. Lợi dụng sự kiện liên quan đến Tiểu Lý làm cho Quế Nguyên Nhượng mất mặt, càng làm cho Quế Nguyên Nhượng cảm thấy xấu hổ khi ra tay với mình. Đối phương là một thường ủy tỉnh ủy, đặc biệt là sau khi sự kiện này nổ ra thì trưởng phòng Quế sẽ rơi vào vòng tròn tị hiềm. Dù sao hắn cũng là thường ủy tỉnh ủy, nếu như vì sự kiện Vương Tử Quân với thư ký của mình mà ra tay báo thù, như vậy sẽ càng thêm mất mặt. Chuyện này vốn có nhiều phương pháp hay để giải quyết, cậu cần gì phải dùng biện pháp này? Lưu Truyền Thụy gạt tàn thuốc rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Trước khi Vương Tử Quân đến phòng làm việc của Lưu Truyền Thụy đã suy nghĩ kỹ càng tất cả mọi vấn đề, hắn chỉ cười khổ nói. Bí thư Lưu, người ta đã ức hiếp lên đầu tôi cũng không còn cách nào hơn. Vương Tử Quân cũng không muốn che giấu với Lưu Truyền Thụy. Hắn biết rõ với ánh mắt của bí thư Lưu thì tuyệt đối có thể thấy rõ vì sao mình lại làm như vậy. Nếu mình cứ tiếp tục nói năng mơ hồ, không bằng thẳng thắn nói ra cho rõ, như vậy có thể chiếm được chút hảo cảm của Lưu Truyền Thụy. Cậu thật sự không có biện pháp sao? Lưu Truyền Thụy dùng ánh mắt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lão lại nói tiếp. Chuyện này nhìn qua có chút liên quan đến Quế Nguyên Nhược, nhưng những người khác thì sao? Cậu có nghĩ đến ai nữa không? Vương Tử Quân ngồi lặng lặng mà không mở miệng, hắn biết rõ Lưu Truyền Thụy còn chưa nói hết lời, lựa chọn tốt nhất của hắn vào lúc này chính là kiên nhẫn chờ đợi. Vị trí bí thư tỉnh đoàn cũng không thích hợp, tuy vậy cậu đã làm rất tốt. Lưu Truyền Thụy chợt thay đổi chủ đề nói. Cậu có ý nghĩ xuống tuyến dưới rèn luyện không? Vương Tử Quân cũng không phải không nghĩ đến vấn đề xuống tuyến dưới rèn luyện, với tình huống hiện tại của hắn, nếu cứ tiếp tục chủ trì công tác ở tỉnh đoàn. Nếu muốn tiến lên vị trí bí thư tỉnh đoàn cũng phải mất 2 năm nữa, mà sau đó một vị trí tỉnh đoàn cũng không phải chỉ cho hắn nắm giữ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi như vậy. Tôi phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Vương Tử Quân có chút trầm ngâm, một lúc sau hắn nhìn sang Lưu Truyền Thụy rồi nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.